Chào anh người miền Tây, chào Nguyễn Nguyên Vũ, chào chị Phương Phạm, chào Phạm Việt Hưng, chào các anh chị nhé. Tình hình là đang like nick mới. Chào anh người miền Tây, chào chị Bạch Yến, lại like nick mới nữa rồi, ha ha ha. Chào Putin Lê. Chào chị Nguyễn Nguyễn. Tính chạy khoa lê, tính mở chạy Long Việt, tính mở cái bài này, mở lên nó thằng âm binh nào nó ghép vô có cái lá cờ ba sọc nhìn thấy ghét rồi. Thôi không nghe bài này nữa, nghe vẫn nghe bài quen thuộc. Chào anh Vũ Hùng, anh đang ở đâu đó? Em chờ anh Bằng, để em mời anh Bằng. Xin chào Bình Dương, xin chào tất cả các bạn. Dương cứ mở bài hát ra, hôm nay mình lại giới thiệu nick cũ nhưng mà mới, mới nhưng mà là cũ. Bằng Nguyễn đã về với ta. Cũ của người nhưng mà mới của ta đó, Đúng. đúng rồi. Rồi, em cảm ơn chị Phương, cảm ơn các anh chị chia sẻ giùm em Xin nha. chào tất cả các bạn. Chào chị Thanh. Bằng Nguyễn hay là Nguyễn Văn Bằng ở cuối cùng cũng là Bằng thôi, đúng không? Giải phóng Việt Nam đi quê hương nhà con bóng tên xâm lược. Chào Đức. Chào Việt Nguyễn. Hôm nay vẫn vẫn cao cơ đó. Chào chú Phan. Chào chị Lý Mặt Sầu. Đúng rồi đó chị, bị nữa rồi. Ô, chào Tám Phạm. Khỏe không Tám Phạm? Chào anh Hoàng Bùi. Ba kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Chào sinh ra từ làng. Từng đi trên đường hành quân ra một trận, chung chung đón Em tiếng chiếc bước theo con đường qua bao. rảnh không? Chúc lên chia sẻ xíu đi Tám Phạm, lâu quá rồi anh em không gặp nhau. Chào anh Cao Chinh. Tua các bạn thấy không, đầu dựng ngược. Chào
đi tôi đi dưới phong miền Nam đi quê hương nhà. Giọng ca đâu được, giọng ca như chị Lý Hoặc Sầu được. Rồi, em chào các anh chị và các bạn. Rồi. Tại em lỡ bấm đắt rồi. Rồi, xin chào Bình Dương và xin chào tất cả các bạn. Thì nói chung là hôm nay chương trình của Bình Dương thì không biết có là em nói về cái gì. Nhưng mà nói chung là những chương trình của anh em mình và trong nhóm DBQ chỉ nói về cái luận điệu, tức là chống lại luận điệu xuyên tạc của cái bọn mà ba que ba sọc. Thì nói chung là vào đầu chương trình thì anh cũng mở đầu chương trình, tức là đối với một số những cái tin mà nó mới mới một chút. Thứ nhất là mình nói về cái tin luận như tất cả các bạn, có những bạn biết, có bạn có khả năng không biết. Tức là mà thằng gọi là thằng mình gọi là thằng cha linh mục Nguyễn Đình Thục. Đấy, vừa rồi tức là được đưa lên coi như là cũng được lên TV, tức là kênh Quốc phòng Toàn dân. Đấy, cũng nói thực tế cuối cùng coi như lên chỗ chương trình nhận diện về về sự thực á, tức là của kênh Quốc phòng Toàn dân. Nhưng mà khi mà hắn được đưa lên thì nói chung là thằng này nó về rất cay cú, nó bảo là nó đưa lên đấy là Đảng Cộng sản Việt Nam coi vu oan các thứ cho nó. Nhưng mà tất cả các bạn đều đã biết rồi, cái thằng này thì nói chung là cái tội của nó thì nó oan ức cái gì, đúng không? Nó đã từng coi hô hào những giáo dân coi như là ra quốc lộ 1 coi như biểu tình rồi là để mà ngăn quốc lộ 1, rồi là đến cái vụ mà thằng Hoàng Bình ấy bị bắt, khi mà nó ngồi trên xe của nó thì nó cũng hô hào mọi người người coi như là giáo dân ngu si đần độn đến cái tức là cái công an huyện hình như huyện Lộc Hà ở Hà Tĩnh ấy, thì để gây áp lực nọ kia, và nó có rất nhiều, nó kích động những người giáo dân rất là nhiều để mà chống đối lại Đảng và Nhà nước, mà chống đối lại chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đúng không? Thì cái chuyện này là không có oan ức gì cả. Nhưng vừa rồi ấy, tức là nó tuyên bố một cái câu xanh dần, nó bảo nó sẽ coi như là đưa giáo dân đến chính quyền biểu tình được. Lần này mày cứ ấy đi, mày cứ hô hào những giáo dân đi. Thực tế hiện nay một số giáo dân ấy, thì người ta đã biết rõ cái bộ mặt của thằng Nguyễn Đình Thục này rồi. Nói chung là chúng nó, những người giáo dân người ta sẽ, mình nói là không nghe thì cũng phải, nhưng mà sẽ ít người sẽ nghe theo cái lời của nó. Đấy là mình nói thằng Nguyễn Đình Thục này. Thì nói chung là tất cả các bạn đây nói đến cái thằng Ninh Mục này, mình gọi phải gọi là thằng. Đấy chưa? Thì nói chung là các bạn đều đã biết là cái bản chất lưu manh của cái thằng này rồi, đúng không? Đấy, cái con mà cái con mà gì mà ngày xưa nó về đấy, về Việt Nam này này, đúng không? Nó ở trong nhà thờ của thằng Nguyễn Đình Thục này. Ừ. Con Emily. Ừ, Emily, đúng rồi. Đấy, thì nói chung là như thế. Thứ nhất là cái thằng Nguyễn Đình Thục này nó tuyên bố như thế. Nhưng mà nói chung là mình nghĩ rằng là sẽ ít người nghe theo lời nó thôi. Vấn đề thứ hai, nhất là vấn đề coi như là về mình nói sơ qua về vấn đề cái bãi tư chính một tí xíu. Tức là vâng, ngày hôm qua ấy, thì trong cái like của mình thì mình cũng nói rồi đấy, thì cái tin của từ báo Việt Nam Express thì người ta đưa ra vào hôm nay, nói chung là đã được chính thức mà tất cả các báo ở quốc tế người ta công nhận là cái tàu Hải Dương 8 và cái tàu khảo sát địa chất ấy, của Trung Quốc đã rời khỏi bãi tư chính đấy. Thì nói chung là đây cũng là một cái tin mà nói chung là cái tình hình ở bãi tư chính hiện nay nó đã hạ nhiệt, đúng không? Chứ còn bây giờ với một số các bạn bảo là tức là nó về đấy để nó tiếp nước, tiếp dầu, nọ kia, tất cả thứ. Thì mình nói là đây là không phải. Thực tế ra là đấy là cái cớ thôi. Vì là mình là người đi biển, mình biết. Ví dụ như đối với những cái tàu mà khảo sát địa chất đấy thì nói chung có những một số cái tàu dịch vụ ấy, cần thiết tiếp nước, tiếp dầu đấy, hoặc là tiếp thực phẩm ở trên biển thì người ta làm ngay ở trên biển ngay, chứ không cần phải về cái chỗ mà cái về cảng để mà tiếp, đúng không? Đấy, thì nói chung là mình nghĩ rằng nếu mà Trung Quốc người ta ví dụ trong cái đợt này, vì là sự phản đối rất là gắt của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, nhất là ở cái kỳ họp mà của các bộ trưởng ngoại giao ở các nước ASEAN ấy, và một số nước đối tác ở bên Thái Lan vừa rồi, thì nói chung là Trung Quốc bị cô lập rất là nhiều, đúng không? Rất là lớn, tất cả kể cả trong khối ASEAN đã ra được một cái thông báo chung, và những cái bộ trưởng bộ ngoại giao ở một số nước ví dụ như Nga rồi là Ấn Độ hoặc là Mỹ đấy, ông Mike Pompeo thì ông ấy phản đối rất kịch liệt. Thì nói chung là Trung Quốc đã thấy tình hình nó bị cô lập thì có khả năng là Trung Quốc sẽ rút, nhưng mà rút trong danh dự, hiểu không? Rút thì tức là người ta không bảo là tôi là
chẳng hạn là tôi là cái vụ này tôi sai rồi như này khác, nhưng mà nói chung là lấy cớ là nói chung là hiện nay là ở vùng biển Đông thời tiết nó không tốt, hay là về đấy để mà tiếp nhiên liệu hoặc là tiếp tiếp nước hoặc là thực phẩm hoặc là tiếp dầu nọ kia tất cả các thứ, thì đấy là cái cớ thôi. Nó ví dụ như ngày xưa cái vụ mà giàn khuôn khoan HD981 đấy đúng không, thì ví dụ là người ta bảo đây là chúng tôi đã làm xong trước thời hạn rồi, thời tiết ở biển nó xấu thì chúng tôi rút đấy, là cũng là một cớ thôi. Nhưng mà nói chung là qua cái vụ mà cái tàu HD8 á mà rút thì nói chung là ở ngoài đấy hiện nay thì cái nhiệt thì nó đã giảm đúng không, nhưng mà nói chung qua vụ này ấy, cũng phải cảm ơn Bê Trương Tân Thái, một hai ngày nay chúng nó coi như là làm liên tục các live để kêu gọi mọi người dân xuống đường. Nhưng mà nói chung là nó kêu gọi thế là Trung Quốc cái sợ quá, sợ ông Tân Thái với ông Bê Trương mà kêu gọi mọi người xuống đường, thì nói chung là người dân xuống đường nhiều sợ quá, Trung Quốc nó nghe thấy nó phải sợ, hiểu không? Vì mấy ông ấy hiện nay hình như là những người mà làm tích cực ở cho chính phủ Mỹ và cho coi như là CIA hoặc là FBI gì đấy đúng không, tin tức ở Biển Đông với các ông lắm, từng những tin tức rất là bí mật, cho nên thấy các ông ấy lên tiếng ông phản đối hoặc kêu gọi mọi người dân Việt Nam xuống đường biểu tình ấy, thì nói chung là Trung Quốc nghe thấy là sợ quá, người ta chủ yếu sợ mấy ông đấy thì người ta cũng rút lui có trật tự đấy. Vấn đề nữa thì mình nói như thế này, bây giờ những người dân Việt Nam thực tế là người ta cũng tỉnh táo, thế các bạn thấy không, vừa rồi là chúng nó hô hào mọi người dân xuống đường biểu tình chúng Trung Quốc xâm lược nọ kia, nhưng mà Hà Nội cũng lo nghe mấy đứa ví dụ như là con Teresa này, rồi là thằng Dũng xe ôm, mấy đứa LU thì coi như chung mặt mũi cũng quen 5-6 đứa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bôn Sen hôm qua thì mình nhìn thấy chỉ có 3 cũng 6-7 đứa thôi, và lu vào để cho chụp ảnh cho nó đẹp, hiểu không? Đấy, thì nói chung là bây giờ người dân người ta đâu có nghe lời chúng nó nữa, thì chúng nó phải cảm thấy như thế là chúng nó xấu hổ đúng không? Mọi việc nói chung là bây giờ người dân tin vào cái sự coi như là đối phó của Đảng, Nhà nước và Chính phủ mình và Bộ Ngoại giao mình, người ta ứng xử rất là khéo léo đúng không? Để làm sao cho Trung Quốc cũng thấy rõ cái sự sai trái của mình đúng không? Cộng đồng quốc tế ủng hộ mình đấy, mà trong khi đó mà ví dụ như mối bang giao giữa mình và Trung Quốc về vấn đề kinh tế thì nó vẫn ổn thỏa, nó vẫn diễn ra bình thường đúng không? Chứ còn bây giờ giả sử có một cái gì trục trặc chẳng hạn thì hai nước ví dụ là có một tiếng súng nào đấy, hai nước cấm vận về vấn đề coi như là kinh tế chẳng hạn, thì các bạn thấy không? Nói chung là các bạn thấy nói chung là ví dụ xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chẳng hạn thì nói chung nó sẽ giảm đi, những người dân ví dụ là nuôi heo ở Thanh Long rồi là xuất khẩu gạo các thứ thì nói chung là từ vừa rồi mình xuất khẩu rất là nhiều, nhưng mà bây giờ ví dụ như vì cái tình hình đó chẳng hạn thì nói chung là bây giờ nó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của những người của nhân dân Việt Nam đúng không? Kinh tế nó sẽ giảm lùi đi thì nói chung là cái lúc đấy thì những người nào là những người khổ, là những người dân Việt Nam khổ đúng không? Cho nên là qua những cái này thì mình nghĩ rằng là những cách ứng xử của Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Quân đội Nhân dân Việt Nam thì nói chung là lần này rất là hay đúng không? Đấy, qua đây là tôi mong tất cả các bạn hãy tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng, nói chung là các bạn đừng có mắc mưu những cái kẻ mà xấu lôi kéo các bạn để bạn đi làm loạn xã hội lên. Đấy, thì hôm nay nói chung là Bình Dương Live thì mình lên nói lên cái gọi là một số tin mới và cái quan điểm của mình về cái vụ việc nó là như thế. Rồi, xin buổi tối xin cảm ơn Bình Dương và xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhá. Rồi, không chào được từng người rồi. Xin chào tất cả các bạn. Dạ, em chào anh. À, chị Cao Hoàng Lan, chị là công nhân Bon Chen hả? Chị lên chị xẻ xíu đi chị thoát ra chị vào lại. À, để em chia sẻ thêm nữa, em chào anh Tình Lê. À, là như thế này, lúc chiều thì cũng có một số những cái thành phần dân chủ cội, đó là cái nick là Vũ Văn Hệ mà các anh chị cũng biết rồi. Vũ Văn Hệ này là cái tay này là gọi là một dân chủ cội, đem đứa con của mình ra để làm bài trò, để kêu gọi cái lòng thương hại của các thành phần ở hải ngoại, đặc biệt Benny Trương. Thì hồi chiều này cũng om em ra, tại vì ở đó là ngoài Hà Nội, thì cái thông tin này là của một người cung cấp thôi.
chứ còn em không có, em không có xem cái like đó. Cho cô lên hôn, cho chị lên chứ, nhưng mà chị thoát ra đi rồi chị đang mất camera rồi. Xong rồi bắt đầu rồi cũng nghe lời Benny Trương ra bờ hồ hay là như thế nào đó xuống đường, cuối cùng bị công an hốt nè mở hàng đó. Nên mọi mọi người á, cái chị để cao, chị Cao Hoàng Lan lên xem coi cái thông tin mà từ hôm qua bên cái vụ Bon Chen như thế nào. Chào Bình à, Dương, với anh Trung Kiên, chào Bình Dương, chào hết cả chị nhà Cao. mình, chào chào cả nhà thân yêu. Em nói anh Bằng á, Chào em chị. lên em lên em phản đối anh Bằng cái chỗ đây nè. Bon Chen có xuống đường chứ không phải là không, công nhân nó không xuống đường thì làm sao nó đi về nhà được. Nên mấy anh chị em cứ nói là không có xuống đường là em rất là phản đối. Em chào hết cả nhà mình nha. Nghĩa là công nhân thì người ta vào, người ta làm 5 giờ người tăng ca, người ta đi xuống đường, người ta đi về, chứ không lẽ người ta bay lơ lửng không trung người ta về đến nhà. Mấy vị anh chị em cứ phản đối thằng Benny Trương là em không bằng lòng ở chỗ này. Có xuống đường, xuống đường về nhà. Đó, em lên là em phản đối có chỗ xuống đường. Em công nhân Bon Chen mà ngày nào em xuống đường về nhà. Đó là cái phản đối của em là cái chỗ xuống đường. Còn nhờ thằng thằng Ben đi chỗ á thì thằng Trung Quốc nó sợ quá, nó có rút cái giàn khoan về thì điều đó cũng không ngạn. Tại vì á chỉ 3 ngày mà dư lên cái giờ cao điểm mà hot nhất á, là gọi là 3 cái ngày nóng nhất á, là một ngày nghĩa là hai thằng nó live sáng đêm luôn. Thằng này live xong rồi ngủ, rồi kêu thằng kia dậy, giống như nó trải chiếu nằm trước cái điện thoại á, là cứ cứ thằng này ngủ 4 tiếng rồi kêu thằng kia dậy 4 tiếng, rồi thằng nọ ngủ 4 tiếng. Đó, đại khái là nó như vậy. Mà nhờ cái chỗ đó đó thì cái thằng HD nó mới đi về. Đó, em phản đối cái khúc chỗ đó. Nên mấy anh chị em cứ lên cứ nói người ta, em không ủng hộ chỗ này. Cái nào mình biết thì mình ơn người ta thì mình phải phải biết ơn chứ. Mấy anh chị vậy nản ghê á. Đó, rồi em Tiếng nói cũng có lý kìa. Thì em nói ở đây là chị công tâm thôi nha Bình Dương, em công tâm nha anh Bằng, em không phản đam anh Bằng đâu nha. Em chỉ lên em nói là có xuống đường mới về được đến nhà. Nên nên em cũng lên em phản đam cái chỗ đó thôi chứ em có ý đâu nha. Đó, đấy là cái ý kiến của em. Chứ anh cứ lên anh biểu đừng có xuống đường, đừng xuống đường làm sao, anh cứ biểu người ta đừng xuống đường là em phản đối. Anh không cho em xuống đường làm sao em về được đến nhà. Đó. Nên em phản đối cái chỗ mà anh cứ cản người ta không cho người ta xuống đường đó. Em chỉ cản như em chỉ phản đam anh tí xíu chỗ đó thôi. Rồi cho em chia sẻ thêm tí xíu, bây giờ cho mình miên man mình lắng sang một cái vụ vụ thằng Huy Chương Đoàn chút xíu nha nha. Ủa chủ đề gì Bình Dương? Chị chia sẻ đi chị, hôm nay tại là cái nick mới thì em cũng quay quanh những cái vấn đề hot hot thôi chị. Sợ không đúng chủ đề thì chị đi xuống. Tại vì chị lên chị phản đam anh Bằng cái chỗ mà anh Bằng biểu là đừng có xuống đường là em không có chịu thôi. Chứ còn em không có ý gì đâu nha. Rồi giờ cho em miên man cái chỗ thằng thằng Huy Chương Đoàn chút xíu nữa. Nghĩa là hồi nãy á là có một cái live trực tiếp là thằng Huy Chương Đoàn á, là ngày hôm qua bị thằng Đỗ, cách đây 3 bữa bị thằng Đỗ Đức Hộp sút vào mặt á. Thì hồi nãy á, nghĩa là mấy anh chị em nhớ cái chỗ này không? Chứ còn theo như tôi rất nhớ cái chỗ này nè. Thường thường con chó mình đá nó bất cứ chỗ nào nó vẫn kêu cái cẳng nó đau. Nó kêu cái cẳng. Nên thằng Huy Chương Đoàn bị xúc vô mỏ nhưng mà cái lỗ tai bị điếc. Đó. Nghĩa là thằng Huy Chương Đoàn nó cũng giống như con chó vậy, đá cái mỏ thì điếc cái lỗ tai. Nên con chó mà mình đạp nó chỗ nào nó vẫn kêu là cái cẳng, chứ nó không kêu là đau chỗ nào. Đó là em sơ lược cái chỗ thằng Huy Chương Đoàn nó nằm bệnh viện, nó bị ù cái tai, đá trong mỏ mà đau cái lỗ tai. Rồi xong á là lên một cái like á là nói bây giờ là Huy Chương Đoàn là không có nói được nữa. Nên nhờ anh chị em kiều bào hải ngoại, ở trong này là có một số anh chị em kiều bào hải ngoại nha, là phải ủng hộ cho Huy Chương Đoàn để Huy Chương Đoàn qua cơn hiểm nghèo này. Hiện giờ là em ấy đang nằm ở bệnh viện ở Thái Lan á, thì em ấy là bị điếc cái lỗ tai, bị Đỗ Đức Hợp đá điếc lỗ tai. Nên kêu gọi anh em kiều bào hải ngoại, mấy anh chị em có của ít lòng nhiều thì góp cho Huy Chương Đoàn, chứ hiện giờ là Huy Chương Đoàn đang bị điếc lỗ tai. Thì em chỉ lên chia sẻ chút xíu, chị chỉ lên chia sẻ chút xíu cái chỗ mà
cái vụ án Thái Lan thôi. Nói đừng ai cười. Đâu có sao đây, chị chia sẻ rất hay. Chị đưa ra một cái ý tại sao mà đá đá vô mỏ mà bị điếc lỗ tai, đúng không vậy? Cái thứ hai đó là bây giờ coi như nó nói không được luôn rồi, có một số người nói giùm. Chào Nguyên Vũ, để cho công những người ở hải ngoại gửi tiền về Thái Lan. À đúng rồi, nó kêu gọi. Chào. Là đá vô mỏ mà điếc cái lỗ tai, nên hiện giờ cái lỗ tai của Huy Chương Đoàn là không có nghe được ai nói gì hết, chỉ là nghĩa là chỉ ra dấu thôi, chỉ làm ra dấu thôi. Thì mấy anh chị em, nhất là mấy anh chị em kiều bào hải ngoại, trong này có một số anh chị em hải ngoại nè, thì cố gắng quan tâm đến cô Hoa của cười, thì cố gắng quan tâm cô Hoa của bị nhột. Thì cố gắng quan tâm đến em ấy một tí nữa. Thì em chỉ lên em kêu gọi thôi nha, chứ em có ý đâu nha. Em nói em chỉ kêu gọi thôi. Rồi ai muốn đóng góp thì liên lạc, đóng góp cho Huy Chương Đoàn này liên lạc đến em, chứ em có ý gì đâu nha. Em là chị cũng là người, đúng không? Rồi, cảm ơn. Em là giữa rừng già, em không biết gì hết nha. Chào hết cả nhà. Chị chào Bình Dương. Rồi, em cảm ơn. À, chào chị. Rồi, ok, Nguyễn Quân. Lên nha, chia sẻ nha. Rồi, để mời Nguyễn Quân nè. Rồi, anh Tình Lê 50, lũng màng nhỉ vậy. Hình như không biết là để đưa Huy Chương Đoàn đi chụp CT xem có còn dính cái miễn ly nằm trong đó không. Đang mời Nguyễn Huân đó, Vũ Di. Đức đức gì nổi luôn. Chào anh chị mới vô sao nha. Thì bên cạnh đó là em chia sẻ tiếp vấn đề của thằng Vũ Văn Hệ này. Thì ngày trước á, nó đã từng đem đứa con nó ra để nó tế rồi. Chào anh Bình Dương nhá. Thì cái vị không cái... Không? Chào anh Bình Dương, nghe rõ không à? Thì mình để mình đóng góp cái, để mình nói về cái vụ Huy Chương Đoàn cho. Cái vụ đấy ấy, là tụi nó liên quan đến tiền bạc với nhau. Tức là thằng Huy Chương Đoàn với thằng Đỗ Đức Hợp nguyên một nhóm luôn, chứ không phải là hai thằng đó đâu. Đỗ Đức Hợp là bên Đỗ Đức Hợp có 5 đứa, bên Huy Chương Đoàn là 4 đứa, hẹn nhau trong cái quán cà phê. Nó hỏi nhau về vấn đề tiền bạc. Và trong hỏi nhau thế nào mà bắt đầu đánh nhau trong quán cà phê và bị cảnh sát Thái Lan bắt. Và sau khi bị cảnh sát bắt rồi ấy, nó ra đường, nguyên cái đám của phe Huy Chương Đoàn nó ra đường, nó live stream, nó nói là nhà nước Việt Nam cử Đỗ Đức Hợp qua đám Huy Chương Đoàn gọi là truy sát lên lại từ một cái vụ mà tụi nó ăn chia tiền không đồng đều, nó đánh nhau, nó xào nấu, nó dối, chứ không hoàn toàn không, chứ không phải là nhà nước Việt Nam mà cử qua như tụi nó nói đấy, đúng rồi. Tôi có xem cái đoạn, nghe được cái đoạn video của live stream trong quán cà phê ấy, nó nói là tiền ở hải ngoại gửi về thì Đỗ Đức Hợp mang đi đâu hết. Thằng Huy Chương Đoàn nó tố Đỗ Đức Hợp là ăn chặn, và thế là hai thằng cãi nhau và đánh nhau trong quán cà phê. Mà hình như là tôi thấy đấy là Huy Chương Đoàn nó cầm dao đâm Đỗ Đức Hợp trước, Đỗ Đức Hợp cầm ly nó đập lại Huy Chương Đoàn. Mà thằng Đỗ Đức Hợp nó nói là nó có bằng chứng để nó cho thằng Huy Chương Đoàn vào tù. Đấy. Mà mình nghĩ là chắc là tụi nó ăn chia với nhau mà tụi nó có bằng chứng nên tụi nó tám tố nhau ra như vậy. Đúng qua rồi. Thái Lan đánh nhau. Bên còn bên phe Đỗ Đức Hợp nó kéo thêm 3 đứa ở Mỹ qua nữa. 3 đứa ở Mỹ qua Thái Lan luôn. Để nó hỏi do ra lẽ cái vụ tiền bạc như thế nào ấy. Và cái live stream có con Lê Mỹ Hạnh, có vợ chồng Tâm Châu nữa. Mà con Lê Mỹ Hạnh này ấy, sau khi tôi hỏi nó về cái vấn đề mà nó ăn tiền của cái thằng Hoàng Nhật Minh ấy, cái thằng bán nước mía ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, nghe tôi khoảng 70 triệu, tôi hỏi. Nó nói nó không biết thằng Hoàng Nhật Minh là thằng nào. Nhưng mà trong cái live stream của Hoàng Nhật Minh hồi tháng 3 đấy, Hoàng Nhật Minh nó nói là con Lê Mỹ Hạnh ăn tiền của nó, ăn rất nhiều tiền, bị lừa nó rất nhiều tiền, bởi vì giờ trốn qua Thái Lan. Tức là
là tụ đánh nhau vì tiền, vì chia, vì ăn chia không đều thế nào đánh nhau đấy. Nhưng mà tụi nó cố, phe của huy chương đoàn nó cố nó đổ lỗi cho nhà nước Việt Nam là đưa cái thằng Đỗ Đức Hợp qua đánh đấy, nó dối trá như vậy và nó gửi lên ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà tôi thấy Liên Hiệp Quốc người ta biết rồi, cái vụ này kiểu như là ai cũng biết rồi, nhất là những cái người, những cái đứa ở bên hải ngoại nó gửi tiền về chắc chắn nó sẽ biết chuyện này đấy. Mình chỉ lên chỉ chia sẻ vậy thôi, ai thắc mắc về chuyện huy chương và bị đánh như thế nào ấy thì là như vậy rồi. Thôi mình xuống và mình xuống nha các bạn. Rồi à, chị Cao Hoàng Lan đâu, chị lên chị nói lại Vũ Văn Hệ cho mọi người nghe tiếp nha. Chị Cao Hoàng Lan, hôm nay là chương trình mình kể chuyện về từng nhân vật đi. Chào các anh chị và các bạn nhé. Chị Cao Hoàng Lan đâu rồi, chị gửi lại cái yêu cầu. Đúng rồi, chị lên lại đi chứ không lẽ gì, chị không lẽ cũng kéo chị lên lại nè. Đó, kéo chị lên lại. Cái vụ cái vụ này đam mỗi người 5 phút chắc tôi chết á. Đây. Chào lại Minh Dư. Em chào lại hết cả nhà nha. Em chào lại cái vụ Vũ Hệ. Nghĩa là cái thằng Vũ Hệ này nó có một đứa con bị bệnh thì cũng có bệnh thiệt chứ không phải là không. Em chào anh Chu Phan, em chào hết cả nhà mình lần nữa. Nhưng mà nó đem cái đứa con nó ra là để mà nó xin tiền của hải ngoại. Nó cứ nói là con nó bị bệnh thế này thế nọ. Rồi có một cái hồi năm ngoái á, là nó nói là nó bị ung thư xương. Nó bị ung thư xương, nó lết không nổi, nó đi không được. Nhưng mà khi mà chị lên á, mấy anh chị em chị mới qua kích vài câu á, là nó đứng lên nó đi hết, nó lấy hết cái giấy tờ ra cho chị nhìn. Nghĩa là đến nó bị ung thư xương từ hồi năm ngoái, làm miệng là nó làm sao biết mà môi miệng nó tím hết á. Nhưng mà đến ngày hôm nay nó vẫn sống, nó đi phà phà. Đó là cái ung thư xương của nó. Là còn cái thằng Vũ Hệ này, nó đem cái con, đứa con bệnh của nó ra để nó moi tiền của những người, của các nhà đấu tranh bên hải ngoại, chứ không phải mà nó đem cái đồng tiền để nó chữa bệnh con nó. Bởi vì nếu mà con nó bớt bệnh hoặc con nó chết là nó sẽ không được cái đồng, những cái đồng tiền đó nữa. Thì nó đem cái thân xác của con nó ra để nó trục lợi. Đó gọi là cái hình thức đấu tranh của một cái bọn mà nó không, nó lợi dụng, nó gọi là nó bất chấp thủ đoạn, nó bất chấp cả trên cái thân xác của con nó luôn. Nó không có nó không có nghĩ gì là cái sự đau đớn của con nó hết. Bởi vì nếu mà con nó chết đi thì nó sẽ không được tiền, mà con nó bớt bệnh nó cũng không được tiền, nên nó phải để con nó lơ lửng lửng giữa rằm tháng 7. Đó là nó hàng Vũ Hệ, nó hoàn toàn nó không bị bệnh gì hết, nó lừa đảo. Nên bây giờ nó cứ mở cái live stream á là để nó cứ gọi là nó trục lợi á, nó trục lợi. Còn phản đam với cái anh khách hồi nãy này, chết chắc tôi phản đam chắc tối nay chắc tôi khỏi ngủ. Phản đam với anh hồi nãy nè. Thằng Huy Chương Đoàn lên live nói là vợ của thằng Đỗ Đức Hợp là đi làm gái, nên thằng Đỗ Đức Hợp nó thâu hết tất cả các bằng chứng đó. Rồi thằng Huy Chương Đoàn lên live nó nói là Đỗ Đức Hợp là ăn chặn tiền của bên nước ngoài gửi về cho cha Tăng 2 triệu. 2 triệu là ăn chặn, nhưng mà thật sự thằng Đỗ Đức Hợp nó không có những cái chuyện đó. Nhưng mà Huy Chương Đoàn lên nó chụp mũ thằng này. Thằng Huy Chương Đoàn nó cứ nghĩ là nó sẽ nói như vậy là thằng Đỗ Đức Hợp không làm gì được nó, nên anh ta cứ mặc sức mà vu khống. Nhưng mà không ngờ thằng Đỗ Đức Hợp này thuộc cái dạng gọi là dân chơi mà không sợ mưa rơi á. Từ đây mà bay qua tới bên Thái Lan là xúc vô mỏ thằng này. Còn thằng Huy Chương Đoàn á lại bị đánh thì điều đó là anh nói đúng, bị thằng Huy Chương Đoàn đánh là đúng. Tại vì thằng Huy Chương Đoàn nó nói là thằng Đỗ Đức Hợp là làm theo nghị quyết 36 của Cộng sản cài qua làm. Nhưng ở đây là thằng Đỗ Đức Hợp đi lấy lại cái danh dự của vợ chồng nó, chứ nó không có làm lại. Đúng rồi vậy đó. Chứ nó không có làm theo cái nghị quyết, nghị định nào hết. Nên thằng Đỗ Đức Hợp từ cái chỗ mà nó tức cái câu mà gọi là làm theo nghị quyết đấy, nó mới bóc cái ly nó chọi thằng Huy Chương Đoàn. Rồi rượt thằng Huy Chương Đoàn mới rút dao ra đâm chứ anh nhá. Chứ thằng Huy Chương Đoàn nó không đâm anh, không đâm hộ Đỗ Đức Hợp trước anh nha. Cái like đó em là người đu thằng Đỗ Đức Hợp từ trên máy bay em đu xuống luôn mà. Nên em nói với anh đó là thằng Đỗ Đức Hợp nó tức cái câu mà, nó tức cái câu mà ông mày làm theo nghị quyết 36 đó. Còn Đỗ Đức Hợp là đi du lịch với chị em của cái chị Ly Bùi là có đi du lịch, nhưng mà không có cái chuyện mà dẫn theo bầy đàn để mà
đánh thằng Huy Chương Đoàn đó, là em phản đam với anh hồi nãy lên, không biết anh tên gì không biết. Chị có Nguyễn Quân, Nguyễn Quân gì? Chị phản đam hồi nãy giờ phản đam hai người rồi, thôi xin lỗi hết hai người nha. Chị em trong nhà vẫn chơi vui thôi. Em chào cả nhà, chị chào Bình Dương. Sao Bình Dương? Rồi cảm ơn. Để chào cả nhà. Đây là thông tin lại cho chính xác thôi chứ. Chào anh Chiến Vũ. Nè. Chào cả nhà. Rồi chị chia sẻ tiếp về. Chia sẻ vụ gì? Hệ tiếp nữa đây chị. À thì từ Vũ thì thằng thì thằng Vũ Hệ đó là bây giờ là nó cứ nói chung thì chị á, thì theo dõi thằng này thì chị không theo dõi gì mấy đâu, bởi vì mình thấy cái hình thức trục lợi của nó là trên cái thân xác của con nó thôi đó. Đó đó, Bình Dương với mấy anh chị em rồi bắt đầu nó đúng, nó Ngọc Lan nói đúng nè, nó tụ tập những người đó lại rồi bắt đầu là nó mở một cái quỹ xin tiền. Ví dụ như nó xin một, ví dụ như trong cái cho cái nhóm mình của nó là 10 người đi thì người ta gửi về 2 triệu thì mỗi một người được 200, nhưng mà nó đưa lại mỗi người chỉ được 100 thôi, chỉ có 100 thôi, thì còn lại 100 là nó ăn, gọi là mình gọi là nó đi buôn chính trị đó, mình gọi là buôn chính trị đó. À, mấy anh chị em, nên mấy anh chị em ở ở hải ngoại mà mấy anh chị em gọi là chống cộng á, mấy anh cô chú bác chống cộng, mình gọi là chống cộng đi, bị thằng này nó lừa là đúng rồi, chứ không có phải là nó chống cộng gì đâu, bị nó lợi dụng. Thì mấy anh chị em mình, cái này là em xin lỗi nha, em xin lỗi hết cả nhà mình nha, mấy anh chị em Việt kiều hải ngoại nha, mấy anh chị em Việt kiều hải ngoại mình nắm cái thông tin về Việt Nam mình rất là ít, nên chống cộng một cách mơ hồ, nên bị cái tụi này nó lợi dụng thôi, chứ còn ở đây là không bao giờ nó chống được hết, nó chỉ lợi dụng cái lòng tin của mấy anh chị em kiều bào hải ngoại thôi, chứ còn thằng Vũ Hệ là nó hoàn toàn nó không bị gì hết. Thì nó cứ đi quyên góp, ví dụ như được 10 triệu đi thì nó chỉ cho 5 triệu thôi, còn 5 triệu nó bọc túi. Đó là cái chia sẻ của mình đó Bình Dương. Nên mấy anh chị em, chị chia sẻ nhà Bình Dương cũng có, nhưng mà chị qua các diễn đàn của mấy người kia chị chia sẻ cũng có, để mình kêu gọi để cho mấy người bên đó người ta tỉnh ra thôi, chứ còn người ta cho cũng cho tiền người ta, chứ không cho tiền mình, chứ không lấy tiền của mình cho. Nên mình cũng không có nói, mình cũng không có ý kiến, mà mình chỉ nói lên vậy thôi, ai hiểu hiểu đó Bình Dương. Là thằng Vũ Hệ nó đang buôn chính trị, nó đang buôn bệnh, buôn bán con bệnh, buôn bán chính trị, ý của chị là vậy đó. Của mình là vậy đó mấy anh chị em. Dạ anh Nguyễn Huân anh nói đúng, nó chống cộng vì tiền, không anh không có tiền là không bao giờ chống cộng. Đúng rồi. Thì nó, nếu mà chẳng hạn như thằng Lê Thương cũng vậy, nếu mà nó đi kêu gọi như vậy mà nó không có tiền, nó bỏ túi thì cũng không bao giờ nó kêu gọi, bởi vì nó lấy cái gì nó sống, nó ăn xong đi từ Nam tới Bắc lấy gì nó sống, là nó lấy nó rót những đồng tiền nó về. Lê Thương thì chị nhớ có một cái like, nó có một cái thằng bạn đó là cái nick là Dan Quy Lê, là cái thằng đó là Danny La. Quý Danh La gì đó. Ừ. À. Là thằng ta nhận tiền của nó rồi cuối cùng là úm luôn tiền của hải ngoại gửi về cho thằng Lê Thương. À. À. Nghĩa là nên em mới nói chị là thằng Quý Danh La là cái chỗ đây. Rồi chị nói đi. Chết chị bà nói. Rồi tôi nói tới thằng nào tôi rành thằng đó, chết rồi tôi nhiều chuyện quá, tôi xin lỗi các nhà cả nhà nha. Cho mình nhiều chuyện chút xíu nữa, tôi nhiều chuyện chứ tôi quên tôi chuyện nhiều chứ không phải tôi nhiều chuyện, xin lỗi. Nghĩa là thằng Quý Danh La nó đu theo thằng Anh Vui Vẻ để nó chống cộng, với hình thức là nó lấy cái lòng tin của thằng Anh Vui Vẻ. Mà thằng Anh Vui Vẻ là gọi là cái chỗ cái địa điểm để cho hải ngoại tuồn tiền về thì thằng Quý Danh La này, là trong đó có thằng Hải Nguyễn cũng bị thằng Quý Danh La lừa nữa. Nhưng mà thằng Quý Danh La nó không có lừa thằng Hải Nguyễn, nó chỉ lừa qua thằng Vui Vẻ thôi, thằng Lê Thương đó. Thì thằng Hải Nguyễn có gửi tiền cho thằng Lê Thương, thì thằng Quý Danh La mới không phải là xin đâu, nhưng mà thằng Quý Danh La là nói là nó mở một cái công ty gì lớn lắm, nó mới lấy cái công ty đó nó mị thằng Lê Thương, nó mị thằng Lê Thương để nó lừa thằng Lê Thương. Thì thế là anh Lê Thương anh ôm được một mớ tiền, thì ảnh mới đưa thằng Quý Danh La mượn để là gọi là thêm vốn vô công ty á, Bình Dương. Là nó có một cái công ty nệm mút gì lớn lắm ở Đồng Nai. Thật sự là thằng này là trên răng là dưới giờ chứ không có cái gì hết. Thì thế là thằng Quý Danh La nó mới mị một cái, là nó khoác một cái áo gọi là giám đốc á. Thì thằng Lê Thương mới tin, cứ leo lên live chửi cộng sản vài câu đi, đó là lấy được cái lòng tin rồi.
thì anh Lê Thương có được bao nhiêu tiền trút hết cho anh này, thì anh này vỗ cánh bay xa. Thì từ lúc đó thì anh này ảnh anh Lê Thương anh mới hận thằng Quý Danh La, nhưng mà thằng này nó biến mất tiêu luôn rồi. Đó là thằng thằng Lê Thương. Còn thằng Trần Duy Chiến á là lừa thằng Tuấn Thanh Bolero bên Đài Loan, rồi xong rồi về Việt Nam rồi bay qua Thái Lan ở. Là nói chung là tụi nó lừa lợi dụng nhau hết, lợi dụng với nhau hết đó, ý chỉ lợi dụng lẫn nhau. Đúng rồi. Rồi kể cả giống như em chia sẻ tiếp cái clip mà các anh chị nhìn thấy trên cộng đồng mạng mà quay ở khu công nghiệp Bon Chen, à, chị thấy là một số người đứng để cầm bảng á, thật ra đó là một cũng là một cái dàn dựng đóng phim để cho để lấy tiền ở hải ngoại mà thôi. Nên hôm hôm rồi trên một cái live em đã từng nói, em nói là ở hải ngoại và những người chống chống cộng á, thì hãy tỉnh táo trước những cái thành phần này, để nó lừa tiền các anh chị thôi, chứ thật ra nó cũng chả có làm gì, nó thừa biết là không làm được việc gì, và nó chỉ cố tình nó quay một cái clip để lên cho mọi người nhìn thấy à là nó đã có làm. À, là điển hình là em nhắc lại là một cái chuyện nó hơi xa hơn trước, là cái biển mạng, đúng không? Đã là mặc một cái áo của người quét rác rồi, nhưng cũng phải cố tình đi đến đâu live stream đến đó để làm gì? Mục đích là chứng minh là tôi nói với anh là tôi nhận tiền, nhưng mà tôi có đi đến đó để cho mọi người biết rằng là đây, đây là bằng chứng tôi đi, tôi nhận tiền và tôi có đi. Đó, để cho các anh chị nhìn thấy rõ ở cái điểm này. À, chứ không phải là nó không phải là gọi là nó gọi là nó hay là nó yêu nước hay yêu cá gì đâu, hay là nó thương dân gì đâu. Rồi, rồi. Mục đích của nó chỉ Bình Dương nó cái chỗ mà tiền của cầm các... cầm cái bảng của bên trên xuống là bắt đầu chị phản đối cái chỗ đây nè. Những người cầm cái bảng đi xuống đường 50 người đó không phải là công nhân trong Bon Chen nha Bình Dương nha. Bước vào công ty rồi, để làm là mình phải viết một cái tờ hợp đồng lao động, mình phải ký một cái giấy hợp đồng lao động, và mình viết một cái tờ cam kết là công nhân không tham gia bất cứ vào cái việc gì gọi nhận nhẵn hạn như biểu tình thế này thế nọ đó, thì sẽ trừ cái số phần trăm mà gọi là tiền 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 mình một tháng là mình cứ trừ ra, mình cứ đóng vào công ty nó trừ mình mấy trăm ngàn để cuối năm nó trả mình với lại cái đồng tiền chuyên cần này, rồi đồng tiền lại là thêm việc thêm giờ này, đồng tiền siêng năng này, đồng tiền chuyên cần này, rồi những cái đồng tiền đó là cuối năm là công ty nó thưởng cho mỗi người tới mười mấy 20 triệu, có thể có người được 30 triệu, có người được 10 triệu. Nhưng mà những cái người đó mà đã tham gia vô những cái đó là những đồng tiền nó sẽ mất hết, nên những người cầm cái bảng đó không phải công nhân Bon Chen nha, không có, hoàn toàn không. Người ta chỉ tới công ty bên trên, người ta dơ tấm bảng thôi chứ không phải công nhân. Làm chị phản lại cái chỗ đó. Chứ chính thức công nhân bên trên là không làm việc đó. Thì ở đây em cũng phân tích thêm một cái điểm nữa là bọn nó là hay vậy nè. Có nghĩa là đi đến khu công nghiệp Bon Chen live stream lên là nói đây là công nhân của Bon Chen, nhưng thực sự chỉ có một nhóm nhỏ người, và giống như họ chỉ mượn cái danh của công nhân Bon Chen mà thôi, chứ thực sự không phải là người của công nhân công đúng rồi. Công ty và em chào Bon Chen à. Là bị cắt hợp đồng nên lao động, những cái công nhân mà vi phạm luật là cắt hợp đồng lao động à. Em nói đi. Đó, nên đó, mọi người chú ý ở cái điểm đó, chứ đừng có nghĩ rằng nó live stream được rồi á. Thật ra cũng tội nghiệp Benny Trương, chị nói gì nói cũng tội nghiệp, thức đêm hô hào với Tân Thái, nhưng mà cuối cùng chia mấy nó diễn kịch, nó lừa, nó nhận nè, cuối cùng mà mấy ông già này cuối cùng mới gọi là bòn, theo cái dân gian mà nói bòn cho đẻ cháu, cuối cùng cho mấy này nó ăn nè, chứ chả có làm được việc gì. Bên kia gom góp được vài đồng bạc gửi về cho tụi nó, tụi đây nó ăn nó sướng cái miệng, nó còn chửi cho. Đúng rồi, đúng rồi, ký cai cái cóp cho cọp nó sơi đó, là mấy tội cũng tội nghiệp mấy người bên đó. Ừ. Thì nó chỉ dương vài ba tấm cũng... bản thôi. Dạ, đơn giản thôi chị thấy không? Nó là sắp xếp cái đội hình ra đứng xong rồi nó kêu hô hào vài câu. Mà tự nhiên bây giờ nè, để nói thêm á, cho các anh chị hiểu là bãi tư chính là thuộc chủ quyền rõ ràng của Việt Nam, mà đã là em nói chị Cao Hoàng Lan giống như nhà mình rồi, đúng không chị? Thì bây giờ đương nhiên một người khác bước vào nhà mình có nghĩa là nói là gì, xâm nhập bất hợp pháp rồi. Thì thứ nhất mình xem diễn biến nó đi, để cái mục đích nó là gì đã, đúng không? Còn cái chuyện hiển nhiên đây là nhà của tôi, đây là chủ quyền của tôi, không phải bàn cãi chuyện đó. Chứ tự nhiên bây giờ tự nhiên chưa gì mình là lại đi thế này thế kia, cuối cùng qua ra mình kéo nó vào trong câu chuyện này. Đất đó của mình, nhà đó là của mình, cần gì, đúng không chị?
Chị thấy có phải Anh Lê Tình đừng có đá trong đểu tay em những người nha. này dụng Rồi. người dân. À. Thì nói chung là chị cũng lên chị chia sẻ vậy á, rồi có ai có lên thì Bình Dương cho chị xuống để cho mấy anh chị em mình lên đi, lên 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 người chia sẻ tí đi. Anh cảm ơn Bình Dương nha. Dạ rồi. Anh chào hết cả nhà mình. Chị không biết bên này Tám Phạm còn ở đây không hay Tám Phạm đi đi ra rồi. Chào chị Hằng Phương. Cơ bản là Phương Nguyên không phải là ngu đâu, nó khôn đó chứ. Cuối cùng là nó chỉ diễn lên một cái vài kịch độ khoảng chừng 5-10 phút thôi, nhưng mà đôi lúc 5-10 phút nó kiếm được cũng có thể vài trăm đô là cũng ok rồi, nên đâm ra nó gọi nó ngu thì nó không phải nó ngu, đúng không? À, mình cũng chào Vinh Phương. Đúng là đúng rồi đó anh Nguyễn Trung Kiên, cơ bản nó chỉ là vậy thôi đúng không? Còn giống như thằng Vũ Hệ này cũng vậy, tại sao phải đi ra ngoài kia đá livestream? Tại vì sao? Hứa với lại ông Hoàng Tính Bạch, hứa lại vậy Benny Trương là tôi phải làm điều đó, để chi? Để bên kia người ta chuyển tiền về, và chuyển tiền về đương nhiên nó phải thực hiện, và thực hiện là cái chuyện gì? Ví dụ như bây giờ đi ra vậy, nếu bị bắt làm gì, phạt hành chánh, hoặc là có thể một cái điều gì đó làm giấy cam kết không tụ tập nơi đông người, vậy thì xong thôi đúng không? Nó thừa biết mà. Nên cơ bản cái vấn đề ở đây, những cái thành phần dân chủ cội này, Hứa Hoàng Anh nhớ chứ, Nguyễn Huân thì đó đó, nó cũng cuối cùng đó, bây giờ nó đi xuống tận bên kia đúng không, đứng ra nói là vợ Hứa Hoàng Anh để đứng ra quyên góp tiền, nhưng mà có quan trọng là tiền đó có đến tay của vợ Hoàng Anh hay không, hay là nó đi về đâu, thì Huy Lê nó cũng đã từng bóc mẻ rồi trong cái chuyện này, không? Các anh chị nhìn thấy rất nhiều dân chủ cội và những cái thành phần trong nước này cuối cùng sao? Thứ nhất kiếm làm một cái gì đó làm một vố xong cuối cùng im hơi lặng tiếng hết, thấy chưa? Đó rồi điển hình nhất là gì? Thật ra nói cho thương cho bản thân của Lương Huệ Mẫn. Theo như em biết được, khi Lương Huệ Mẫn rời đất nước Việt Nam ôm trong người không ít là tiền, chào anh Phúc Nguyễn. Nhưng khi qua bên Thái Lan trong một khoảng thời gian cũng không đến một năm, tiền đó cũng không còn nữa và mang đi một cái bệnh tật về Việt Nam, đúng không? Nhưng ít nhiều đi nữa khi quay về Việt Nam, gọi là nhà nước Việt Nam rất là khoan hồng, không phải nhất thiết là người ta rất cảm thông cho những con người ăn năn hối lỗi, người ta biết về người ta làm lại từ đầu, đúng không? Lương Nguyễn Mẫn về Việt Nam, cái chuyện mời lên hay không thì gọi là mình chưa nắm được, nhưng cái vấn đề ở đây chính Lương Huệ Mẫn lên trên mạng này thừa nhận rằng cái sai lầm của cô ta là cô ta đi chọn nhầm con đường, đúng không? À, đúng rồi Nguyễn Quân, Phi Hằng Phan Thị thì tố rất nhiều rồi đúng không? Rồi bây giờ đó, tại sao bây giờ bên kia bây giờ chửi người này chửi qua người kia, nó là vậy, có nghĩa là mọi người không nhìn ra được, và chỉ vì một cái lòng ích kỷ của họ, vì cái sự thù hằn của họ hay là một cái gì đó, nhưng cuối vô tình tạo cho những con người đó một cái lòng tham. Chào Hoàng Hữu, và những người đó người ta thấy cái sự nhẹ dạ đó, người ta lợi dụng vào đó. Đúng rồi Thùy Đặng, về Việt Nam rồi thì anh nhớ không lầm mà cô này là gốc ở ở quận 6 thì phải, anh không nhớ chính xác nhưng mà gần như anh nhớ là vậy, hình như gốc ở quận 6, có một đứa con gái rồi cũng hình như cũng 17 18 tuổi gì đó. À, thì cái về đây khi lên livestream là có một một lần mà lên livestream rồi chết trên Facebook để trả mạng sống lại của các người bên bên Úc gì gửi thuốc cho cô ta đó. Nhưng mà thật ra cô này rất đáng thương. Khi rời Việt Nam cô này có tiền nha. Khi rời Việt Nam ít lắm cũng vài trăm triệu trong người. À, các anh chị nhìn thấy Lương Huệ Mẫn khi livestream ở Việt Nam á, thứ nhất gì? Đeo vàng, thấy không? Đặc biệt là đeo vàng rất nhiều, đúng chưa? Và khi quay trở về Việt Nam gần như không còn cái gì cả. À cảm ơn chị Cao Hoàng Lan, em không nhớ chính xác đó, quận 1 gần Đầm Sen đó đó, gần như khi quay về Việt Nam gần như không còn gì cả, đúng không? Cô ta cũng lên mạng thừa nhận, nhưng mà cái lời của cô ta là cũng được một chồng,
là Dũng Đen, mà không biết Dũng Đen có về hay không thì không biết đó. Rồi từ có vụ đó mà lùm xùm ở bên kia Dũng Đen với lại Mimosa có lên Facebook một lần, chị Nhung có lên Facebook một lần để mà gọi là cũng tố cáo vợ chồng Châu Tâm hay gì đó. Rồi bắt đầu là xem biết mà chị, biết mà. Biết chứ anh Nương Trần, tại ngày xưa là cũng nói cho ngay, ngày xưa cũng nói với chắc anh chị vậy nè. Ngày xưa có đóng vai một anh Việt Kiều vào tán tỉnh Lưu Huệ Mẫn, cái này thú thiệt với anh chị nha. Chào Minh Chiến nha. Cơ bản là không phải là tán tỉnh gì, nhưng mà thật ra là nhìn thấy cô ta cũng ngây ngô quá, bị bọn kia nó lợi dụng, thì mong mình vô mình chia sẻ những cái điều gì để xem kéo được cô ta quay lại hay không. Thì cái thời điểm đó, chị Cao Hoàng Lan còn nhớ là cái thời điểm Lưu Huệ Mẫn chuẩn bị đi vào trong bệnh viện thì có cái giấy mời á. Thì khi có giấy mời đó xong rồi bệnh viện Lưu Huệ Mẫn mới vào bệnh viện, nằm ở bệnh viện hình như 20 ngày đó. Thì anh đùa chứ chị, chào anh Vọng Văn Đòn đó. Cơ bản hình như là sau này là có nói chuyện nó một hai lần, nói chung là cũng khuyên nó thôi, tại mình nhìn mình biết là nó bị gạt rồi. Tội nghiệp nó, tại vì thứ nhất nó cũng kể là nó cũng có đứa con bây giờ không sống, mà đặc biệt một điều nữa là giấy mời về nhà nó rất là nhiều, nhưng mà nó đã trốn, nó bỏ nhà nó đi, tại vì nhà đuổi nó đi, mẹ nó đuổi nó đi đó, là những cái gì đó. Nên khi mà nó đã đặt chân đến Thái Lan là nó đã nhìn thấy con đường nó đi sai rồi. Nhưng mà chẳng qua là lúc đó cũng nói chung con người mà, khi duyên nợ gặp được Dũng Đen, thì nói chung về cái Dũng Đen này á, thì cũng là một thành phần mình nói là ảo tưởng hết, và bị bọn kia nó xỏ mũi, cứ nghĩ rằng đi qua Thái Lan sẽ đến một ngày nào đó. À vậy chị thì đâu, em đâu nói là chị ấy đâu đó. Chính vì cái điều đó thì mình muốn mong rằng nó về tự nó thay đổi. Đùa chứ anh, không có đâu. Cái vụ này con gấu nhà em biết nè, Linh Miêu nhà em biết mà, nên cái chuyện này là không có gì hết á. Linh Miêu bữa đó còn suối nữa mà anh, cứ gặp Lương Quỳ Mẫn là cứ kêu suối vô nói chuyện đi mà đó. Đúng không? Nên đó, trong trường hợp đó còn riêng nó thực, còn đó là Lương Quỳ Mẫn có sự cảm thông, còn đối với Nguyên Thì thì không có cái gì cảm thông cả. Thứ nhất là đặc biệt là cái tai Hồ Hùng, bạn trai của Nguyên Thì, nói chung là nó thẳng là đàn ông thì hèn, đúng không? Bỏ một mình ta ngày nào quá, cặp đôi và cuối cùng đưa anh ta qua bên kia, rồi bây giờ ở Việt Nam không dám làm gì hết, bỏ con mẹ kia bên kia đó, một thân một mình bên đó, rồi bây giờ bơ vơ, đúng không? Đó, Hồ Hùng này là chào Nguyễn Hòa. Hôm nay là chương trình mình chia sẻ về những cái thành phần dân chủ cụ nha. Rồi bắt đầu em nói tới là Thuận Sa Ôm đó. Các anh chị nhìn thấy không, từ một người nói chung ở một cái nhà ọp ẹp không hết, lên tiếp chị không sao hết, nhất bá tam ba bận, chị lên được hai rồi, còn lần nữa lên luôn, chị gửi cái ok em mời tiếp. Có nghĩa là Thuận Xe Ôm ở miền Cần Thơ, đúng không? Từ ở trong một cái nhà gọi là nó ọp ẹp lợp ton, gọi là ton xi măng á, khi tham gia những cái thành phần kia một hai like, cuối cùng trời tôi chết mất. Đúng rồi, đúng Nguyễn Quân. Chào lại Bình Dương, chào lại hết cả nhà mình. Nói tới Yên Thầy, tôi lên tôi nói Yên Thầy nè. Nên tôi nói là Bình Dương đừng có nhắc tới ai, cứ mỗi lần nhắc một người là tự nhiên tôi có một cái câu chuyện mà mệt ghê vậy đó. Chào hết cả nhà nha. Cơ bản là chị biết sao không? Em biết em chọt được đúng chỗ ngứa của chị. Em biết những cái chỗ. Đây là tôi chuyện nhiều chứ tôi không có nhiều chuyện, nên cả nhà thông cảm đừng có nói cái con này nhiều chuyện nha.
nghĩa là Uyên Thùy á là đi qua bên đó, qua bên Thái á, là Uyên Thùy chạy qua bên Thái hình như tầm tháng 10 hả ta, cái tầm tầm đó đó, cái tầm mà cái thằng Nguyễn Mặn bị bắt á, thì mình không biết là nhớ chính xác là lúc nào. Thì qua bên đó thì ban đầu là cũng tình thương mến thương lắm, cũng 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 Châu Tâm nè, rồi Lương Huệ Mẫn, rồi Yên Thùy, rồi Dũng Đen, rồi Hồ Hùng, rồi nói chung là cũng tình thương mến thương lắm. Huy Chương Đoàn, rồi Đỗ Phi Trường rồi đó, Hiến Pháp Mã là chạy sau này. Thì thế là qua bên đó, trong thời gian qua, cái quá trình mà thời gian ở chung á, thì mấy anh chị này có cái hình, có cái gọi là ăn chia không đồng đều á. Ví dụ như bên kia người ta gửi về đi, thì con Châu Tâm là con chủ chốt, thì cầm cái đồng tiền đó thì chia không có đều, thì xích mích, thì dạng như là ở lâu quá thì nó cũng có cái sự ức chế, rồi con này nhận tiền mà sao đưa cho con này ít quá thì con này cũng không có chịu. Thì xong rồi thế là những người đó mới tách tách rời ra, tách rời ra xong rồi quá trình mà cãi nhau thì bây giờ là bên đó là chia phe nhóm, nhóm của Châu Tâm, Huy Chương Đoàn, Đỗ Phi Trường là riêng, rồi nhóm của Yên Thùy là riêng. Thì lúc đó là nhóm của Yên, thật sự thì em Huệ Mẫn này á, là có khuyên Yên Thùy là thôi đi, nghĩa là dừng lại đi, đừng có đi xa nữa, là nghĩa là thôi đi đừng có chấm cộng á, nghĩa là theo như cái tầm của Huệ Huệ Mẫn nói là chấm không được đâu, nôm na là như thế. Em chào hết cả nhà mình, em chào anh Khoa, anh Khoa Lê. Thì Lương Huệ Mẫn có khuyên như thế thì Uyên Thùy lại không có chịu. Uyên Thùy nói là Uyên Thùy sẽ chiến đấu tới cùng, nghĩa là chừng nào cộng sản sụp sụp đổ thì Uyên Thùy mới quay về Việt Nam, nghĩa là Uyên Thùy chiến đấu tới cùng. Thì con Lương Huệ Mẫn á, thì nó nhìn mình chỉ là một cái hạt cát thôi thì không thể làm nên một sa mạc, nên Huệ Mẫn rút quân, nghĩa là Huệ Mẫn là giơ cờ trắng, giơ cờ trắng. Thì trong khi Huệ Mẫn giơ cờ trắng thì Huệ Mẫn bị Uyên Thùy đánh đó. thì Đúng rồi. thì Huệ Mẫn mới có một số anh chị em bên bên Úc nè, bên Mỹ nè, thì bên bên cái gì đó, thì Uyên Thùy len lỏi vào làm quen với các anh chị em đó, thì đi tố cáo Huệ Mẫn, gọi là đi nói xấu đi, mình nói nôm na mình nói xấu đi, không đừng nói tố cáo, nói bình dân đi, thì đi đi nói xấu Huệ Mẫn. Thì những người đó thì nghĩa là còn lên lai chửi cộng sản, thì nghĩa là người đó còn tiếng nói đấu tranh, người nào không lên lai chửi cộng sản nữa thì người ta sẽ bị, những người đó sẽ bị thất sủng. Thì Huệ Mẫn và Dũng Đen ngán ngẩm cái cảnh mà chửi cộng sản, có gì để mà chửi nữa. Thì thật sự là Huệ Mẫn nó là không có gì để mà chửi, không lẽ ngày nào cũng đã đảo cộng sản, rồi ngày nào cũng cộng sản, nó nghĩa là con Huệ Mẫn nó đấy là nó không có giả tạo như con Châu Tâm được, thì nó giơ cờ trắng là nó đi về, nó không chơi. Thế là bên kia là quay qua đập con Huệ Mẫn. Thì khi mà cho người ta cái gì đó ABC gì đó thì kể hết ra, thì con này nó mới út trong lòng nó. Thì con Uyên Thùy thừa cơ hội đó mới len lỏi vô, mới tách rời những người mà thương con Huệ Mẫn, tách rời ra. Thì con này nó gọi là nó bơ vơ đi tiền trợ cấp của gọi là tị nạn á, những người mà tài trợ cho những người tị nạn thì cũng không được, bởi vì không không nghĩa là có chửi có tiền, không chửi không tiền, chửi nhiều tiền nhiều, chửi ít tiền ít đó. Thì con Huệ Mẫn không chửi nữa thì bị thất sủng. Thì chị này lỡ cỡ là ở cũng được mà về cũng không xong, mà ở thì không biết làm gì ăn. Chiều nghĩa là sáng là mình ra mình ngồi ở ngoài đường đó, để cho người ta tới người ta lựa người, để người ta về để cho phục vụ làm cho nhà người ta đó, là người ta lựa về mình làm từ tối đến sáng là được 70.000 tiền Việt Nam mình, còn tiền Thái là mình không biết nha, 70.000 tiền Việt Nam mình. Thì trong khi ở Việt Nam mình là một bà chủ, một ông chủ, mà mình qua bên đó là mình như thế là ngán ngẩm quá đi về. Thì Uyên Thùy mới không chơi với Huệ Mẫn nữa, thì quay qua là nói xấu Huệ Mẫn, là chửi Huệ Mẫn. Thì Uyên Thùy mới rồi xong đó là xong luôn đi. Rồi Uyên Thùy á là cũng ngán ngẩm mấy cảnh đấu tranh quá, nhưng mà không biết làm sao mới messenger cho một một số con em đó là cũng chơi với chị. Thì mấy đứa đó nó mới chụp hết cái messenger của Uyên Thùy, mới gửi về cho chị là chị ngán quá mà bây giờ chị không biết làm sao, nghĩa là bây giờ lỡ leo lưng cọp rồi mà xuống thì bị nó ăn thịt, mà leo lên nó cũng không được, lỡ leo rồi thì leo luôn. Thì bây giờ Uyên Thùy không có làm like để chửi nữa, mà chửi bên YouTube đó, là nên Uyên Thùy là nhờ cái mấy đứa em đó là giới thiệu giùm cho Uyên Thùy là qua bên YouTube đó để ủng hộ Uyên Thùy, rồi chửi lên đó để kiếm sống. Chứ còn thật sự là Uyên Thùy không có lên livestream giống như mấy anh chị em đó bên đó nữa. Đó là xong Uyên Thùy, thôi cho tôi đi xuống nha, là tôi không lên nữa đâu nha, đừng có nhắc ai nha, nhắc ai mà trúng cái đài tôi mà tôi ngứa miệng á, tôi leo lên là tôi khổ lắm. Chào hết cả nhà mình, chào Bình Dương. Chào là chị Rồi. rồi.
Em đi nói tới vấn đề này là em biết rằng là chị biết rất là nhiều đúng không, nên em mới moi moi cái vấn đề này ra để chia sẻ cho mọi người biết một chút, để cho các đặc biệt là các anh chị bên hải ngoại. Chào anh Bằng Vũ, hôm nay anh vào trễ nha, kiểm điểm anh Bằng Vũ. Có nghĩa rằng là mình kể ra để cho các anh chị bên đó nhìn thấy là cái điều đó đúng không, người dân trong nước chẳng qua vì một cái bức xúc của họ, họ có thể họ nghe theo vào một cái thời điểm nhất thời nào đó mà thôi, chứ không phải rằng là tất cả. Tại vì có một số nhỏ, mình nói tất cả nó không đúng, có một số nhỏ người ta cũng bất mãn thật, người ta cũng có cái gì đó uất ức thật chứ không phải là không, nhưng nó không phải đi đến một vấn đề lớn lao. Còn vấn đề gì nữa không hả? Để chi? Để mọi người nhìn thấy được, để mọi người nên biết được rằng như thế nào. Bây giờ á, Ngọc Lan ơi, Nguyên Thị bây giờ nó cuồng rồi phải không? Trong khi Hầu Hùng ở đây á, nó thật, người ta ở đây á, là người ta đầu óc tay gối với một người khác rồi, chứ không phải như vậy nữa, đúng chưa? Còn bây giờ đó giống như chị Cao Bằng Lan kể, ở bên kia rất khổ. Giống như Lương Nguyệt Mẫn á, đó là một cái quyết định sáng suốt đúng không? Dù biết rằng về có trả giá hay không, hay là cái nói chung là nhà nước Việt Nam có cái sự khoan hồng khi một con người đã lầm đường lạc lối hay không? À vậy hả? Sorry anh. Vậy tại vì khổ lắm, anh mắc mà anh khó quá. Anh khó quá với phần anh Hùng Trần hôm bữa kia anh lên anh xài giấy 500 dữ quá. Cái like đó bị rớt like luôn. Chào Minh Minh nha. Đó thì ít nhiều á thì về với cái lứa tuổi của Lương Nguyệt Mẫn thì về vẫn còn làm lại cuộc đời, cũng vẫn còn kịp chứ không phải là không. Đó, quan trọng nhất là nhìn ra được cái con đường mình sai hay không, đúng không? Cái gì cũng vậy, người ta xây dựng một cái đất nước 44 năm trong quá trình xây dựng, không đối phó thù trong giặc ngoài như thế nào, rồi đối sách chiến lược ta rất nhiều vân vân và rất nhiều, chứ không phải là ở đây là một cái vấn đề như như các cái thánh đó ảo tưởng đâu. Ở đây muốn có bồ là chống cộng hả? Hình như em nghe đâu đó, đó anh Lê Tình hình như nghe vậy đó, có nghĩa là mới nãy hình như là có cái anh là anh comment đó, dân chủ cuội á, là một lên chống cộng để kiếm tiền, hai nữa chống cộng kiếm tình đó, là vậy thôi, nên mọi người cũng nhìn thấy rồi. Nhưng mà khổ nổi á, là nếu như mà theo như em biết được á nha, cái này thì cũng giống như chị Hoàng Lan, em không có nhiều chuyện như chị Cao Hoàng Lan, biển mặn mà không bị bắt thì chắc có lẽ là Nguyên Thùy cũng vướng vào một cuộc tình tay ba là giữa Hồ Hùng và biển mặn và Nguyên Thùy. Cũng đúng Nguyễn Quân, cái này chi tiết này cũng đúng, giống như trường hợp của Quy Chương Đoàn đúng không, có nghĩa là lừa tiền nhau, rồi giống như cái chuyện của thằng gì lúc nãy Nguyễn Quân nhắc đó. Tới này dạ không cô, nói chuyện này nhẹ nhàng không bị sập đâu cô, này nó cơ bản là ví dụ giống như trường hợp của thằng Hoàng Hoàng Duy Minh đó. Mới nãy là Huân nói thì cái thằng này á, là nó dựa hơi vào cái bà gì mà bồ của Hoàng Tấn Bạch, chào tự nhiên quên tên nó rồi, nhưng mà bà này bây giờ thì bà quay lại, bà không còn bà. Ô chào anh Si Sam, lâu quá mới thấy anh Si Sam, khỏe không anh? Anh Si Sam đúng rồi, Hoàng Nhật Minh. Hoàng Nhật Minh thì nó nghe theo bà, tự nhiên bà gì quên tiện. À, cái ý kiến này hay nè anh Nhàn, anh Tình Lê, anh có chấp nhận không để Nguyên Thị về cuốc cỏ cho anh Tình Lê? Đúng rồi chị Hoàng Nhật Minh, theo một cái bà gì bà đi sang Đức gặp Thái Hoàng Tướng Bạch rồi á chị,
Tự nhiên mới nãy lúc nãy có nhắc mà tự nhiên quên tên này, không phải Mai Bùi. Bà đó là bà mới vừa rồi đi đi du lịch cùng với Ngọc Lan Cần Thơ. Đúng rồi Hoàng Nhân Minh. À với anh. Bây giờ là anh mới thức hay là như thế nào? Anh rảnh không? Mời anh lên chia sẻ anh xíu. À Võ Hà, cảm ơn anh Đương Trần nha, quên bà này. Nhưng mà bà này trong một cái thời gian đó, nói tới bà Võ Hà này, chị Cao Bằng Lan, chị có biết thì chị còn ngồi comment thôi nha, chứ chị đứng lên nữa nha. Thì cái bà này á, nó di mơ rễ má như thế này, thì bà này bà có đi du lịch được sang kia gặp ông Hoàng Tứ Bạch, chào Hùng Nguyễn. Thì ông Hoàng Tứ Bạch có gửi về cho một cái thùng mỹ phẩm đó. Thì thùng mỹ phẩm gửi về cho một người ở Việt Nam bán hàng online kiếm sống qua ngày đó. Thì nghe đâu á, là bà này, bà Võ Hà này với ông Hoàng Tướng Bạch cũng là một bà cặp tiên nữ hạ phàm hay sao đó. Ok hả? Rồi ok, để Dương mời anh nha, anh Si Sam. Anh để mới đứng nha, Dương để mới đứng thôi. Ok anh. Chào anh. Ồ, sao anh Si Sam không anh chịu nổi không đó anh Nguyễn Nhàn? Không, chị Tiết Nhung, vợ của Trần Coi là Ngọc Lan Sài Gòn. Chưa chưa chị, có nghĩa là chưa. Chào Bình Dương, chào anh em trên diễn đàn của Bình Dương. Lâu quá mới gặp anh. Khỏe, cũng mất làm gì quá, cũng lu bu quá, không có rảnh để lên. Với lại cái Facebook mình nó có vấn đề. Nó có vấn đề á, thành ra nó cũng trục trặc nhiều cái. Bữa nay nói về đề tài gì đó Bình Dương? Đâu có anh, tại vì hôm nay mất cái nick, mới mượn lại cái nick này like nên lên nên chia sẻ cùng số về đề tài cũng mấy thành phần dân chủ cụi mà trốn sang Thái Lan. Rồi nói chung vấn đề tài hot hot. Rồi cái thông tin nữa là về cái tàu của Trung Quốc đã rời khỏi bãi Tư Chính. Rút ra hả? Rút ra đúng không? Đúng rồi. Hôm nay chính thức Bộ Ngoại giao đã lên. Sáng nay sẽ coi tin tức là nó chính thức rút rồi mà. Dạ. Thì cái vấn đề Trung Quốc thì nó muôn thuở rồi. Anh em cũng biết rồi. Mấy người dân chủ cụi gì ta xuyên tạc ta nói vậy thôi chứ. Theo sĩ biết thì Việt Nam đâu phải dễ gì bắt nạt được đâu. Đó là thật sự. Cũng là về. Dạ. Không phải mình nói ở đây một cách tung hô anh, nhưng mà mình nhìn vào trong cái chiến lược của Việt Nam và họ biết mình ở đâu, mình làm bằng cái quyết sách gì. Thứ nhất là để ổn định được cái tình hình kinh tế trong nước là quan trọng anh. Phần như chú cụ. Bạn đối lập mà nói chuyện mà những cái không phải có nghĩa là vác súng đi ra chống Trung Quốc mới gọi là bảo vệ bờ cõi, không phải. Ở cái góc độ thời bình này nó khác anh, không? Nên trong cái lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao người ta nói rõ ràng Việt Nam trọng hòa bình, yêu hòa bình nên giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng lực pháp quốc tế. Đó, người ta nói rất rõ. Dạ đúng rồi. Dạ. Yeah. Còn về kinh tế thế giới rồi Trung Quốc với Mỹ thì thực ra thì cái đó thì chưa ngã ngũ vào đâu hết. Nói về Mỹ đánh thế Trung Quốc thì thực ra cái điều đó cũng là một điều nan giải của nền kinh tế chung của thế giới. Nói chung và riêng nước Mỹ nói riêng. Thế thì cũng rất là lo ngại tại vì ông Trump đó, ông cái quyết sách của ông muốn làm như vậy để ông giữ cái ghế tổng thống ông để mà ông tranh cử, ông ra ông tìm phiếu để mà ủng hộ ông với nhiệm kỳ thứ hai đó mà. Thì cái vấn đề mà đánh thế Trung Quốc đó theo sự nghĩ á, chưa chắc đã thành công. Cái đó là con dao hai lưỡi. Thật sự ra Mỹ á, muốn làm cái việc đó đó. Tại vì theo sĩ biết á, là cái nền kinh tế thế giới, Trung Quốc là một trong những thị trường rất là quan trọng đối với Mỹ.
ta muốn làm cái điều gì đó đối với Trung Quốc, thật sự cái điều đó rất là khó, không phải dễ. Mà Trung Quốc nó không có ngại ai hết, nó ngồi ra nó ngại Mỹ thôi. Còn như là Canada hay là khối châu Âu, thật sự nó không ngại. Cái đó là mình là cái người thật sự là hiểu một vấn đề để nói thôi. Chứ mình cũng là chấp bu thôi, mình là gì. Nhưng mà tôi, đối với tôi là Mỹ, tôi là người Mỹ. Tôi nhìn thấy cái điều ông Trung làm rất là nguy hiểm. Chứ không phải là tốt đâu. Chứ không phải mình, thật sự là mình không ghét gì ông mà cũng chẳng có cái thù hận gì ai hết. Nhưng mà mình nói thật, ông Trung cũng làm việc này thật sự là ông gian hai lưỡi. Tại vì cái đó không riêng gì nước Mỹ bị ảnh hưởng, cả thế giới sẽ quay lại cái thời suy thoái cách đây là khoảng 7-8 năm về trước, 2007 hay 2008. Chứ không đơn giản đâu, chứ không phải giống như nước Mỹ mạnh, nước Mỹ làm thế này thế kia để rồi được. Không phải, vấn đề căn cân kinh tế nó không phải là vậy. Nó có một cái nhìn khác. Mình thì mình nghĩ nó hơn thua về nhau là nước Mỹ lớn mạnh, vương sự, nước Mỹ giàu có này kia. Nó thực chất đó là kinh tế thì Trung Quốc nó chi phối tất cả. Tại vì nó là một đất nước sản xuất và tiêu thụ hàng của Mỹ rất là nhiều. Chẳng hạn những con chip, những cái đồ quan trọng thì lại nó sản xuất ở cái vùng thung lũng Silicon để bán qua những cái thiết bị đó qua nước Trung Quốc. Đúng không? Bán cho Trung Quốc. Rồi Trung Quốc xuất những cái cần thiết đối với lại Mỹ, chẳng hạn như đất hiếm, đất quý mà Mỹ vẫn có, nhưng mà tại vì nếu anh sản xuất thì bây giờ anh sản xuất thì nó bị ô nhiễm và nó tốn cái chi phí nó rất là nhiều, thành ra nó phải mua của Trung Quốc. Rồi phần thứ ba nữa là hiện bây giờ Mỹ thiếu Trung Quốc 11.000 tỷ đô la về vấn đề tín phiếu. Cái điều đó rất, bây giờ Mỹ có vậy, chứ Trung Quốc bây giờ nó nắm cán cân của Mỹ ghê lắm. Trung Quốc nắm cán cân của Mỹ ghê lắm. Thành ra vấn đề mà đánh thuế Trung Quốc không phải là cái chuyện mà một ngày một bữa mà anh muốn làm là được. Thành ra cái đó là cái suy nghĩ của mình. Nói về cái tin tức thế giới một tí xíu, bàn luận cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà còn sau này nó còn nhiều cái nữa. Có thể cho Mỹ nó sẽ nhượng bộ Trung Quốc. Tại vì nó không có lợi. Bây giờ anh thấy nông dân nè, bây giờ tôi nói nè, chẳng hạn như là trái cherry mà mỗi năm ở Việt Nam mình á là 700.000 một ký, bây giờ nó giảm 40%, tại vì Trung Quốc nó không có nhập. Anh thấy không? Rồi cua Alaska, mấy anh cua raptor này kia nọ, bây giờ Trung Quốc nó không nhập, thì anh thấy rõ ràng là cái vùng mà sản xuất cái những cái con đó là bây giờ muốn giống như là muốn phá sản luôn rồi. Vậy anh thấy có một năm thôi là thấy là rồi á, là đậu tương của nông dân Mỹ bây giờ bị đánh thuế thì Trung Quốc nó không nhập. Anh thấy nó đâu có đơn giản đâu. Nó nhiều thứ lắm. Nếu mà mình nói ở đây nó rất là nhiều, nói tới vài tiếng đồng hồ chưa hết về vấn đề cái vấn đề kinh tế Mỹ và Trung Quốc. Thật ra chỉ xin nói vậy thôi cho nó vui. Đây để em xin hỏi anh một câu, ở cái góc độ của mình người dân thì anh nhìn chính sách của ông Trung vậy thì cái điều thiệt hại đầu tiên có phải là ở cái người dân của mình? Tuy nhiên là ông Trung mình đến thấy như vậy thì người dân, người lao động giống như mình sẽ móc ra hầu bao thêm 10% nữa để chi vào những cái hàng hóa mà ông đánh thuế. Đó là cái người tiêu dùng sẽ bị thiệt thòi. Cái vấn đề đó chắc chắn là thiệt thòi rồi. Đối với cá nhân sĩ không thích ông Trung. Cái chính sách quyết sách của ông, thật sự sĩ nói thật lòng mà nói. Mình đã từng anh có biết là tôi đã từng cá độ khi mà ông Trump với là bà Hillary, tôi ra Đức trước Phước Lộc Thọ, tôi cá độ với các ông đó. Giờ ông về Việt Nam ông sống rồi, ông ở bên hình như là không quân hay là hải quân gì đó tôi quên rồi. Kể bằng ông Châu á, tôi nói thật sự là nói đàng hoàng, chú Châu ở Phước Lộc Thọ ai cũng biết ông hết á. Ông hình như là thiếu tá hay là trung tá gì mình không biết, thì ông cũng lớn tuổi rồi, thì ông là bắt bà à, ông bắt à, ông Trump, tôi thì bắt bà Hillary, hai người bắt 45 đô. Tôi nói tôi thấy thắng chắc trong tay rồi, nhưng mà cuối cùng là phút 89 là cử tri đoàn thắng, thì đương nhiên là ông Trung thắng. Chứ tôi đâu có thích ông Trung đâu, không phải là mình ghét ông cái gì, nhưng mà mình chỉ nói một điều là mình ghét mình nhìn ông cái gì, phải không? Ông cái thứ nhất là về chính trị ông không có giỏi bằng người khác, ông chỉ giỏi về kinh tế. Cái thứ hai đối với lại những người di dân á, ông cũng là vợ ông cũng là người di dân, vì ông là người Tiệp, người Bắc Âu, Đông Âu, đúng không? Rồi ba má của người vợ, vợ ông cũng là di dân, cũng là người mà bà vợ bảo lãnh qua. Mà cái gốc của ông ngày xưa là người Đức,
đúng không? Mà ổng là cái người á, là da trắng, thành ra ổng kỳ thị là một. Hai nữa là ổng rất là ghét cái người di dân, thành ra cái chỗ đó đối với mình nhìn ổng một cái cạnh mình không thích, mình thích ổng cái điểm đó thôi, chứ còn ngoài ra cái việc khác mình không có để ý tới. Nhưng mà ông Trump, ổng có cái hay của ổng, mình phải thừa nhận. Đối với những người mà sùng ổng thì cho ổng là giỏi, nhưng đối với riêng mình, ổng quá là kỳ thị chủng tộc, mà ổng quá là tai tiếng, thật sự ra mình không thích hợp, vậy thôi. Đó là riêng bản thân mình. Tại vì ở đây là em chia sẻ như thế này, giống như nhắc lại trái cherry, hiện em biết trái cherry tại Việt Nam á, trong siêu thị bán 400 ký mà thôi, nhưng mà nếu em mùa trước thì nó rơi khoảng 800 đến 900 ngàn một ký. Đến giờ á, một cái chợ cốc ở quê ở Hồ Chí Minh thì những cái chợ mà gọi, và bây giờ trái cherry họ cũng đem ngoài kia họ bán, nó chỉ có ký này không có, á có tiêu dùng một cách gọi là cái tiêu dùng bình dân của người dân thì họ cũng có thể mua được trái cherry. Dạ đúng rồi. Đã. nên em cũng suy nghĩ cũng giống anh, có nghĩa là điều đầu tiên chính sách của ông Trump thì những cái quyết đoán gì lớn hơn thì có thể không được. Nhưng cái điều đầu tiên cũng là của người dân, đúng không? Thật sự ra nói với Bình Dương á, là vấn đề chính trị á, thì mình là Việt công dân Mỹ hay là người Mỹ gốc Việt, thật sự ra mình không có nhìn nhận, mình so sánh gì hết. Nhưng mình biết là ông Trump là ông là một người quyết đoán, ông là một người phải nói là rất là nóng tính, và ông nói ông không có suy nghĩ nhiều, và ông hay bộc trực hay là ông làm những cái gì đó mà mình thấy đôi lúc nhiều khi nó khác với là những cái tổng thống nhiệm kỳ trước. Thành ra mình đã thật sự ra mình rất là thương những người di dân, giống như là bảo lãnh anh, bảo lãnh em, mà chính sách này chính sách kia ổng đưa ra, ổng lại làm lợi cho người giàu, ổng muốn ép người nghèo. Thì cái điều đó đối với mình nó mình nhìn khía cạnh ông Trump á, mình không thích ở cái chỗ đó thôi. Còn vấn đề ổng làm kinh tế với Trung Quốc như thế nào đó thì vấn đề đó mình không dám bàn cãi, thì cái đó còn chấp bu của ổng nữa, còn những người tư vấn cho ổng nữa, chứ không phải là riêng ổng đâu. Tất nhiên là nó có những cái mặt trái mặt phải. Anh ngắt chi tiết mà anh nói là ví dụ như ổng gọi là ổng chỉ ổng tôn sùng người giàu nhưng mà họ ép người nghèo, nhưng mà giống như theo như ví dụ một số thông tin á, thì ví dụ người nghèo thì đương nhiên sẽ được trợ cấp, thì vấn đề người nghèo thì ép bằng cách như thế nào anh? Thì thực ra thì ổng cắt bớt những cái chế độ của người nghèo, chẳng hạn như là cắt bớt những cái ví dụ như ngày xưa là những người giàu người ta sẽ đóng thuế ví dụ như là nhiều hơn, nhưng bây giờ khi mà ổng ra cái chính sách mới thì người giàu nó đóng thuế ít hơn, thì người nghèo cắt giảm bớt những cái chế độ, những cái khẩu phần, những cái mà trước đây người nghèo được hưởng thì là sẽ cắt bớt đi. Đó là cái chính sách của ổng. Và cái vấn đề di dân ổng hạn chế, ổng giống như là ổng muốn là ổng bảo vệ một nước Mỹ bình an. Nhưng mà thực chất ra vừa rồi anh thấy không, nó cũng khủng bố, nó cũng là toàn da trắng không à, bắn người chết mới đây cách đây mấy ngày. Thì anh thấy cái vấn đề đó bây giờ đổ thừa cho là do bị tâm thần này kia nọ, nhưng thực ra là cũng do một phần ổng kỳ thị, một phần ổng cái lời phát biểu của ổng, mà những cái người đó người ta cũng kỳ thị chủng tộc, người ta cũng sợ nước Mỹ này bị xâm chiếm đại khái. Thì anh thấy những cái bài mà thằng đó nó viết, nó đưa lên mạng, người ta dịch ra, Abrex dịch ra, thì anh thấy là thằng đó nó là người gốc Mỹ, nó sợ là những người Tây Ban Nha, những người Bồ Đào Nha xâm chiếm nước Mỹ để sau này để thông tin nước Mỹ. Thì anh thấy cái đó cũng do ổng gây ra những cái mâu thuẫn đó. Mà cái người đâu có phải là cái người da đen, đâu phải người Mexico ở bên đó, ở qua là người ta giết người đâu. Toàn là da trắng nước Mỹ không, từ Alaskagat cho đến hai vụ này toàn người Mỹ không, da trắng không. Thì thật ra thì chính sách nó bào chữa thôi, chứ thực ra cái người cái thành mà giết người đa số cũng bố là người da trắng. Thì anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao? Bây giờ đặt người dân ta hỏi vậy thì anh nghĩ như thế nào? Anh nói là anh sợ một số người ở nước châu Á hay là nước Mexico qua để mà khủng bố này kia, nhưng mà cuối cùng là cái người khủng bố, cái người cầm súng giết người dân Mỹ là người da trắng, người sinh đẻ ở đây là người, đúng không? Nghĩa là người... thì người da trắng giống như ổng vậy đó. Thì bây giờ mình hỏi thử thì cái đó không phải là vấn đề là di dân, vấn đề ông lo sợ là đúng, nhưng mà cái nhân đạo của nước Mỹ á, là hồi xưa tới giờ muôn thuở rồi, anh cũng biết rồi,
là vấn đề di dân là phải cần có để cân bằng. Chứ bây giờ tôi hỏi anh, người Mỹ mà người nào cũng học cao hiệu động, ai đi ra ngoài làm cầu đường, ai đi ra làm xây dựng, ai là làm chân tay ra quét rác, phải không? Cái đó mình nói thật. Nếu mà bây giờ nó chưa, bây giờ 1-20 năm nữa, bây giờ ai cũng đi học hết, ai cũng là cái người có trình độ hết để làm bác sĩ ông này ông nọ hết, thì ai là cái người làm lao động? Thì những người di dân, cái người mà ít học hơn người ta làm công việc đó, phải không anh? Thì đó, thì vấn đề đó chưa chắc ai đúng ai sai, nhưng mà trước mắt mình thấy ông Trương mà ông có cái hay của ông, không phải là ông dở hoàn toàn, nhưng mà ông gây gắt quá. Thành ra đối với bản thân sẽ không bao giờ cầm cái phiếu để đi bầu cho ông Trương hết. Thật sự. Không, cái đó là sĩ nói thiệt. Bây giờ ai có nói gì nói, nhưng mình không bao giờ thích cái chính sách của ông Trương. Vậy thôi. Tới bây giờ mình vẫn không thích. Mình thấy ông mình gì ơn. Dạ, rồi, nói chung. Dạ, hôm nay vui, có cái đề tài gì thì anh em mình bàn luận thêm. Có gì dạ rồi, tại có tôi sẽ gì ta. Dạ, cảm ơn Bình Dương nha. Chào anh em trên diễn đàn. Chúc một ngày rất là vui vẻ. Dạ, sức khỏe. Dạ, cảm ơn Bình Dương nha. À, cũng mong rằng là anh nếu có thời gian thì anh cứ vào lên anh chia sẻ những cái anh chia sẻ rất đời thường và rất thực tế cho hello, chào Bình Dương, khỏe không anh? Chào mọi người. Nãy cái anh gì tên sĩ à, chưa bao giờ gặp anh lên nói về anh Si Sam, cái nick của anh là Si Sam. Okay. Dạ, anh sĩ, anh cũng mới lên thôi, nhưng mà anh nghe cái anh nói thì anh cũng có cái ý kiến riêng của anh. Thì anh chia sẻ như thế này, anh mỗi người ở nước Mỹ này nó tự do, cũng giống như ở Việt Nam thôi. Nhưng mà nước Mỹ này nó cái tự do nó cũng có dấu hỏi trong đó đó. Ok, nhưng mà giữa anh ý kiến của anh với anh sĩ ban nãy thì anh nói thẳng là anh cái ý kiến anh hoàn toàn khác. Tại vì nhưng mà anh tôn trọng, mỗi người có một cái quan điểm chính trị khác nhau. Anh thì anh nói theo cái hiểu biết của anh thôi, những cái gì anh không hiểu thì anh không nói. Như là ông Trump thì anh thấy hiện nay nước Mỹ cái vấn đề mà cái ý thức chính trị rất là hỗn loạn, nhất là những người mà phe dân chủ họ chống đối ông Trump. Thì bây giờ nói về ông Trump đi, thì quan điểm của anh là như thế này. Ông Trump, ông theo anh thì anh thấy ông chả làm gì sai hết về vấn đề mà kỳ thị chủng tộc. Cái đó theo anh nhìn nhận thì anh thấy hoàn toàn sai. Ông đâu kỳ thị ai đâu. Thì bây giờ những cái gì mà mình nói là ông kỳ thị ngày hôm nay nói, ngày mai nói, ngày kia nói, ngày mốt nói mãi, người ta tin là cái đó có thật. Nhưng mà thực tế ông không có gì bằng chứng là ông là kỳ thị hết. Ông đâu kỳ thị ai. Ông chỉ có là chống đối những người mà gọi là illegal immigrant, có nghĩa là di dân bất hợp pháp. Bây giờ là để anh hỏi Huy Bình Dương, cái đó có đúng không? Chống di dân bất hợp pháp là đúng hay sai? Thật ra là cái anh vậy trong đó là cái chính sách của ông á, thì theo như em nghĩ như thế này, có nghĩa là ông chống di dân, thứ nhất là cũng giống kiểu ông sẽ dành những cái sức để, có nghĩa là lao động á, để dành cho người bản địa nhiều hơn và cái cơ hội để kiếm tiền họ nhiều hơn. Chứ còn bây giờ để di dân vào rồi thêm an sinh xã hội, rồi thêm có thể tệ nạn, là thêm những cái khác về dịp viên nguyên lý là chính sách ông làm đúng. Nhưng bên cạnh đó nó còn, theo nghĩ nó còn thiếu một cái gì đó, chứ không đó, phải đơn thuần là đó là em nghĩ thôi, đó là em nghĩ thôi, nhưng mà em có quyền nghĩ, em muốn nghĩ như thế nào nghĩ. Nhưng mà cái đó theo anh thì nó không chính xác, tại vì ông chỉ chống những người mà di dân bất hợp pháp, chứ ông không có ý, ông không hề nói là ông chống di dân, dân di cư để mà bảo vệ những người bản xứ. Ở Mỹ này những người bản xứ là ai? Những người bản xứ là nó đủ mọi thành phần, nó trắng đen vàng đỏ xanh tím, miễn là có quốc tịch là dân Mỹ rồi. Cho nên á, nên mình ông Trump là ông hoàn toàn không có chống về vấn đề di dân, ông không có kỳ thị chủng tộc, không có một cái bằng chứng nào cho thấy là ông kỳ thị chủng tộc hết. Mình cứ nói là ông kỳ thị chủng tộc, nhưng mà mình không có một cái bằng chứng nào hết, ngoài cái mình đưa ra là ông chống dân di cư bất hợp pháp. Cái đó đâu phải là kỳ thị. Anh nói lại lần nữa nha,
chống dân di cư bất hợp pháp không có nghĩa là kỳ thị chủng tộc. Em bây giờ anh hỏi giờ ví dụ giả tỷ em là chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi, em có mở biên giới không cho tất cả những người dân bất cứ nước nào vào Việt Nam không? Tất cả là không, chẳng có nước nào mà tự nhiên nó mở cửa biên giới. Bọn dân chủ nó muốn như thế, nó muốn mở cửa biên giới để cho người ta vào. Anh hoàn toàn phản đối cái đó. À, những người mà di dân bất hợp pháp vào làm sao mà kiểm soát được họ? Họ đủ mọi thành phần, nó khủng bố này kia nó vào. Rồi những người mới vào đây nó chưa hề bao giờ đóng góp vào vấn đề an sinh xã hội, nó vào đây rồi nó bắt đầu nó hưởng. Anh đi làm cả mấy chục năm nay anh không có muốn cái tiền thuế của anh không có muốn cho những người mà di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ. Người Việt Nam mình nói người Việt Nam mình nói riêng ở nước Mỹ này họ cũng có nhiều cái chiêu lắm. Ví dụ như họ bỏ ra mấy chục ngàn để họ là đám cưới giả để cho đem người Việt Nam qua. Những cái đó là không đúng. Em hiểu không? Thì anh cũng không đồng ý cái đó. Cái đó nó làm cho cái vấn đề mà an sinh xã hội nó bị rối loạn, không chính xác nữa. Mà cái người bị ảnh hưởng là anh. Cho nên anh thấy ông nói mình quy chụp ông là kỳ thị chủng tộc, cái đó sai, không có cơ sở, không có bằng chứng nào hết. Vậy cái đó anh không đồng ý cái đó. Cái thứ hai là nói ông kỳ thị phụ nữ, sai. Thứ nhất, mẹ ông cũng là phụ nữ, con ông là phụ nữ, vợ ông là phụ nữ. Ông chả có cái gì mắc mớ gì mà ông lại kỳ thị phụ nữ ấy. Ông phụ nữ cũng là con người, đàn ông con người, cho nên không có bằng chứng gì cho thấy ông kỳ thị phụ nữ. Anh không thấy ông kỳ thị phụ nữ. Ok, đem ra bằng chứng cho thấy ông kỳ thị phụ nữ. Nhưng mà ông Trump ông có cái cá tánh của ông. Cái cá tánh của ông là như thế nào? Đừng có láo xược mà nói với ông là ông đốt lại liền. Ông không có nhượng bộ. Thì khi mà ông đốt lại thì ông không cần biết là đàn bà, đàn ông hay là bất cứ ai, là ông đốt lại thôi. Nhưng mà bọn dân chủ là nó cứ đem mấy cái lý do ra là phụ nữ, nếu mà ông đốt lại người phụ nữ đó thì ông hô là nó hô là ông kỳ thị phụ nữ. Cái đó theo anh là không đúng. Là tại vì cái người đàn bà đó nói sắp sược với ông thì ông có quyền đốt lại chứ. Tại sao ông đốt lại hô ông là kỳ thị phụ nữ là sao? Cái người phụ nữ mà nói hỗn với ông là kỳ. Bây giờ anh dùng câu này anh nói nghe chính xác không? Anh nói chứ người phụ nữ đó kỳ thị phụ nam, nghe được không? Nó đúng không? Cái này nó không có liên hệ đến đàn ông đàn bà. Cho nên hai cái cáo buộc ông là không chính xác. Là nói ông là kỳ thị chủng tộc không chính xác. Thứ hai là kỳ thị phụ nữ không chính xác. Cái thứ ba là nói ông là hiếu chiến hay là cái gì đó cũng không chính xác luôn. Trong quá khứ này ở nước Mỹ này tất cả, hầu hết tất cả, phần lớn, anh không nói là hoàn toàn, nhưng mà phần lớn tổng thống Mỹ là bàn tay nó nhuốm máu. Ok, nói ví dụ nha, tổng thống trong cái thời chiến tranh Việt Nam, tổng thống Johnson rồi Nixon, rồi tới sau này rồi Bush cha con, rồi Obama, Hillary, tất cả những người đó bàn tay đều nhúng máu hết. Mà nhúng máu vậy, in a million, có nghĩa giết cả triệu người á. Cứ không phải là giết, không có giết trực tiếp mấy ông tổng thống này, không có cầm dao ra mà đâm vào người ta, nhưng mà nó chỉ gật đầu một cái là mấy triệu người chết rồi. Ông Trump ông giết ai chưa? Anh đã chưa thấy ông giết ai hết. Thậm chí anh thấy rõ ràng cái bằng chứng là cho thấy là cái phút cuối cùng là tính nước Mỹ làm áp lực ông là đi chiến tranh với Iran, mà ông phút cuối là ông không muốn, mà ông nói chứ đi chiến tranh để chết người. Ông cái đó nó cho anh thấy là ông có cái đạo đức ở trong đó. Rồi cái thứ hai anh cho thấy là ông là tổng thống đầu tiên mà đi tới gặp chủ tịch Bắc Hàn. Em có thể cảm thấy cái đó là điều mừng không? Anh rất là thích cái đó. Tại vì anh thích hòa bình. Anh yêu hòa bình. Cho nên anh thấy tổng thống nào mà có cái gọi là gì ta? Có cái thiện chí mà giúp Bắc Hàn với Nam Hàn đi đến với nhau là anh thích. Thì ông Trump ông đang làm. Nhưng mà ông bị những cái phe chống đối ông dữ lắm. Mà anh thấy nước Mỹ hiện nay rất là hỗn loạn về chính trị. Vì lý do là Cộng hòa với lại dân chủ chống đối nhau.
mấy ngay cả cái đám Cộng hòa là cũng chống ông, nhưng mà anh Khoa nói về Cộng hòa, nói về Dân chủ đi. Từ cái ngày mà ông lên đến giờ là 3 năm rồi, tụi nó chả làm gì hết. Nó chả làm việc, tối ngày nó cứ bới lông tìm vết để nó lật đổ ông. Nếu câu hỏi là tại sao nó muốn lật đổ ông? Cái lý do là tại vì ông không giống ai hết. Cái cách của ông điều hành đất nước không giống ai hết. Bất lợi cho nó, bất lợi cho cái phe tài phiệt của nó. Nó không có lợi, nó không bỏ tiền túi, nó không nhét tiền vào túi nó được. Cho nên nó chống đối ông. Bọn Dân chủ là bọn đạo đức giả. Ok. Rồi bọn Cộng hòa nữa, cái đảng Cộng hòa nó cũng có cái nhóm với nhau, nó có những cái chính sách mà bí mật với nhau. Mà ai mà vào cái đảng của nó là tất cả lại là phải theo cái đảng của nó, có những cái bí mật. Anh nói bí mật là có nghĩa là anh cũng chưa chắc anh biết nữa. Và mà tất cả chúng ta không biết, nhưng mà anh có thể đoán là như thế này, những cái bí mật của nó là để có lợi cho cái túi tiền của nó. Mà cái đó nó có thể làm cho giết, có thể là di chiến tranh, hoặc là nó bóc lột tiền thuế của dân. Mà ông Trump á, thì ông mượn đảng Cộng hòa, thật ra ông chả có đảng Cộng hòa hay là Cộng hành hay là Dân chủ gì hết. Cho nên á, tụi nó không thích ông, tại vì ông đâu có theo chính sách của tụi nó lắm đâu. Cho nên ngay cả tụi Cộng hòa cũng không thích ông. Ông Trump ông đặc biệt là như thế này nè, ông là tỷ phú, ông đâu cần tiền đâu. Mấy cái thằng mà bầu ông á, không thể gọi là gì ta, rút lót ông được. Hầu hết đúng rồi, hầu hết tất cả tổng thống Mỹ lên á, là đều được cái đám tài phiệt nó rút lót lên. Miệng lúc mà ra tranh cử thì nói hay lắm, cứ mượn người dân ra để mà nói là giúp người dân này kia. Nhưng mà sau đó lên được rồi cái là bắt đầu nó phục vụ cho cái lợi nhóm của cái nhóm tài phiệt tư bản, đại tư bản ở nước Mỹ. Nó phục vụ. Nhưng em nói đi. Ok anh, nhưng để Dương hỏi anh một câu như thế này, có nghĩa là nhưng anh nghĩ sau khi ông Trump á, có những cái phát ngôn của ông, có thể ngày hôm nay ông phát ngôn như vậy nhưng ngày mai thì ông lại nói ngược lại, thì anh nghĩ sao về cái lời phát biểu kiểu okay. Giống như thế, có nghĩa là đại khái là ở... anh đồng ý với câu hỏi của em, nhưng mà anh muốn em cho anh một ví dụ đi. Ví dụ như chẳng hạn như cái em nói về nóng nóng, ví dụ đề tài vấn đề với điển hình, ví dụ cái vụ của Huawei đi. Tại sao ông tuyên bố là ông phải cắt đứt mọi vấn đề với Huawei, nhưng mà khi đó thì ông lại nói là cho một cái thời hạn để cho cái gì đó trong cái chính sách đó, thì anh nghĩ sao về cái cách... Ok, thì cái em đưa ra thì cũng chính xác, chính xác chứ có cơ sở. Thì ông Trump á, ông cũng là người thôi, ông cũng chả phải là thành thánh gì hết. Thật ra có những cái ông nói nhưng mà ông suy nghĩ lại, ví dụ như anh không thích ông là ông, một trong lý do mà anh bầu ông là tại vì ông có vẻ như là ông không hiếu chiến, nhưng mà khi mà ông lên một cái là ông bắn gần 100 hỏa tiễn sang Syria, là cái đó là anh thật sự anh không thích cái đó. Nhưng mà thật ra ông bắn ra cũng chả chết ai. Nhưng mà anh không thích cái đó là nó cho anh thấy là một cái hành động là xâm lăng nước người ta, cộng lại tốn thuế của dân. Nhưng mà nó có thể bắn cái đó, nó có lợi cho cái đám tài phiệt, tại vì nó sẽ bán thêm vũ khí cho chính phủ hay gì, anh không biết. Mà không lợi cho người dân. Cho nên anh không thích những hành động hiếu chiến của ông. Thành ra nó đi ngược lại những gì ông nói lúc đầu. Thì thành ra những cái khác ông làm nó nói ngược lại, thì đương nhiên anh đồng ý em là anh cũng không thích mấy cái đó. Nhưng mà anh không có muốn ngụy biện cho ông, thì anh thấy là đúng, em đưa ra mấy cái đó là đúng. Nhưng mà anh đã nói rồi, con người không ai là thánh thiện hết, thì mình nhìn cái chung, điểm chung thì thấy đối với anh, đối với cá nhân anh, điểm chung là ông làm tốt. Anh nói ví dụ nha, anh nói ví dụ như cái anh sĩ bên ấy đi. Nếu mà anh có tiền mà 401, có nghĩa là những tiền mà đầu tư này kia đó, rõ ràng là từ ngày ông Trump lên đó, là cái tiền gọi là gì ta, Dow Jones hay cái gì đó, nó tiền, nói chung là cái tỷ gọi là gì ha, tỷ số chứng khoán nó lên, ai cũng lên hết. Mình quên cái đó là sao, nó lên, ông từ ngày ông lên là kinh tế lên. Mình đừng có, anh hy vọng đừng có ai mà nói ông lên là tại vì nhờ Obama trước đó. Cái đó là cái mình cứ lấy cái công trạng của ông đem cho người khác, thì anh không đồng ý cái đó.
hoặc là mình cái gì mà cũng đổ thừa ông hết. Em có biết là hiện nay ấy, là nước Mỹ này nó, anh nói đi nói lại nó hỗn loạn về vấn đề ấy, mà tư duy chính trị thành ra cái gì nó cũng đổ thừa ông Trump hết. Thậm chí ấy, ngoài đường con chó này ra cũng là ông Trump mà ra. Thành ra nó, cái đảng Dân Chủ với lại một số Cộng Hòa mà chống đối ông nó y như cái đám chống cộng. Cái gì cũng đổ thừa Cộng sản. Cái gì cũng đổ thừa hết. Thì hiện nay nó y hệt vậy. Cái gì cũng đổ thừa ông Trump. Bây giờ có một thằng nào đó nó điên loạn, nó bắn chết mấy chục người á, mắc mớ gì liên hệ tới ông Trump mà đổ thừa. Mình cũng moi ra, mình tìm những lý do là tại ông. Vô lý, anh thấy vô lý. Ông Trump ông đâu có bao giờ ông ủng hộ cái vấn đề mà giết người hàng loạt kiểu đó đâu. Bây giờ mình thấy cái gì cũng màu đen á, giờ mình đổ thừa ông là giết người màu đen. Ấy quên, giết người vậy là tại ông Trump. Tại sao mình đổ thừa là tại đám Dân Chủ? Đám Dân Chủ hiện nay á nó vẽ ra bức tranh rất là xấu về ông Trump. Thành ra nó làm người dân họ không biết cái gì là đúng là sai. Thí dụ như những ai mà ủng hộ ông Trump họ chỉ cần đội cái mũ màu đỏ là nước Mỹ, có nghĩa là ở gì ta, American First hay là gì đó, thì là nó đánh người ta, nó đánh người ta, mà nó đánh người ta không phải là chỉ có tát người ta, không anh không có nói chuyện chơi là tát hay phun nước miếng cho vui đâu, nó đánh người ta có thể bị chết á, nó đánh hội đồng mà nó dùng những vật cứng, nó đánh và nó mà đánh xong á mà cảnh sát hay là cơ quan gọi là gì ta, cơ quan cảnh sát không điều tra luôn. Anh thấy nó có công bằng không? Nước Mỹ này rất là nguy hiểm. Cái tự do ngôn luận, cái tự do tư tưởng đó, nó hiện nay nó đang không có. Cho nên em không thể nào em không có thể nào bộc lộ cái tư tưởng là em ủng hộ ông Trump. Ủng hộ ông Trump là gì? Ủng hộ ông Trump có nghĩa là mình ủng hộ những gì ông làm tốt cho nước Mỹ với lại thế giới. Chứ không phải là mình ủng hộ kỳ thị chủng tộc, kỳ thị đàn bà hay là gì. Không phải vậy. Nhưng mà nó bóp méo vấn đề. Em nói đi, anh nghe. Em ngắt lại anh xíu như thế này, có nghĩa là về vấn đề đó thì cũng giống như em nhắc rồi, ông giống như ông Obama thôi, thì cũng có những người người ta rất tung hô Obama, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cũng có nhiều người ta rất chỉ trích ông Obama về vấn đề là sử dụng cái tiền gọi là sao, em lại quên cái từ tiền dự trữ phải ngân sách để mà chi quá nhiều tiền để thâm thủng ngân sách. Đúng rồi em, ông cứu vãn lại kinh tế nước Mỹ bằng cách ông lấy tiền đó ra để ông giúp cái đám tài phiệt đó để nó tồn tại, đúng không? Cho nên anh bầu Obama mà em, anh Obama nhưng mà nhiệm kỳ thứ hai thì anh không bầu nữa. Thì Obama thì có cái là nói rất rất là giỏi, nói nghe mát lỗ tai lắm, nói là con kiến ở trong lỗ nó bò ra, nhưng mà làm thì không bao nhiêu hết. Và Hillary lên thì là có nghĩa là gì, cũng lấy tiền bỏ túi thôi, chả làm gì hết. Ông Trump lên mới là nhiều. Ông Trump lên là cái ngày đầu tiên cho đến bây giờ là ông làm việc liên tục. Để anh hỏi em á, ông Trump ông làm gì, ông đe dọa thế giới không? Anh cũng chưa thấy ông đe dọa gì hết, cũng không có đến nỗi gì so với mấy tổng thống khác, Obama này kia rồi đó, mấy ông Bush đó, chiến tranh đó ông Trump là chưa có. Cho đến khi nào mà ông gây chiến tranh thì lúc đó là anh sẽ thay đổi tư tưởng anh. Nhưng mà anh cũng không phải là anh điên cuồng ủng hộ ông Trump đâu, có những cái anh không ủng hộ ông, nhưng mà những cái cáo buộc ông là không có cơ sở, không chính xác, anh không đồng ý cái đó. Cho nên đó là ý kiến của anh. Thì bây giờ thì anh chỉ nhớ vậy thôi, thì để cho người khác lên. Em có hỏi anh không? Anh tính nói nhiều quá, anh quên này. Thôi thì quay lại vấn đề trong nước xíu, thì vấn đề bãi tư chính đi. Thì khi Trung Quốc đã rút tàu đi rồi, thì đối với anh thì anh có cái nhìn nhận như thế nào về cái việc này? Ok, những cái đề tài này thì anh hơi yếu, nhưng mà em hỏi thì anh trả lời như thế này. Thì đó là cái công việc mà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà họ rất là tài tình. Cho nên anh có lo hay là anh không lo hay gì, anh cũng không thay đổi được cái gì hết. Mà anh phải đặt niềm tin vô cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Thành ra cái kết quả thì nó cũng là như thế thôi. Chắc chắn là Trung Quốc sẽ không thể nào mà chiếm được cái đó. Làm gì có chuyện mà Trung Quốc đem tàu hay cái gì tới đảo, quần đảo Tư Chính hả? Gọi Tư Chính. Mà bãi Tư Chính mà rốt cuộc là thành công được. Thì anh nghĩ là nó chỉ đem cái đó tới để mà nó làm... Nó gọi là gì ta, nó làm cho cái dư luận nó thế giới nó kéo về cái chỗ đó để mà họ đừng có tập trung nhiều ở Hồng Kông, phải không? Hồng Kông hiện bây giờ nó đang có vấn đề, Trung Quốc đó là cái cách hành xử chính trị của nó thôi, nó tạo mâu thuẫn ở chỗ khác để thế giới Cái sự... Thì ở đâu đó em cũng nghe là một cái vấn đề là như thế. Nhưng mà cái cơ bản á, là thật ra là một mũi tên thì cũng bắn hai đích, chứ không phải là một vấn đề để họ cố tình lái cái vấn đề này đâu. Nếu mà đó là theo em nghĩ thêm về vấn đề này. Tại vì vấn đề ở Hồng Kông bây giờ họ bước sang, nó không phải là ở vấn đề là gọi là biểu tình để chống vào cái lực dẫn độ nữa, nhưng mà đây là nó là có, nó gọi là phía sau nó có một cái vấn đề gì nữa. Thì giống như những cái diễn đàn trước bên nhà anh Bằng hay là các anh khác, các chú Bình Phương cũng có lên phân tích giữa vấn đề, thì chắc anh cũng có nghe đúng không? À, nhưng mà hôm nay thì nhìn nhận là có nghĩa là biệt quá. Cái này nó cũng na nó khác ở cái em theo em nghĩ là nó khác ở cái điểm mà cái người dân xuống đường ở Paris, nó khác với cái xuống đường của ở khá nhiều em, đâu có giống em. Anh này cho nói anh thì anh thật sự anh không, đây là quan điểm cá nhân của anh thôi, ok, anh không có ủng hộ cái đám dân làm loạn ở Hồng Kông. Không có nghĩa là anh ủng hộ, thì những người mà chống cộng đừng có áp buộc anh hô là anh ủng hộ cộng sản là vậy. Anh nghĩ nước nào cũng vậy, nước là cái luật nhà gọi là gia gọi gì là, gọi là nước, mình có câu gì nói sao nước có Yeah, đúng rồi đó. Thì nước Trung Quốc họ cũng có cái luật của họ vậy. Thành ra nếu mà những người này họ làm loạn như vậy mà chính phủ Trung Quốc mà nhượng bộ thì họ mất mặt. Cho nên mình đừng có gọi là gì test the water, có nghĩa là mình đừng có làm họ mất mặt, đừng có thử lửa kiểu đó. Tại vì Trung Quốc nó sẽ không bao giờ nhượng bộ đâu. Tại vì nhượng bộ giờ nó mất mặt. Anh thấy khi mà Hồng Kông, Anh Quốc trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc thì Trung Quốc đã có những cái chính sách rất là hay, là coi như là cho người dân Trung Quốc, người dân Hồng Kông một cái thời gian để họ từ từ hội nhập với lại chính quốc. Thì có nghĩa là bao nhiêu năm anh quên rồi. Nhưng mà người dân Hồng Kông cái đầu óc họ là nô lệ, nô lệ bao nhiêu năm nay rồi. Họ không có muốn nhập lại Trung Quốc, nhưng mà làm sao được, cuối cùng hết là phải nhập trở lại chính quốc thôi. Từ từ họ nhập. Thành ra có những cái hành động mà ví dụ như là đem người về Trung Quốc để xử, phải không em? Nó gọi là gì ha, dùng từ gì anh quên này, đem người trở về dẫn độ đúng không? Thì bắt đầu mượn cái đó ra lại bị những thành phần nào đó nó lôi kéo, bắt đầu làm loạn, nó có được em? Cái đó không được, nó làm để ảnh hưởng đời sống của người dân Hồng Kông. Nhưng mà người dân Hồng Kông thì như nãy anh nói đó, họ là nô lệ. Làm sao mình là người mình là người Trung Hoa mà mình lại cứ mong muốn là Anh Quốc quay trở lại? Mà nói chung ra, thật ra Hồng Kông chả có, nhìn thoáng nhìn từ phía ngoài thì Hồng Kông có vẻ giàu thật á, nhưng mà em cũng biết rồi, cái đời sống dân Hồng Kông họ ở mấy chuồng gà chuồng chó thế thảm thế mẹ, cái đời sống nó không công bằng, giàu thì giàu lắm, nghèo thì ở như vậy còn lắm thôi. Thì nếu mà nó hội nhập vô thì bắt đầu cái người dân bắt đầu họ chia, bắt đầu họ tản ra, tại nước Trung Hoa tuy là đông đông người thiệt nhưng mà vẫn còn đất, thì người dân Hồng Kông không có nên tập trung như thế nhiều quá, đời sống thấy nó không có lành mạnh đâu. Thì anh thì nói chung là anh không có đồng ý lại cho đám người biểu tình đó. Ok. Còn đấy em hỏi về vấn đề mà bãi Tư Chính ấy, thì anh trả lời của anh là anh tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của nhà nước Việt Nam. Tại sao? Là tại vì trong quá khứ họ đã chứng minh là họ làm được tất cả, không có lý do gì kỳ này họ lại không thể làm được.
Cho nên những người chống cộng mà cứ hô là người Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hèn rồi bán nước vậy, nó không thể được, là tại vì họ trong quá khứ họ đã chứng minh họ làm được như thế rồi, thì không có gì không chứng minh là họ sẽ không làm được. Chỉ có những người chống cộng họ chứng minh là họ có đầu óc nô lệ, cộng là đầu óc bán nước, cộng là đầu óc bỏ chạy thôi. Thì những người đó thì không có tư cách gì mà ngồi mà cứ nói cứ cứ có những cái bàn luận này kia linh tinh đó, anh không đồng ý. Ok thôi, bây giờ anh nhường cho người khác nói ha. Anh chào em, okay. Anh chào mọi người ha. Ok. Ok, bye bye. Anh Alan còn đây không anh Alan? Lâu quá rồi anh không thấy anh, hay là do anh tại cái nick này thì em mượn, mà nick này là anh của anh Cầm thì chắc anh chị có tương tác với nhau đúng không? Anh Tư Tân Bình, anh có rảnh không anh lên chia sẻ một xíu? Thực ra thì để em nói thêm xíu, anh xin thêm xíu nha. Thực ra thì mỗi anh lên thì mỗi người một ý kiến. Anh Si Sam đừng có nghĩ rằng là gì hết gì nha anh Si Sam. Anh em mình lên chia sẻ mỗi người một thông tin để cùng nhau mình trao đổi thôi nha. À vậy anh. Ok, cảm ơn anh. Thôi chúc anh một ngày công việc được thuận lợi nhé. Đúng rồi anh Nhàn, thật ra là nhưng mà ở ở cái cách mình giáo dục và mình nhìn nhận cái thực tế nó như thế nào, đừng để cho những thế hệ sau họ quá ngộ nhận về một vấn đề thì nó trở thành một cái ý nghĩa khác anh. Dạ đúng rồi đó anh Tư, đó là những cái sản phẩm của các bạn chống cộng cực đoan mà mục tiêu của họ là để quấy rối và gây mất trật tự, gây mất cái trật tự an ninh xã hội của Việt Nam, để bên đó dễ bề, thứ nhất là tạo cho người ta họ đi đến những cái vất vả, và từ cái vất vả đó bắt đầu họ mới sử dụng một cái hướng khác nữa, ví dụ như bắt đầu có nghĩa là ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày không, đó là cái câu, có nghĩa là đầu tiên họ sẽ kích động. Họ kích động để gì? Để cho xã hội xáo trộn và mất đi uy tín với cộng đồng quốc tế. Thì từ chỗ đó tất cả tập đoàn nước sẽ rời Việt Nam đi. Thì lúc đó bắt đầu người dân của Việt Nam trở đi thất nghiệp, và từ thất nghiệp trở nên đói. Và lúc đó họ mới dùng những cái gì đó họ rót vào, mang mục đích nhân đạo, nhưng thực chất bên cạnh đó cũng là một cái yêu sách để họ dẫn dắt, dẫn dụ cái những người dân khốn khổ đó đi đến một vấn đề khác. Điển hình là vấn đề Venezuela, đúng không? Anh Tư, anh có rảnh không anh Tư? Anh lên chia sẻ xíu đi anh Tư. Anh Alan, anh bận rồi. Lâu lắm mới gặp lại anh Alan. Với anh Si Sam. Đúng không? Tại vì ở đây trên cái không phải là họ làm một ngày một bữa, họ làm bằng nhiều cách, và vấn đề để mình nhìn ra những cái cách đó như thế nào. Ví dụ như cá nhân em nhìn như thế này, ví dụ điển hình như trường hợp của Venezuela, đúng không? Đầu tiên là họ tạo cho một cái xã hội bất ổn về an ninh, bất ổn về chính trị, đúng không? Mất lòng tin ở một cái cấp lãnh đạo.
từ chỗ đó người dân bắt đầu tự tung tự tác, người nào cũng có thể, ta đây là vua, không? Điển hình là ông tự xưng từ ở lúc nãy em đọc cái câu comment mà em quên hỏi anh cư xá Duy Tân về vấn đề tại sao ông Trump lại ủng hộ một cái ông tổng thống tự phong của Venezuela để gây lên một cảnh xáo trộn của Venezuela đó. Bữa nay em có đọc được cái câu hỏi của anh Phạm Văn Đòn nhưng mà em quên em không có kịp hỏi anh cư xá. À, anh đang đi ngoài đường hả? Ok anh. Đúng rồi anh Nhàn, người dân họ họ hiểu rõ và họ nhận ra nhiều rồi chứ anh. Cộng với lại có một số những người mà người ta cứu. Để em mời Đặng chính mặt. Em chào anh. À, xin chào. Lâu quá rồi. Lâu quá rồi em mới gặp lại. À, hôm nay rảnh chào tất cả mọi người. Rảnh ngồi nghe thì thấy có một số ý kiến. Như anh khách mời vừa rồi hình như là anh Duy Tân ấy nhỉ? Dạ đúng rồi anh cứ xem Duy Tân. Ừ. Anh mất cái camera rồi anh ơi. Tôi mất á? Không anh, em đang anh Si Sam lúc nãy anh lên ở diễn đàn của em. À. Vừa rồi nghe anh Duy Tân anh nói về ông Trump đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, quan điểm của tôi ủng hộ. Tôi ủng hộ ông Trump. Bởi vì ông Trump ông là một người của hành động. Mà cái hay nhất của ông là ông ánh Trung Quốc sấp mặt. Cái ông ánh thực sự luôn. Bởi vì thực ra thì theo tôi thì cái thằng Trung Quốc này là thằng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì một là cái tư tưởng của nó là tư tưởng Đại Hán. Nó muốn làm bá chủ thế giới. Nên nó không chắc chắn rồi là tất cả nó gọi là cái mộng bá chủ về xâm chiếm về lãnh thổ, xâm chiếm về biển là nó sẽ không bỏ qua đâu. Bởi vì mình nên nhớ rằng là thằng Trung Quốc ấy, một ấy, nó có hai cái nguy hiểm của nó là cái thứ nhất này là nó ở trong nước ấy là nó gọi là cái gì? Tức là nó gọi là cái dân tộc cực đoan ấy, tức là nó tuyên truyền cái chủ nghĩa dân tộc kinh khủng luôn. Đấy. Cái thứ hai nữa là về chiến lược của nó ấy, thì nó muốn làm bá chủ thì chắc chắn là nó phải có Biển Đông. Nó đã tuyên bố rồi là cái Biển Đông nó là cái lợi ích cốt lõi của nó mà, nên không bao giờ nó từ bỏ đâu. Nên mình phải hết sức cảnh giác. Nên cái vụ bãi tư chính vừa rồi, thực ra ấy, thì như lần trước hình như anh em mình cũng đã bàn luận qua đấy. Tức là cái thằng Trung Quốc nó có một cái đặc điểm là truyền thống của nó rồi. Tức là trong nước mà loạn ấy, thì nó sẽ đẩy tất cả những cái mâu thuẫn ra bên ngoài. Đấy, như vừa rồi thì là cái kinh tế của nó lại xuống mức thấp nhất. Thứ hai nữa là cái vụ Hồng Kông đang loạn thế, chắc chắn nó phải đẩy ra bên ngoài. Mà cái bãi tư chính của mình nó chỉ là một trong những cái mà nó gọi là ấy thôi. Nó đẩy cái mâu thuẫn ra bên ngoài. Tất nhiên là trong cái nó là nằm trong cái chiến lược lâu dài của nó.
nên nên tôi nghĩ Việt Nam mình là cái phải vất vả, rất sức vất vả với nó đấy, chứ không phải là không đâu. Nó sẽ còn. Dạ đúng. Nó chỉ rút về bãi chữ thập thôi, chứ nó chưa rút hẳn. Rồi nó sẽ quay lại. Cái đấy thì theo tôi nghĩ là nó sẽ gây không bãi chữ chính cho nó lại sẽ gây chuyện khác. Đấy, đặc điểm của tàu là như vậy. Nên đấy tôi lại quay lại là tại sao tôi thích ông Trump, là tôi vẫn ủng hộ ông Trump. Thì vừa rồi thì vừa rồi anh Duy Tân anh nói về cái bắt lao động bất hợp pháp đúng không? Cái đấy là đúng thôi. Chả không một quốc gia nào thế, ví dụ như là mấy ông nhà mình mà sang Đài Loan chẳng hạn, hoặc là sang Hàn Quốc xong ở lại bất hợp pháp, cái đấy không ai người ta ấy. Mà châu Âu của nó thì nó phạt cũng còn nặng kinh khủng luôn. Nên tất cả những cái đấy là nó thứ nhất ấy, là tôi nghĩ là như này, về phía khi ông ấy rút ra cái, tức là cái hiệp định, ông xóa cái hiệp định gì đấy giữa Canada và Mexico đấy, NAFTA gì đấy của tôi quên tên rồi. Ông xóa xong ông lại ký lại. Thực ra trong ông ấy kèm theo một điều kiện, tức là không khi anh ký kết với bên thứ ba thì phải có sự đồng ý của Mỹ. Đấy, thực sự ra là đánh thẳng Trung Quốc, chứ không phải, bởi vì Trung Quốc nó mượn đường. Anh Dương hiểu ý tôi không? Nên là ông nên là ông ấy triệt con đường đấy. Đấy, thí dụ như là cái vừa rồi là cái vũ khí tầm trung mà ông xóa giữa cái hiệp định START đấy, là mới INF là tên lửa tầm trung ấy. Thì vì thế này hai ông Nga và ông Mỹ ký, nhưng mà ông Trung Quốc không ký. Mà ông Trung Quốc thì đương nhiên là ông tự do, chả làm gì được ông cả. Ông phát triển cái tên lửa không ai làm gì được ông cả. Nên ông Trump bây giờ là gì, ông xóa cái hiệp định ấy. Nhưng mà rồi sẽ quay lại, ông lại kéo lại thằng Trung Quốc, là bây giờ muốn ký lại thì phải có thằng Trung Quốc. Tức là vấn đề là ông triệt thằng Trung Quốc thôi, chứ không phải. Bởi vì thằng Nga miền Mỹ thì đương nhiên rồi, đúng không? Đã ký với nhau thì là anh đương nhiên anh bị ràng buộc. Nhưng thằng Trung Quốc không bị ràng buộc. Nên ông xóa thì ông sẽ làm lại, mà chắc chắn làm lại là phải có thằng Trung Quốc. Đấy. Em có nghĩa là kiểu gì kiểu cũng phải kéo có mặt Trung Quốc để kiềm hãm cái, ví dụ trên một cái phần mà phát triển về đúng rồi, tập trung đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây em có một cái suy nghĩ như thế này, cái tiềm lực của Trung Quốc, cái nhân lực Trung Quốc nó khó chứ. Ở đây em nói một suy nghĩ cá nhân thôi nha, không phải là cái vấn đề, là có nghĩa là đương nhiên mình ủng hộ cái người tài, và một cái đất nước họ có nhiều tài năng quá thì đương nhiên họ phát triển và họ đi lên ở một cái vị trí cao nhất của thế giới là cái chuyện đó hiển nhiên. Nhưng mà ở bên đây là em lại không đồng tình ông Trump một điểm, có những điểm ổng lại có nghĩa là không phải là bậc đàn anh cho lắm, ổng cư xử những cái hành động nó hơi gọi là như thế nào, có nghĩa không phải lay, có nghĩa là những cái chính sách của ổng hay là những, có nghĩa là ổng vì bản thân mình quá. Ví dụ ví dụ như trường hợp, ví dụ chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ mua cái S-400 của Nga thì phải bắt Thổ Nhĩ Kỳ phải thế này thế nọ, phải làm yêu sách Thổ Nhĩ Kỳ để Thổ Nhĩ Kỳ phải tự để đấy. Thì đương nhiên rồi, cái đấy là cái quyền lợi quốc gia của người ta. Nên em mới nói là ở một cái mình có nghĩa vai trò mình hiện đang một cường quốc dẫn đầu thế giới thì mình phải cư xử làm sao, có nghĩa là phải ít nhiều cho người ta phải có tâm phục khẩu phục một xíu đó, những cái em
Bởi vì nó là cái vũ khí, nó là vấn đề về 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 công nghệ, vấn đề về bí mật quân sự. Bởi vì khi anh đang trong khối NATO, tất cả những cái mà nó gọi là về công nghệ, về tất cả những cái điều hành về chiến tranh, điều hành về vũ khí thì là alo. Dạ em nghe đây, em vẫn nghe đây. Thì nó phải kết nối với nhau. Thế khi anh mua cái của Nga vào ấy, thì đương nhiên là nó sẽ phải kết nối với khối NATO. Cái đấy là rất ảnh hưởng chứ không phải là không ảnh hưởng. Đấy, thì cái đấy là nó cũng có lý do riêng của nó chứ không phải là đối với điều đó. Vấn đề ở đây có nghĩa là tùy theo cái vấn đề mà mình có thể mình đưa ra một cái đó. Ví dụ như Mỹ có những cái chương trình, ví dụ nghiên cứu nó có thể là hơn nghe chứ không phải là không. Thì vấn đề mình vậy, theo em nghĩ là chọn một cái cách khác nào hay hơn cái cách như thế. Có nghĩa là thay vì ngăn sông cấm chợ Thổ Nhĩ Kỳ phải mua cái vấn đề đó thì nó lại không hay. Tất nhiên là về nguyên thủ quốc gia nào cũng thế, là các ông phải phục vụ cái quyền lợi của đất nước của ông. Cái đấy là bình thường, đúng không? Yeah. Cái đấy là hết sức bình thường. Tại vì đó là do em nghĩ là ở góc độ như ông Trump như thế, có nghĩa là quyền lực của mình ở một cái đỉnh cao, mình đang là còn đương nhiên tất cả các quốc gia phát triển ở phía sau, cái gì mà mỗi một ngày họ sẽ đi lên một tầm cao mới và đến một nào đó họ có thể bằng mình, họ có thể vượt hơn mình. Thì thứ nhất trên đó họ dựa vào gì? Thứ nhất là vào năng lực của họ, vào trí tuệ của họ, về cái nói chung họ có những cái ưu thế, những cái gì để họ đi lên. Thì cái chuyện đó là hiển nhiên mình không thể phủ nhận được họ và mình không thể có cách để ngăn cản họ. Thì cái đó anh nói thế không đúng rồi. Không đúng, như như lần trước anh em mình đã có bàn luận với nhau. Bây giờ tự nhiên một thằng giang hồ nó đang làm bá chủ, bây giờ lại có một ông non mới lên mà ông đòi tranh gọi là làm chúa của nó thì không thằng nào chịu. Cái đấy là bình thường. Thế nên người ta mới gọi là cái gì đấy, cái bẫy Temo gì đấy, tôi quên tên rồi, cái tiếng Latin đấy. Tức là bây giờ là một thằng bá chủ mà một thằng muốn nhoi lên thì chắc chắn là cái thằng bá chủ là nó đập bằng. Việc đầu tiên là nó phải nghĩ tất cả mọi cái, nó dồn lực và nó đập cho chết thôi, nó không để cho anh nhoi lên. Bởi vì bây giờ anh tôi nói giả sử như thằng Trung Quốc nhá. Khi anh thằng Trung Quốc mà giả sử tôi thằng Trung Quốc đang là số 1 mà thằng Mỹ nhoi lên, chắc chắn thằng Trung Quốc mọi cách là nó đập bằng chết thì thôi. Đấy, tôi nói cái đấy như lần trước anh em mình nói, kể cả ngày xưa thằng Mỹ nó đập thằng Nhật cũng vậy thôi. Anh mà nhoi lên là nó đập. Đúng. Cái đấy là bởi vì nó đang làm bá chủ. Cái đấy là hiển nhiên rồi, mình không nói được. Nhưng mà chỉ có về, bởi vì tôi nói này là về phía tại sao tôi ủng hộ, tôi thích ông Trump là vì ông quanh Trung Quốc. Mà nói thẳng ra là Việt Nam có lợi. Đấy, bởi vì trong Trung Quốc bây giờ, anh thấy bây giờ ở trong nước, thứ nhất về lãnh thổ là nó tuyên truyền. Bây giờ nó tuyên truyền, nó dạy sách giáo khoa của học sinh của nó là bây giờ là toàn bộ Biển Đông gần như 90% là cái đường lưỡi bò là đương nhiên là của nó. Nó dạy học sinh như thế. Nên cái đấy là, nên tôi nói là ông Việt, tức là anh em mình là con vất vả, đời con đời cháu mình con vất vả chứ không phải là không. Bởi vì nó đã... Hả? Chính xác anh, tại vì còn vất vả ở một cái nước láng giềng mà họ nhiều cái âm mưu, họ nhiều cái thủ đoạn thì đương nhiên mình phải cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong mọi cái quyết sách của một cái đất nước. Thì thế nên anh nên nhớ rằng thằng Trung Quốc nó đã tuyên bố rồi là cái Biển Đông ấy là cái lợi ích cốt lõi của nó. Tức là coi nó coi như là nó Biển Đông là thuộc về của nó. Nó là lợi ích cốt lõi, mà lợi ích cốt lõi là không bao giờ thay đổi. Nó đã tuyên bố rồi thì, thì tôi nói. Nên tôi nói là còn không phải bãi tư chính đâu.
Còn cái hết 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 cái giàn khoan 981 bây giờ sang HD8. HD8 không biết là còn HD5 hay là HD mấy nữa. Còn tức là ý tôi nói là như vậy. Dạ rồi anh, nói chung là tại vì có anh Si Sam anh cũng muốn lên á, cảm ơn anh lên chia sẻ vâng. với em xíu. Có ok. Gì... Rồi, dạ, rồi xin chào. Dạ. Nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Để em mời anh Si Sam lên trước, anh cứ xá chờ xí nha. Em đang mời anh Si Sam. Anh Bình Dương, chào Bình Dương với lại anh em trên diễn đàn lại thêm lần nữa. Thì vừa rồi mình nói cái quan điểm của mình về ông Trump á, không phải là mình, cái đó là cái quan điểm mọi người. Như mình ủng hộ đảng Cộng hòa Dân Chủ thì anh, cái xã Bình Dương ủng hộ đảng Cộng hòa, thế thôi. Còn vấn đề đúng sai thì chưa chắc ảnh ra đúng mà chưa chắc sĩ ra đúng. Nhưng mà anh em mình nói là bàn về chính trị, về chính sách. Bây giờ tôi nói là vừa rồi ông không kỹ thị chủng tộc. Thì tại sao những cái người da đen được bầu vô thượng nghị sĩ, mấy người đó còn trẻ, đẻ bên đây, có thể đẻ bên nước châu Phi. Nhưng mà ông rõ ràng là ông kỹ thị, nhưng mà ông đang làm tổng thống, không ai có thể gạch ông ra được cái việc đó, gạch mặt ông ra. Ông phát biểu, ông nói sao nếu mà cô mấy cô giỏi thì mấy cô không về đất nước mấy cô làm những cái việc tốt để cho xây dựng đất nước mấy cô rồi quay lại nước Mỹ. Ông hoàn toàn, toàn là ông nói những người da đen đó, có phải là ông đang ghét những người đó và ông đang kỳ thị không? Thì rõ ràng cái điều đó cả nước Mỹ này ai cũng biết hết, chứ đâu phải anh Duy Tân anh không biết. Còn anh quá cuồng ông Trump. Ông Trump ông không phải là ông dở, tôi đã nói rồi, ông không phải là ông dở. Nhưng chính sách của ông nói về Trung Quốc, tôi là người Việt Nam, tôi không bao giờ thích Trung Quốc. Tất cả những người nào trên thế giới này không ai thích Trung Quốc hết. Nhưng anh phải biết rằng Trung Quốc là một nước lớn mạnh về kinh tế, về quân sự. Mỹ là một quốc gia đứng đầu thế giới, nhưng mà muốn triệt hạ nó, dẹp nó qua một bên không phải đơn giản. Ý sĩ nói như vậy hiểu không? Chứ không phải là sĩ ủng hộ Trung Quốc, không phải là sĩ nói tốt Trung Quốc, nhưng sĩ muốn nói đây là cái cán cân chính trị. Nếu Mỹ muốn làm cái việc đó, tại vì Mỹ đã để Trung Quốc nó đi quá xa rồi. Anh Bình Dương hiểu sĩ nói không? Thật ra bây giờ nó lớn mạnh là nó đủ lực rồi, nó đủ bạch chân cẳng nó đầy đủ hết rồi. Thành ra Mỹ muốn triệt hạ nó, đó là một vấn đề rất là khó. Bây giờ tôi đặt một thí dụ nói cho anh Bình Dương nghe nè. Bây giờ tất cả những công ty ở Mỹ, ở thung lũng Silicon, ở những cái nơi mà quan trọng nhất làm ra những con chip đó, ký hợp đồng những công ty Trung Quốc. Bây giờ chính sách của Mỹ, chính sách của quốc gia bây giờ không cho các tập đoàn Huawei làm ăn nữa. Thì rõ ràng những công ty Mỹ đó đã sai cái hợp đồng, phải đền hợp đồng cho người ta. Cái nhất, cái thứ hai là anh làm ra sản phẩm đó anh bán cho ai? Bây giờ anh đầu tư máy móc thiết bị này kia anh đã xuất qua Trung Quốc rồi. Bây giờ anh không bán cho Trung Quốc anh bán cho ai? Bây giờ tôi hỏi anh thử anh trả lời. Rồi bây giờ vừa rồi đó ông tuyên bố, trước đó ông tuyên bố là xung lũng Silicon tất có những tập công ty nó thất nghiệp, công nhân thất nghiệp tại vì nó không sản xuất, nó không xuất qua được Trung Quốc. Thì tôi hỏi anh á, nếu như ông Trump ổng đánh thế dài như vậy thì cái hệ lụy đó cái người dân phải chịu trách. Cái người dân thất nghiệp nè, người dân phải bỏ ra số tiền nhiều hơn nè, những cái công ty phá sản nè, thì ai là cái người phải chịu trách nhiệm đó? Đâu phải ông Trump, đúng không? Thành ra anh đừng có bao giờ cuồng ông Trump nhiều. Cái chính sách thành công hay không thành công, tới bây giờ người ta cũng chưa đưa ra chính xác là ông Trump có thành công hay không thành công. Anh đừng có vội nói, để hồi sau phân giải, để 2020 này ra bầu cử thì mới biết được cái kết quả như thế nào. Còn anh đừng có cuồng. Anh nói anh ủng hộ tại vì anh thích đảng Cộng Hòa, còn tôi thích đảng Dân Chủ, đúng không? Vậy thôi, đó là cái suy nghĩ của mọi người, chứ đâu phải là tôi nói xấu cho. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, cái vụ xả súng, mà tôi đâu phải là tôi nói gì ổng đâu. Tôi nói là cái lời phát biểu và những cái câu dịch ra sau này của cái thằng đó, nó để lại 2.000 trang giấy để mà nó, trước khi mà nó làm cái việc đó, nó viết ra. Tại sao cái chủ nghĩa này thế này thế kia thì người ta dịch ra thì tôi đọc lại cho anh em nghe thôi. Chứ tôi đâu có phải là nói là cái nguyên nhân gây ra xả súng là do ông Trump, không phải. Anh Bình Dương, anh Cư Xá, ảnh đối nghịch. Nhưng mà cái cách anh nói chuyện thật sự ra, anh nói là anh trí thức.
Nhưng mà anh nói chuyện thấy anh nói giống như anh nói lòng dầu, không biết 50 rồi 30, 40 anh nói. Thật sự đó, câu chuyện nó diễn giải đi tới đâu sĩ cũng không biết nữa. Bây giờ anh nói ông Trung rồi, bây giờ người ta hỏi tới cũng không biết nói như thế nào hết. Còn cái chuyện mà Trung Quốc rõ ràng là anh em mình, người Việt Nam không ai thích Trung Quốc hết, đúng không? Nó xâm lược rõ ràng từ xưa tới bây giờ. Tôi nói thiệt với anh á, nếu mà Trung Quốc mà quýnh Việt Nam một ngày nào đó, biểu tôi phải quay về để mà bảo vệ đất nước, tôi sẵn sàng xả thân. Đó là tôi nói thật, tôi là cũng là một người lính. Thì có sao, tôi nói vậy thôi, tôi nói là cái cán cân chính trị của Mỹ như vậy, nó thực tế như vậy, anh phải nhìn thẳng vào nó. Chứ đừng có kiểu là anh đừng có cuồng với một cái người nào đó. Tôi cũng là công dân Mỹ, tôi cũng là người Mỹ. Chứ đâu có phải là tôi một cái nước khác đâu mà tôi phải nói xấu nước Mỹ. Nhưng mà tôi nói lên cái quan điểm, cái nào tốt, cái nào đúng, cái nào sai. Ông phân biệt. Thực ra chứ sao có nghĩa là giống như mấy anh nói, có nghĩa là mình nên mỗi người mình chia sẻ. Dạ đúng rồi. Nên cũng từng có. Không có sĩ, không có căng thẳng. Nhưng mà tại vì anh Bình Dương biết anh đưa vào cái cốt là anh phân tích quá sâu về vấn đề mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Rõ ràng là ông đã phân biệt chủng tộc, ông nói là 1, 2, 3 ảnh ở đây người dân nguyên cái mảng California này á là đảng dân chủ là đa số, là bây giờ muốn đánh cũng khó lắm. Nhưng mà ông là người phân biệt chủng tộc rõ ràng rất là nhiều lần như vậy. Như anh Bình Dương anh nói trên cộng đồng mạng, anh nói là ông Trump không phải là người phân biệt chủng tộc. Rõ ràng cái người dân Mỹ người ta còn nói nữa, huống gì cái là cái người Việt Nam mình. Mà anh khẳng định là không có. Như vậy anh nói như là cái cơ sở đâu? Trong khi anh phát biểu rõ ràng không? Vừa rồi ông phát biểu đó, mấy cô thượng nghị sĩ được bầu vô người da đen á, ông chửi người ta, ông đuổi người ta đi về bên đó. Ông nói những cái câu nói rất là khó nghe. Thì có phải là phân biệt chủng tộc không? Tại sao ông nói những người da trắng? Tại sao ông lại đi miệt thị với người da đen? Ông biểu người ta về phải xây dựng đất nước mấy cô đang chiến tranh, đất nước mấy cô đang tàn phá gì cái này cái kia, mấy cô về xây dựng đất nước xong rồi quay về đấy. Nói vậy đâu có được. Ta đẻ ra đâu thì người ta phục vụ cho đất nước đó chứ, làm sao biểu ta về đất nước đó được, phải không? Thì rõ ràng như vậy, ổng có phải là người cai cú không? Mà cai cú rồi ổng dùng những cái ngôn từ đó, ổng tiết ra rồi bây giờ ổng lấy lại không được. Tại vì ông tổng thống đâu ai lựng tội ổng được, phải không? Bây giờ ổng nhiều vụ như là ổng dính líu tới Nga hay là ổng bị điều tra. Nhưng mà bây giờ ổng có tội thì bây giờ bà Pelosi, bà chủ tịch Hạ nghị viện của Mỹ không thể nào lựng tội tổng thống, làm chia rẽ nước Mỹ. Thực ra ai cũng biết điều đó hết. Chứ ông Trump ha, thực ra ổng mà về thường dân, ổng về dân biểu, người ta phanh phui ông ra. Đó, bà Pelosi bà nói nếu mà ổng về ổng làm thường dân có thể là quy ra tội ổng để mà bắt ổng ở tù đồ phản quốc. Tôi là người dân, tôi nói thẳng đó là chính sách Mỹ, nó nói trên đại Mỹ rõ ràng chứ đâu có gì đâu, ai cãi được cái chuyện đó, phải không? Chứ còn đâu có phải là mình hơn thua về cái chính trị hay là mình nói này nói kia. Mình chỉ nói cái quan điểm của những người Việt mình sống tha hương. Thí dụ cái chính sách nào nó làm cho người Việt mình, nó làm cho cộng đồng, tất cả người Việt ở đây là đều là người tị nạn. Và tất cả những người Việt mình ở đây là những người xa xứ tìm cái mảnh đất tốt để mình sinh sống, để mình làm, để mình xây dựng quê hương. Ở đây không có nói tới vấn đề chống cộng. Tôi là cái người ghét người chống cộng. Chứ anh đừng có nghĩ anh quy chụp rồi anh nói này nói kia. Tôi là người ghét cái người dân chống cộng. Tôi là cộng sản này. Tôi không có sợ ai chứ. Tôi là người Việt Nam máu đỏ da vàng, mang trên áo vẫn còn. Chưa bao giờ tôi không tự hào về đất nước tôi hết. Thật ra ảnh chưa chắc yêu Việt Nam bằng mình, chưa chắc đổ máu bằng mình. Nói thẳng anh Duy Tân ấy, chưa chắc anh đã biết cầm súng chống lại đủ Pol Pot, Inseri, chống lại kẻ thù xâm lược phía Nam. Ảnh bằng sĩ không? Không có bằng. Anh chỉ có tiếng nói vậy, thế này thế kia thôi. Chứ thực tế anh đâu có bằng sĩ. À, anh Bình Dương phải công nhận không? Anh em mình nói, nó không phải là mình nói. Mấy cái đội hy sinh, sĩ nhiều hơn anh Bình Dương nhiều. À, anh Cư Sáng nhiều. Cư Sáng mình nhiều hơn nhiều lần như vậy. Chứ không phải là sĩ là cái người phải nói bằng cái lời, bỏ ra nói trời, ai chống cộng thế này thế kia, nói chữ này kia. Tôi nè. Tôi dám đứng với Phước Lộc Thọ nè, chửi mấy người đó nè, nói thẳng như mấy người đó, chỉ thẳng như mấy người đó, ảnh dám làm không? Sẽ dám làm. Thật sự, chửi đến nỗi hả? Mấy ông là một chế độ suy đồi dốt nát, chửi thẳng luôn, sĩ không có sợ, thấy không? Tên của sĩ, tuổi của sĩ, mặt mũi của sĩ đưa ra, sĩ nói. Sĩ đang ngồi trước Phước Lộc Thọ nè, cách Phước Lộc Thọ 200 mét nè, sĩ sợ gì? Đúng không? Anh thấy Bình Dương thấy không? Dám nói, dám chịu, dám làm. Chứ không phải gì. Nói mà nói thì kiểu ở đâu cũng chẳng biết, ở xứ nào cũng chẳng biết, nói thì ai cũng nói được, nhưng mà đưa cái mặt ra để nói, để chấp nhận hậu quả thì cái điều đó mới dám, biết là gọi là dám nói. Chứ còn thực sự ra sĩ
Sĩ nói là cái quan điểm của sĩ là sĩ yêu đất nước Việt Nam từ ngày biết Bình Dương tới giờ. Cái lập luận của sĩ bước qua bên Mỹ này chưa bao giờ biết hẳn, biết rằng ông già mình ngày xưa là Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà chưa bao giờ dặn quê hương mình một ngày nào hết. Đó là cái quan điểm của sĩ. Tại vì quê hương là một cội nguồn, là cái nơi sanh mình ra, cái nơi nuôi mình lớn. Đừng bao giờ nên suy nghĩ đất nước nào hơn nước Việt Nam. Thật sự sĩ nói. Sĩ đó đừng nói trên diễn đàn của anh. Anh gì bây giờ anh mất cái nít rồi đó. Anh... Anh gì của mình á, anh Bằng Nguyễn, anh bị mất cái nít rồi hả? Anh Bằng Nguyễn, anh mất cái nít rồi. Chứ sĩ, ơi, sĩ dám nói sớm chịu mà. Còn ai muốn nói cái gì, sĩ biết cái gì, sĩ nói tới đó. Sĩ không bao giờ, sĩ nói những cái điều mà sĩ không biết. Giống như sĩ vừa rồi kể cho Bình Dương nghe, ví dụ mình ủng hộ bà Hillary. Tại vì thực ra đất nước Mỹ này là những cái thằng tài phiệt, những cái thằng giàu có nó chi phối đất nước Mỹ này. Đừng có nói là dân chủ cái gì hết á, đừng có nói công bằng, tôi nói thiệt. Nếu như vậy, vậy tôi hỏi gì chứ 60 mấy phần trăm của bà Hillary, tại sao bà không được làm tổng thống mà cử tri đoàn lại thắng? Tại vì mấy tài phiệt nó chi phối hết. Bây giờ mấy tài phiệt, mấy giàu có, mấy triệu phú, mấy tỷ phú nó bỏ tiền ra, nó nói bây giờ hàng trăm phải đậu. Phải không? Rõ ràng. Vậy thôi, thì đừng bây giờ nói anh biết, tôi cũng biết. Nhưng mà tôi nói là cái quan điểm của tôi là tôi không ủng hộ chính sách của ông Trump. Nguyên cái thủ phủ California này 80% đừng giờ bước vô đây, đảng Cộng Hòa đừng bây giờ bước vô đây. 80-70% đều là đảng Dân Chủ hết. Nhưng mà đất nước, cái mảnh đất California là đóng thế đứng đầu của nước Mỹ này, giàu có nhất nước Mỹ này. Thì tại sao đó? Nếu mà anh nói đảng Dân Chủ không ra gì thì tại sao ông ta giàu có? Đơn giản vậy thôi, anh phân tích cho tôi nghe đi. À, không, bây giờ tôi nói anh Bình Dương nghe. Tại sao mà nó giàu có, nó là đóng thế nhiều nhất trong 51 tiểu bang của Mỹ vậy đó. Ở đó là không có cây cú gì hết, nhưng mà nói cái quan điểm là mình sống trên đất Mỹ, mình phải yêu thương quê hương mình xây dựng. Tôi nói thiệt, tôi có bao nhiêu tôi làm bao nhiêu, tôi ôm ấp, tôi dành dụm, tôi hướng về quê hương tôi. Tôi đi du lịch. Anh biết không, 2015 tôi qua 3 năm, 2015 tôi về 3 tháng. Nhưng mà tôi chưa đã nữa, 3 tháng. Tôi muốn ở nhiều hơn nữa, nhưng mà tại vì không ở được nữa, mình phải đi qua đây mình làm. Nhưng lúc nào mình cũng, một ngày mình cũng nhớ quê hương, một giờ mình cũng nhớ quê hương. Thành ra, anh đừng có lo, những cái người mà dân chủ cũi, hay là những người chống cộng bây giờ hết rồi. Anh có biết là hôm qua, ông Hoàng Kiều với lại luật sư... luật sư gì ông cũng tranh hoàng luôn, hai ông có tranh đấu về vấn đề mà. À, có coi cái gì? Coi cái diễn đàn. À, đúng rồi, coi cái diễn đàn đó rất là hay. Bây giờ ông Hoàng Kiều ông ở đây ông chống lại cái cộng đồng mấy cái thằng giống như là Ngô Kỷ này kia nào, ông chống lại hết. Ông bây giờ ông cái hướng ông muốn quay về Việt Nam, cái hướng ông bây giờ muốn lá bồ ruộng về cội, anh hiểu không? Thành ra cái chính sách ở đây bây giờ em nói anh nghe nó cũng diệt hết mấy thằng này. Chết hết rồi anh. Chết hết. Hình như là 70-80% chết hết. Cái năm vừa rồi anh biết không, biểu tình mà 30 tháng 4 tôi nói thiệt với anh, mướn mấy đứa nhỏ đi lòng vòng mấy que mấy năm rồi, rầm rồ lắm nha. 30 tháng 4 tôi đứng ngoài, tôi đứng ngay Phước Lộc Thọ luôn, tôi nhìn thấy có mấy đứa nít sồn sồn với mấy người già mà giống như là mấy người mà nói chung là không có sức khỏe đó, là đi vòng vòng đá hao hồ này kia nọ, chứ không phải giống như mấy năm nữa. Thì anh cứ nghĩ đi, cái gì nó tồn tại nó sẽ tồn tại, mà nó không tồn tại thì mãi mãi nó không tồn tại. Nếu như Việt Nam mình sôi chủ nghĩa, chính sách của mình nó không giỏi không hay thì 43 năm nay, 44 năm nay không giờ đứng vững. Mình nhìn như vậy là đủ rồi, mình không cần phải nói. Tại vì sĩ cũng không muốn nói, tại vì sĩ biết rằng nó nói ra những cái người mà người ta trước đây người ta có hy sinh, người ta có mất mát thì người ta đau lòng, mình tôn trọng những cái quá khứ đó, mình không có khui lại. Nhưng mà nói những cái thành phần trẻ như mình chẳng biết gì gọi là chính trị, chẳng biết gì là chiến tranh, chẳng bao giờ cầm cái súng đã biết như thế nào là đau khổ, thì dùng những cái bàn phím, dùng những cái lời nói không ra gì để mà biệt thị, nói xấu quê hương. Tôi nói thiệt, tôi qua đây tôi ăn miếng cơm, là ăn miếng cái gì người ta cũng so sánh Việt Nam với Mỹ hết. Tôi nói đừng bao giờ so sánh, tại vì Mỹ với Việt Nam mình nó khập khiễng lắm.
quê hương mình ngày xưa khổ cực, bây giờ không có như vậy nữa đâu. Bây giờ ở Việt Nam mình nó thật ra ở cái Phước Lộc Thọ này, ở cái khu này ấy, thì nó đầy đủ, cho đi qua địa bàn khác cũng không có đủ đồ ăn đâu, phải nhập khẩu hết, phải đi mua rồi, nó khổ cực lắm. Chỉ có là ở Phước Lộc Thọ thì thật sự ra nó cũng giống như Sài Gòn thu nhỏ thôi, chứ thật ra tiêu ăn khác cũng cực khổ, cũng đâu có gì ăn, đâu có đủ ăn đồ Mỹ, rồi cũng phải chấp nhận thôi, phải không anh Bình Dương? Thành ra mình anh em mình nói ở đây là nói tất cả vì cái gì mình hiểu, những cái gì mà mình đang thực tế đang có, chứ mình cũng chẳng bao giờ nói những cái điều gì. Bây giờ anh cứ nghĩ đi, bây giờ anh cứ nghĩ cái cuộc sống bên đây mà nó thiếu đi cái tình bạn bè, bây giờ anh có tiền nhiều chút xíu nhưng mà anh cảm thấy nó rất là cô đơn, giống như Sĩ nè, cái tuổi Sĩ đi nó lớn rồi, bạn bè nằm ở Việt Nam hết, những người thân gia đình này kia nọ hết. Qua đây thật sự ra mình tìm lại một cái cuộc sống mới, rồi mình tìm lại người bạn mới nó rất là khó, khó lắm, nhất là nước Mỹ này chẳng có bạn. Anh Bình Dương hiểu không? Thành ra mình khao khát ở Việt Nam, mình nói với vợ mình á, nếu như mà anh chết bất đắc tự tử thì không đưa về Việt Nam được thì thôi. Còn nếu một ngày nào anh chết, anh biết được cái ý nguyện của anh á, là em phải đem anh về Việt Nam, chôn anh ở Việt Nam. Anh không bao giờ muốn chết ở trên đất nước Mỹ này. Thì thật sự ra đó là cái ý nguyện của Sĩ. Đó là thật lòng Sĩ yêu quê hương. Còn người khác như thế nào Sĩ không cần biết. Sĩ đã từng đưa những người nằm xuống đến những người, chỗ sang trọng nhất, nhưng mà rất là lạnh lẽo. Nó không phải là đất của mình, nó không phải là nơi quê hương, đất của mình, đất của người ta. Lại thôi, đó là cái suy nghĩ của mình. Cái quan niệm đó anh. Qua những cái chia sẻ của anh, có nghĩa là em hiểu được, nói chung là về cái tâm tư nguyện vọng, anh cũng là tâm tư của rất nhiều người, nhưng mà tùy theo người, người ta trải nghiệm bằng cái tấm chân tình cởi mở mình nó khác, mình cái tâm tư nguyện vọng mình nó khác anh, chứ không phải là không. Nên đâm ra là cũng giống như anh Cầm, nói thật em nghe anh Cầm nói một câu mà em vẫn nhớ hoài, là khi anh live stream anh đứng trước căn nhà của con anh, nói thôi em, anh Cầm nói là con, anh Cầm nói là thôi bố lên đây bố sống. Anh Cầm nói một câu là không, tao chỉ về Việt Nam của tao thôi. Không, em nói anh một câu nói rất là đơn sơ nhưng mình nghe mình rất cảm động. Thì đó là những cái gì mình muốn nghĩ về quê hương chung nhau, cách sống của mình. Nên trong cái cách của anh nói nó cũng na ná giống vậy. Có nghĩa là dù gì mình chỉ về trên quê hương mình, dù mình sinh ra nơi đó mà mình sẽ chết nơi đó. Cảm ơn anh nên chia sẻ những cái vấn đề này. Thì thật ra trong câu chuyện nói qua, chẳng qua là mình để có một câu chuyện để nói thôi, chứ thật sự mục đích của em cũng giống như anh hay là anh Cư Xá Duy Tân, có nghĩa không, cũng là anh em thôi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà anh Cư Xá, tại vì anh Cư Xá Duy Tân nói lên cái quan điểm nhiều lần thì Sĩ lại Sĩ không có phản ứng, tại vì anh cũng có nói những cái điều gì đó đại khái mình không chấp nhận, hay là mình cảm thấy nó chưa đúng, nhưng mà Sĩ cũng không có phản biện mà cũng không có ấy. Nhưng mà lần thứ hai lúc trước bên bà Nguyễn cũng vậy nữa, thì lần này Sĩ mới nói về ảnh, tại vì ảnh nói Sĩ là cái quan điểm Sĩ thế này thế kia, tại vì cái đó anh phải giấu đi, tại vì Sĩ không nói là ai tốt ai xấu hết, nhưng mà Sĩ nói là mình có cái quan điểm ở đảng này, ảnh có quan điểm của đảng kia. Còn mình nói lên là ông Trung ở thực tế như vậy, chứ Sĩ không, Sĩ lấy những cái thông tin của nước Mỹ này Sĩ nói lên, chứ không phải là Sĩ đặt điều Sĩ nói. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Sĩ chỉ hỏi ảnh á, ngày xưa ông McCain, ông là người giúp những người Việt Nam Cộng Hòa qua nước Mỹ này để có ngày hôm nay, tại sao ông Trung, ông là thù ghét ông McCain, để rồi ông chết vẫn khui ra. Rồi cái chuyện mà anh Cư Xá Duy Tân anh nói là nước Mỹ lớn mạnh hơn, thì anh phải nhớ rằng một điều rằng khi đám tang ông McCain, con gái ông McCain đứng lên phát biểu, tất cả những vị tổng thống trước đây và thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, con gái ông phát biểu một câu là ông Trump đừng nên làm cho nước Mỹ này vĩ đại, tại vì nước Mỹ thì đã vĩ đại từ lâu rồi, tại sao ta đứng lên ta vỗ tay, đâu có cần làm việc đó. Thì ảnh là cái người theo dõi thông tin, thì ảnh đã biết rằng nước Mỹ này chính trị là vấn đề tài phiệt chi phối, chứ không phải giống như anh nghĩ. Vậy thôi,
xin nói với anh như vậy để anh em mình hiểu thêm thôi. Chứ còn anh em thì không có ghét gì, tôi cũng chẳng ghét gì anh, nhưng mà tại anh phê phán, anh nói sâu vào vấn đề chính trị thì sĩ phản ứng, sĩ nói lên những cái điều mỗi người có cái suy nghĩ, mỗi người có cái cá nhân riêng, ủng hộ đảng nào là tùy, đúng không? Còn cái chuyện mà đúng sai thì để cho dân người ta phán xét, để sau này nhiệm kỳ của ổng thắng thì ổng là cái người đúng, còn nếu mà ổng thất bại có nghĩa là cái chính sách ổng sai. Mình sợ là chính sách ông sai thôi, chứ mình sĩ đã thường nói, cũng nói với anh, nói với anh Bằng Nguyễn, ông Trung phải là ông dở, ông vẫn giỏi, nhưng mà cái chính sách của ông có những cái mình không đồng ý, tại vì cái cá nhân của mình thôi, chứ đâu phải là mình đúng, phải không anh? Cái cá nhân của mình thôi, anh em mình nói thôi, chứ đâu có phải ai giống ai. Còn cho xin nói một câu nữa thôi, còn cái anh nãy anh nói á, Trung Quốc là một kẻ thù của Việt Nam, ha, tất cả những người, nhưng sĩ nhấn mạnh là một câu, một điều này nè, nếu như Mỹ muốn làm việc đó, Trung Quốc là một đất nước ảnh hưởng trên toàn thế giới này, không phải đơn giản Mỹ muốn triệt để Trung Quốc thành một giống như là một cái bánh hay là một cái miếng xôi hay là muốn bóp sao bóp. Thành ra sĩ muốn nói như vậy thôi, chứ sĩ không phải là ủng hộ Trung Quốc. Phải cái quan điểm nói gì cho rõ vậy, phải không anh? Hiểu không? Chứ nó khó lắm. Tại Trung Quốc bây giờ nó lớn mạnh lắm rồi. Anh thấy đồ ở đây á, em nói thiệt với anh á, em nói y chang khi mà chưa xảy ra em nói nè. Đồ của Trung Quốc xuất qua Mỹ này, những cái đồ đơn giản xong mà sĩ nói thôi nè, Christmas á, là những cái đồ mà đặt hàng để mà sử dụng trong cái ngày quan trọng của nước Mỹ á, là cái ngày Noel á, là anh biết là xuất xứ từ Trung Quốc hết 90% trở lên. Mà bây giờ hỏi anh, nó không sản xuất Trung Quốc, nó sản xuất ở Mỹ, một cái dòng thôi, đèn thôi mà sản xuất ở Mỹ này á, nó 50 đô, sản xuất ở Trung Quốc nó có 5 đô, 7 đô, thì người Mỹ đi mua cái nào? Ta chơi một lần ta quăng, ta đâu có cần để chơi năm này qua tháng nọ đâu. Tại người ta cần một năm khi ta quăng vô xóa đó rồi nó hư hay là nó mục cái này kia nọ. Thì vấn đề ở đó mình nhìn nhận sự việc không phải đơn giản như ông Duy Tân ông nói là phải thế này, phải thế kia. Không có đâu. Tôi nói thiệt với anh, vô 99 cent luôn. 99 đồ, 99 cent của Mỹ, người Mỹ người ta mua đầy toàn là đồ Trung Quốc không. Bây giờ anh thấy ở nhà cái ghế này, đó anh nhìn thấy những cái đồ gì cao cấp. 90% đến 90% của Trung Quốc. Thì anh nghĩ như thế nào? Mà bây giờ nếu anh đánh thế nó thì người dân phải bỏ thêm mấy chục phần trăm ra nữa, 10 đến 20% nữa thì người lao động chết chứ ai chết. Tôi phải có ý kiến chứ. Tại sao ông đóng thế người ta là thế này thế kia thì cái quan điểm tôi vậy, còn ông làm thì cái quyền của ông. Phải không anh? À, cái quyền của nhà nước, nhưng mà người dân người ta phải bỏ ra tiền đóng thế, là phải bỏ cái tiền thêm, cái tiền chi phí nữa. Đương nhiên người ta phải chi thêm cái hầu bao, trong khi đồng tiền lương nó là như vậy, nhưng mà bây giờ chi thêm nữa thì người ta phải nóng ruột, người ta phải nói chứ làm sao không được, phải không? Đó, cho chị này. Thành ra cái vấn đề này nó không phải đơn giản. Em nói từ cái chậu bông nè, từ cái bình ga nè, từ cái cây nè, tôi nói thiệt á, tôi ngồi ở đây á, từ cái gì á, cái gì hầu như là 99 mấy phần trăm của Trung Quốc hết. Mà bây giờ mà đánh nó cũng đâu phải là dễ đâu. Bây giờ nó không nhập tương rồi, nó không nhập trái cây rồi, không nhập hải sản rồi nữa. Rồi bây giờ cái người dân người ta nổi đó lên, người ta trời ơi, người ta nói bây giờ như thế nào, bây giờ tôi phá sản rồi. Anh thấy vừa rồi Trung Quốc với lại Mỹ cách đây 2-3 ngày vừa tuyên bố là thuế cả là thị trường chứng khoán leo dốc. Anh biết cái thằng ba hàng tập đoàn lớn là mất 100 mấy chục tỷ. Anh Duy Tân biết không? Anh Duy Tân biết không? Đó, vừa tuyên bố cách đây 3-4 ngày giờ nè nó xuống như nè 100 mấy chục tỷ. Apple nè với lại Google nè đó. Thì anh cứ tự suy nghĩ đi, cứ tự suy luận đi. Rồi bây giờ cái tiền tệ của Trung Quốc bây giờ nó thao túng tại vì Mỹ, đúng không? Mình nói đi nói lại, bây giờ đất nước Mỹ là đất nước thiếu nợ Trung Quốc 11.000 tỷ đô la, là cái vận mệnh, cái số tiền đó là nó nằm trong tay của Trung Quốc. Ok, anh đừng có nói anh tài giỏi, nhưng mà anh phải nói là tao á, mày hơn tao nhưng mà mày thiếu nợ tao nè. Đó, em chỉ nói với anh vậy thôi là anh hiểu rồi. Mày thiếu nợ tao tới 11.000 tỷ đô la nè. Giờ tao muốn bán cái đó, tao muốn bán ở đâu là tao bán. Vấn đề là tao để chi, tao có lợi nhuận. Bây giờ tao bán gì, tao lấy là chưa chắc tao đã có lợi nhuận, tao không lợi nhuận. Nhưng mà tao để gì tao lợi nhuận không phải mấy phần trăm, đại khái vậy đó. Trung Quốc nó cũng khôn, anh hiểu không? Bây giờ nó tức quá nó bán cũng được vậy, tùy theo điểm, đúng không? Rồi bây giờ mình cái gì mình cũng cả tụng Mỹ đâu được. Nó tùy theo hoàn cảnh chứ đâu có lúc nào mình cũng ca tụng nước Mỹ là nước mạnh nhất thế giới. Nhưng mà anh phải đừng lấy cái quyền của anh ra quá.
anh bóp chẹt người ta quá, anh hà hiếp người ta quá. Cũng giống như cái chuyện Venezuela, tôi nói thiệt với anh đó, đó là cái lợi nhuận của những cái doanh nghiệp Mỹ và những cái thằng tài phiệt đứng phía sau nó thốc gãy ông Trump để lật đổ cái chính quyền đó. Đúng không? Sĩ nói đúng không? Sĩ đâu có nói sai đâu. Phải không? Thì có phải là cái chuyện mà đất nước người ta có chủ quyền, đất nước người ta rõ ràng như vậy thì tự nhiên đưa cái thằng khác lên để mà biểu mà đứng lên làm tổng thống, thì như vậy á, đối với dư luận thế giới á, anh đúng anh sai, anh công bằng chỗ nào? Đúng không? Anh đâu có công bằng, anh đâu có đúng. Chẳng qua anh là một cường quốc, anh mạnh, anh có cái thế, anh có cái quyền, mấy thằng kia nó phải phục tùng anh, nó phải nghe lời anh, nó theo anh đó. Bây giờ anh làm gì nó? Bây giờ thằng Nga với Trung Quốc đứng phía sau đó, thì bây giờ anh làm gì? Bây giờ tôi hỏi anh làm gì nó được, đặt đổ nó được không? Nó cũng có quân sự, nó cũng có trung thành, nó cũng có người Nga nó đứng phía sau đó, nó dám làm gì nó? Vậy thôi, bây giờ sĩ nói vậy đơn giản vậy. Đâu có phải là nói là cái cán cân chính trị là nó thuộc về sự công bằng đâu. Nó cũng là lợi ích của đất nước Mỹ, lợi ích của doanh nghiệp Mỹ, lợi ích của những thằng tài phiệt mà nó phải thốc gậy để lật đổ cái chế độ đó, để nó hưởng lợi, vậy thôi. Đúng không ạ? Đó là nói để anh em mình nói từ phần, để anh em mình biết với nhau. Tại vì thật sự ra sống ở nước Mỹ này, biết cái dư luận nước Mỹ này, biết cái chính trị nước Mỹ này, để cho anh em hiểu là cái sự công bằng nó ở mức độ nào. Chứ mấy anh đừng có nói tốt quá, nó không đúng, nó có mặt tốt, mặt xấu. Phải không anh Bình Dương? Đó là sĩ có ý kiến như vậy, nói cho nó vui vậy thôi. Chứ còn mình cũng là cái người chấp bút, mình là cái người thành phần cũng chẳng có phải là tài giỏi gì hết, nhưng mà mình tham khảo, mình hiểu biết, mình đọc tài liệu, mình nghe thông tin, mình nói để mọi người hiểu vậy thôi. Chứ sĩ nghĩ là mọi người đều hiểu hết đó, sĩ nói ra những điều đó thì chắc thể là ở đây ai cũng hiểu vấn đề hết, chứ không phải là không hiểu đâu. Nhưng mà mình chỉ nói công bằng, mà nói cái sự công bằng để cho mọi người thấy là cái căn nguyên chính trị này nó không có sự công bằng đâu, nó thuộc về tài phiệt chi phối đó. Dạ, rồi. Cảm ơn Bình Dương, chúc Bình Dương và tất cả anh em trên diễn đàn sức khỏe. Sĩ có nói cái gì quá lời, có gì thì tất cả mọi người bỏ qua, tại vì sĩ cũng là cái người mới lên diễn đàn của Bình Dương lần đầu á, chắc lần đầu tiên luôn á Bình Dương ha. Cái gì bỏ qua nha. Cảm ơn Bình Dương rất nhiều. Bữa nào anh em mình hát hò nha, bữa nào lên chim hát hò chơi để mọi người vui ha. Ok, mình bye bye, mình vẫn theo dõi. Ok, cảm ơn anh. Dạ rồi, cảm ơn anh. Anh cứ xá mất cái camera rồi. Anh cầm cũng mất luôn cái camera rồi. Hay anh cho em xin cái camera. Nãy giờ đọc cái comment của Châu Hoàng, nói Châu Hoàng nghe vậy nè. Ủa lúc nãy Châu Hoàng không nghe anh Si Sam anh nói hả? Có vấn đề ở đây là khi nhập hàng Trung Quốc qua, người ta bán cái giá rẻ. Cũng mất cái camera rồi, anh thoát ra anh vào lại em cái anh cư xá. Người ta làm vấn đề là ở đây người ta dùng rẻ, hiểu chưa? Còn đương nhiên không nhập hàng Trung Quốc vẫn có hàng Mỹ, nhưng 50 đô. Nhưng cái vấn đề ở đây người ta đang thắt chặt chi tiêu, và người ta có nên đáng đầu tư một cái dây đèn thôi mà 50 đô hay không? Châu Hoàng hiểu không? Châu Hoàng là người vào sau nên ngồi nghe thêm đi, đừng vội vàng đánh giá vậy. Mình đánh giá người ta biết một không biết hai, mình cũng vậy. Mình biết và mình đi đầu, mình nghe câu sau, câu đầu mình không có nghe. Em chào anh. Hello, nghe được không? Nghe được anh, nghe rất rõ. Nghe cư xá Duy Tân với một anh bạn đó tên gì không biết, nhưng mà hai anh đều có một cái lý riêng. Hả? Sĩ hả? Anh sĩ tên là cái nick thì sĩ hay là tên sĩ vậy? Ok, mỗi người đều có một cái lý riêng, nhưng mà nói chung thì ai cũng có lý cả. Mình thấy cuộc tranh luận này nó không đi tới đâu. Theo tao á, theo quan điểm của cá nhân của tao thì tao vẫn thích ông Trump, nó có hai điều, ba điều, nhưng mà ngoài ra cái điểm đó thì tao không thích lắm, nhưng mà thôi kệ. Cái điểm thứ nhất á, là tao thích ổng là ổng dòm ngó Việt Nam. Ổng bố Việt Nam để làm cái cầu nối giữa Bắc Hàn, ổng cầm cái cờ ổng phải đó, là tao khoái, là một điểm.
Thấy không? Đúng không? Tao nói gì đúng không? Thứ hai nữa là ổng để mắt tới thằng Trung Quốc. À, là đúng không? Có nghĩa là khi mày phải nói gì mà điều nếu mà nói gì mà mình phủ nhận cái điều đó không đúng, tức là thằng Mỹ nó lên tiếng nó cự nữ Trung Quốc rồi, mà tại sao mày vậy kia, thì đủ thằng Trung Quốc nó cũng đủ bố không, nó cũng e dè, nó kêu ý đủ má đồ có thằng này nó vô cũng ngại ngại một chút đúng không? Có cái thứ ba này nè, đồ mà tao nói tao mày đừng chụp mũi tao nha, đồ mà tao nói trước à, đồ chụp mũi tao là tao chửi á, hay tao khoái bà vợ quần trả. Đồ mà dù bố dù không người đẹp mà siêu mẫu còn gì nữa phải không? Đồ chuyện vợ đơn giản là bả là siêu mẫu mà, bả ngày xưa Anh nói xong anh thì cái sau lưng anh kìa, gì ai anh nói xong anh quay lưng lại, ai đứng sau quả lưng anh đang cầm cái giá. đi làm rồi mày ơi, khỏi vậy đó thì sẵn đây thì mình cũng bàn bàn vừa tiếu tiếu cho nó vui, thì nói một cách khác hay chăng nữa thì trung lên thì cư sáu duy tân nó cũng đúng rồi, anh sĩ rồi nó cũng đúng. Bây giờ tao nói một cái thằng cái này tao nói bên 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 nhà của thằng bằng rồi, thì có nghĩa là hiện tại á không hiểu không phải là ông Trung hay là bất cứ tổng thống nào lên, nhưng mà cái thời gian ngay bây giờ thì nước nước Mỹ đang phân hóa trầm trọng. Đừng phân hóa đây là thuộc về cái dạng mình nói là kỳ thị dân tộc, mình không nói ông Trung mà mình nói chỉ là người đối với người, những người sắc dân da trắng, nó có một cái môn phái nó gọi là da trắng thượng đẳng, mày hiểu rồi, nó có một cái đảng luôn, thì những người mà đi theo cái đảng đó thì họ rất là cuồng người cực đoan, bởi vì chỗ ra mà thấy rõ ràng họ giống những cái vụ xả súng mới rồi đó, đó cũng là một hành động kỳ thị rõ ràng, người ta đã phân tích ra. Nhưng mà mình không nói ông Trump, bởi vì ông Trump chưa có cái gì để mà mình nói, bởi vì nhưng mà những cái phát ngôn giống như sĩ nói có nghĩa cũng có, nó cũng có khi ông phát ngôn như vậy thì trong hơi hướng nha, cái định kiến của người ta suy nghĩ, mà tại sao da trắng không nói mà nói da đen, đúng không? Thì người ta có quyền người ta nghĩ chứ, đúng không? Thì vô tình những cái thành viên của cái đám kia, cái nhóm kia bằng da trắng thượng đẳng, cái chó gì là tao không biết đâu mà nó u mà vậy, tao tổng tổng suy nó suy ta ra bụng người mà đúng mà vậy là chả ủng hộ mình rồi chơi liền đó đúng không? Nó vui tao hài thôi nha, có nghĩa đủ mà tôi chửi tao đó, tôi chửi tại có nghĩa là ngay hiện tại bây giờ cái đất nước Mỹ này nó đã bị phân hóa trầm trọng, nó vì nó có nhiều cái đối sách là chính trị thì mình không có nói được, tại bởi vì nó thiên biến vạn quá mà nó tùm lum tà ra, nhưng mình phải hiểu rằng đứng đằng sau chính trị là những tập đoàn tư bản rất là lớn và nó trùm cả thế giới luôn, bởi vì khi nó sẽ làm vậy để nó tạo ra những cái sự chiến tranh, nó tạo ra để nó bán vũ khí và nó tạo đủ thứ loại trên trời, nhưng mà nó cũng nhờ nó mà cái thằng Trung Quốc nó bỏ cái ý định mà nó đại khái nó lấn ép mình, thì cái điều đó tao cũng nói rồi, thì xây qua xây lại thì ai cũng có cái lý của họ và tất cả mọi người đều đúng, không có ai sai, nó thẳng là vậy, tại vì mình chỉ nhìn đồ, mình nhìn phiến diện mà mỗi người nhìn góc giống như cục Mọi mỗi người nhìn góc rõ ràng chứ không phải là không ai sai hết. Tao cũng 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 khoái thằng sĩ nữa, tao cũng khoái rồi, xưa là chưa sáng tao là em út của tao, em của tao mà tao cũng khoái luôn, mỗi người đều có một cái nhận định riêng cá biệt, nhưng mà ai cũng có hay cũng hay chứ không riêng tao, tao chỉ khoái là luôn mà cầm cái cờ là tao khoái rồi, tao không cần biết chuyện đó kệ cha, tôi phải làm miễn đừng đụng vô nước tao là tao khoái rồi, tao là chỉ đặc biệt là như vậy thôi, còn cái chuyện mà đi sâu vào cái chính trường nước Mỹ ôi thôi cho mày nghĩ đồ má nó giống như là một ổ tò vò đúng không, biết đường nào mà mò, để mình đâu phải là thượng nghị sĩ mà mình đâu phải nằm trong bộ máy lãnh đạo để mình biết sao nó có gì mình miên man chút xíu mà thấy không đủ má mày về thì sai tao tao bê đê tao nói là tao mê bả tao cũng mê ổng đồ bê đê đồ thì mày thấy không, cái đời tổng thống mà nhớ Kennedy không, mày nhớ Kennedy bị ám sát không đó, Dạ mình cứ tự mình không biết cái nguyên nhân xác thực, nhưng mà mình hiểu một cái điều là mày cãi tao là mày chết đó, mà thì mày vậy thôi, mày một cái đơn giản thôi, còn cái chuyện ơi sao ông chết sao kệ cha ông, mình không biết cái chuyện lý do tại sao ông chết, không biết, đừng có đổ thừa đổ cái này kia, có nghĩa là khi anh lên lãnh đạo rõ ràng khi mà biết mỗi lần mà bầu cử tổng thống là những cái tập đoàn lớn của Mỹ, ví dụ như là mình không muốn nói ra nhưng mà có điều mà phải hiểu rồi, thứ nhất là dầu hậu quả, hai vũ khí, ba hàng không, đủ mấy cái thứ tập đoàn vĩ đại của Mỹ trong kia bằng đại đại tập đoàn chứ đủ mấy, không phải nói bình tập đoàn thì nó bỏ tiền ra hay nó muốn thằng nào lên là nó lên, nó thẳng lại vậy, nếu cái tự do dân chủ cạc kia chứ nó thẳng lại nước Mỹ là vậy, thằng nào có nhiều tiền là nó thắng thôi, đủ có chỉ có thằng nào mà không có đồng bạc nào mà lên tổng thống mà thắng đâu, có bao giờ đâu, không, nếu mày nghèo quá đủ mà phải đi quyên góp
đồ mà cái thằng tư bản nó nhắm đồ mà coi chân coi cẳng giống như coi gà đó nghe không, dở chân dở cẳng rồi coi coi gì đó chân đá gà rồi gọi là coi bóng coi đồ đó đồ này ồ tuyển vọng ha đồ luôn ok tao mới bỏ tiền đồ mà như tao thì cũng không ai bỏ tiền đúng không đó thì ra vì cái đó ra mình cũng không nói về chính trường Mỹ ừ rắc rối còn cái chuyện ngoài dân chủ hay là không dân chủ tự do nó chỉ là có mỹ từ mỹ miều thôi có là nói cho nó sướng miệng tới thực chất mà rõ ràng sống ở đây càng lâu thì nào mình biết sợ nước Mỹ gì đây bởi rõ ràng từ đồng bạc lẻ đủ nó không có tha mày từ tiền thuế cho đến đồ mà ôi trời ơi, kể ra thì biết nhiều chuyện cho nó hết thì ra giờ thôi khỏi miễn bàn vụ đó tao chỉ khoái là bỏ ba chỗ đây bây giờ mình mới nói cái chuyện mà vụ bãi tư chính thì tao đã nói rồi có mọi người đưa tin rất ưa xác thực là 9:45 ngày hôm qua khuya ngày hôm qua tức ngày cách đây 20 mấy tiếng họ thì tụi nó đã rút 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 rồi thì nói vậy cũng mày phải hiểu rằng đất nước Việt Nam mình phải công nhận là những người lãnh đạo Việt Nam rất là giỏi họ trói buộc Trung Quốc vào một cái quy chế pháp chế của thế giới có nghĩa là họ tao cũng từng nói bên mà Nguyễn là chắc không phải đơn thân độc mã họ làm được cái điều đó cũng có Mỹ cũng có tất cả các nước trên thế giới thì cũng kêu gọi đi đu đại khái mình cứ kiểu giống kiểu vừa đánh vừa đánh vừa ra là giống y chang như hồi xưa vậy thì nó mới được đủ chứ mày nghĩ sao vậy đủ má nó quên nó xịt một cái là xong ngay nhưng mà có điều như vậy là mình đã thắng rồi đó về vấn đề tâm lý mình đã thắng rồi về chiến tranh về vấn đề về luật mình cũng thắng bởi giống như nãy thằng đầu nói là tại lần sau mà đủ mình rút ra khỏi cái hiệp định nguyên tử của Iran thì cũng như vậy có nghĩa là cho Trung Quốc vô gài nào bộ vào nó gài một cái thế coi như là bắt buộc mày phải theo luật mày phải chơi theo luật đó cái gì thằng nào cũng điếm hết trơn chẳng thằng nào mà không điếm cả kể cả Việt Nam cũng vậy là điếm mới sống còn không điếm là chết mình phải khôn mới sống bóng mới thì chết chuyện đơn giản quá tao không hiểu gì thì anh đâu có biết gì đâu thì anh nghe tụi nó nói là thì hai đứa lên nói một là cư xá hai là thằng sĩ lên nói là mỗi người đều có điều hay hết á thằng sĩ thì chính xác về vấn đề nói về vấn đề hạ tầng cơ sở thì Mỹ nó chính xác về cái người dân là thiệt thòi đầu tiên mày nghĩ sao vậy đủ cái đó từ xưa giờ nó nhập vô mày lấy thế có 10 đồng mà không sao bây giờ mày chơi 300-400 lần lên hơn thì đủ đương nhiên cái đó món đồ nó sẽ cao lên mà cao lên ai mua đủ tổng thống Trump đâu có mua đâu thằng dân đủ như tao mua chết mẹ luôn gì thôi son đầu người các cái đủ thứ đủ nó phải tăng lên chứ phải không thì thằng dân chịu chứ ai chịu đồ thôi kệ mẹ đi muốn làm mày làm tao không khoái đồ rồi thì anh chỉ có lên hồi anh hài hài cho tụi vui thôi chứ tao thấy hai đứa nó có vẻ căng thẳng nhưng mà căng thẳng là con mẹ gì miễn sao mà đúng đất nước mình bình yên thôi còn thằng Mỹ nó chết cả cha nó hơi chết đâu mà lo chuyện đó miễn đừng đụng tới tao với lại đất nước tao thôi đúng không cái quan điểm của tao là đơn giản nha tao rất là đơn giản đâu có cần gì là phải thắc mắc rồi em hỏi gì không em chỉ thấy anh ra là em biết rồi anh chỉ nói giờ tao cần biết miễn sao về cái gì mà ông Trump nhìn về đất nước tao tao chịu ừ đúng rồi anh chỉ tao có chỉ vậy. Có vậy thôi được má đừng vô được tao chỉ khoái khoái là ủng hộ thôi được rồi tao không có cho cần người không cần vũ khí mày cái ủng hộ được rồi đó giống như kiểu vậy thôi chứ biết nói sao được giờ còn chuyện chính trường Mỹ thôi phức tạp thôi phức tạp thậm chí nhiều khi những người mà thượng nghị sĩ trong đảng này đảng kia nhiều khi họ cũng không lường trước được những cái điều mà nó biến chuyển nữa có nghĩa là có thể là bữa nay mà thấy rõ ràng hồi xưa cách đây ra mấy ngày thì cái một hai thượng nghị sĩ của Cộng hòa tự nhiên đùng cái ruộng mà bỏ Cộng hòa theo phe dân chủ ấy ruộng mà bà nói hồi xưa nói là Cộng hòa làm sao biết được chuyện gì đâu khổ lắm đủ tới chuyện họp miễn bạc tao nhức đầu đụng tới cái chuyện đó ui nãy đầu nó thiên biến dạng quá mà nó hầm bài lần sáng cấu em chỉ gọi là này em xin chia sẻ xíu với anh không phải chia sẻ nữa mà em xin nhắc em xíu mới mốt anh nói là anh phải nói theo nguyên văn cũng giống như là để coi bữa đó ai nói nè mà anh những cái thông tin vậy đó thì anh nói là bên gọi bộ đội biên phòng gửi tin cho anh nó giống như bên kia nó nói là cái gì hải quân Mỹ gửi tin cho bọn nó để nó lên nó đọc. Anh phải nói vậy đó, để không mà thấy cái tin đó thì anh chỉ nghe lại thôi thì anh chỉ ra thì anh chỉ bảo anh đâu có nói vụ bộ đội phòng mẹ gì đâu anh chỉ nói là tin tôi mới nhận được thì đồ mà tao cũng mới đi họp với Trung về kìa thì mày phải hiểu cái câu tao nói tao từ xưa giờ tao nói trống không không mà tao đâu có giờ tao nói ai đâu tao là cái cớ gì mà đủ tao là cái quái gì mà đủ bộ đội biên phòng trời đủ mới đi tào lao đủ anh nói vậy để cho đối đối trọng lại với những cái hình như bữa đó để coi Benny Trương hay ai nói nè coi như hải quân Mỹ gửi cái thông tin đó cho ông nói thôi mà đừng có chọc mày được không mày chọc nó chửi được rồi thì khổ vậy thì bây giờ thấy
nói chung là cái vụ tư chính thì Việt Nam mà coi như thắng rồi, thắng lợi về rất là vui. Tao cảm thấy tao rất là vui bởi tao hào hứng lắm. Tao mà nghe được cái tin đó là tao làm liền luôn. Thì nghe tin thôi nhiều khi trúng trật cũng đâu có biết được, nhưng mà hên quá trúng đồ gì vì đó. Nói nói chơi cho nói chơi cho tao cũng đã tham khảo rồi, thằng là Lương Minh nó cung cấp rồi những website của kia rồi, nhưng mà nhiều khi tao đăng là cũng là trễ rồi, đồ tưởng gì đồ đăng cũng mềm, đồ đăng cũ người ta hơn người ta nữa, nhưng mà tại vì khổ cái mình vui quá phải không, mình mừng quá cho nên mình đăng lên đồ. Thì anh cũng đâu nói ai đâu, anh chỉ nói nhận được tin mới nhận được thôi, chứ anh nói trống không hết cho mà thiệt mà tao toàn là tụi mà tao đi lụm đặt những cái tin của nước ngoài rồi những cái kia nó tuyên bố là ok ví dụ gì đó thì mình mới lụm đặt thôi, chứ còn tao đâu có mạo danh ai đâu. Thì những người mà biết website của những cái CNN là những cái đài mà uy tín, chứ còn BBC tao không có nghe. Thì thôi nói gì nói chứ cái gì, hiện giờ ta đang vui vui vì cái chỗ là rùng 749 nó rút đi hết mẹ rồi, nhưng mà nó nằm ở đợi chưa chắc, mình phải cẩn trọng mình ngó qua ngó lại chứ nó chưa có tha mình đâu. Thì ai cũng biết là người Việt Nam từ hồi xưa về từ ở trong nước hoặc ngoài nước ai cũng ghét Trung Quốc, không cho không phải không ai chữ ghét này có nghĩa là cả ngàn năm nay đúng không, chứ đâu phải mới đây. Hình ra đừng có ai mà xúi xỉm hoặc là sắp xỉm đại khái là mình khích bác để cho mình đánh Trung Quốc, để cho nó có đó là mình ngu ngu. Ta cũng đã từng nói hoài, có nghĩa là mình sống gần một anh lớn con lớn xác mà mình sống mà thoải mái mà không có làm được gì mình thì mình mới vui, chứ còn cái chuyện mà kiểu mà mình muốn đánh nó thôi miễn để đừng nghĩ tới cái chuyện đó. Với em nói là thật ra là anh biết rồi, ví dụ 749 đó là chủ quyền Việt Nam rõ ràng rồi, giống như mấy em đó là mình rồi, giờ cái người kia bước vô nhà mình thì bây giờ cái chuyện chắc chắn là người ta trước tiên người ta không nói gì mình hết là người ta sai. Đúng rồi, đúng anh? Đúng rồi. Thì cái nhưng mà riêng cả một mình không làm được, nhưng mình phải kêu gọi cộng đồng quốc tế, những nước lân cận, rồi nói thì nói chứ nước Mỹ cũng là một cái đối trọng mà đối với thằng Trung Quốc nó gồm, thấy không? Thì có cái tiếng nói nó vô thì Trung Quốc nó mới phê, đúng không? Cho nên vì đó là đó anh mình cũng không thể là chối bỏ cái vai trò của Mỹ ở Biên Đông, nó thẳng là vậy. Mà chính vì đó mình mới kêu mình ra làng lên, ê nó quýnh tao kìa, nó quýnh tao kìa. Giống nhiều nhỏ trời, ê đụ mày lớn mày yên hiếp tao hả, đụ ê anh bên xe đuối tôi kìa, đuối tôi kìa, cái đủ mấy anh kia nó ngó vô, mấy anh kia nó cũng chạy mất cái bộ đường vậy, y chang vậy đó, chứ không khác gì. Tại tao hy vọng, tao nói thường thường là tụi mình đừng có lên, mình đừng cái là tái đánh tao là bố cục gọn gàng, có nghĩa là mình phải gom lại cho nó nhỏ nhỏ, cho nó dễ xử, ví dụ như là phường, xóm, ấp, đàn bạc là hồi xưa vậy. Còn bây giờ là coi tổ dân phố, đại khái giống y chang vậy, không khác gì cả. Mà cả thế giới chỉ là một cái vấn đề nho nhỏ, có nghĩa là gom lại cho mình dễ hiểu, ví dụ anh hàng xóm gì đó. Thì anh ỉ anh hiếp tôi là có người chung quanh người ta thấy vậy ta bất bình ta nhảy vô, đó giống y chang như mình về thôi, chứ mình đừng có làm lớn chuyện. Còn ở chuyện suy nghĩ về chính trị các nước là thôi trời ở đi nhức đầu vậy. Về thì thằng Mỹ thì từ xưa tới giờ là họ đã nhuốm máu tất cả các nước, chứ đâu phải riêng mình đâu, mà thấy người Syria rồi Liban, Afghanistan rồi Iraq, nói chung là bàn tay nó nhuốm máu nhiều lắm. Nhưng mà biết sao, đừng có đụng cái gì đâu, tao nữa là tao khoái rồi. Kè mẹ muốn nhuốm ai mà nhuốm, tánh tao nó độc, nó độc tài chỗ đó. Tao chỉ biết nước tao thôi, cho người ta đéo biết nước nào, mà không cần biết chuyện đó. Kệ mẹ nó, đủ mày cỡ nào tao đéo cần biết, mày đừng đụng tới tao thôi được rồi. Thì anh có mấy lời anh gọi thôi, tánh tao nó kỳ kỳ gì đó, đủ má. Bà tao nói mày rồi, đủ má, tao có ba điều tao nhắc lại. Trung vẫy cờ ở Việt Nam mà tao khoái rồi nha. Thứ hai nữa là độ hù cho Trung Quốc nó chạy khỏi Việt Nam, mà thứ hai nữa là thứ hai, còn thứ ba nữa tao khoái vợ của ông Trump. Ok, đừng chụp mũ tao, tại bà là siêu mẫu, bà đẹp, bị cái đó là tao khoái thôi, chuyện bình thường, đủ vậy đó. Ok. Dạ rồi. Rồi có gì? Dạ rồi em gấp. Rồi. Em mới vui vẻ. Rồi. Vâng anh. Dạ. Rồi. Ủa, anh cư sĩ Duy Tân đâu rồi? Em là em mời lại anh cư sĩ Duy Tân. Các anh chị thả tim cho anh cầm. Anh cầm anh lên. Anh cư xá là anh còn đây không? Anh lại mất camera nữa. Anh gửi em lời yêu cầu anh cư xá. Anh mất camera rồi anh ơi. Cảm ơn các anh chị thả tim cho anh cầm. Anh gửi cho em cái lời yêu cầu á. Anh ok rồi, em thấy rồi. Đó.
Và đang hỏi anh đó. Bình Dương, chào Bình Dương, chào mọi người lần nữa. Cho nói anh Cầm này cái là anh Cầm anh thích vợ ông Trump á, thì cứ cho anh thích vợ ông Trump đi, nhưng mà anh này thích con gái anh Trump, ông Trump á. À, anh Trump, anh lại thích là anh Trump. Anh thích đúng không? Con gái anh Trump, ông Trump, ok. Tên gì? Trump, ông... Tên gì anh? Tên Anna gì Trump. Anh cũng nhớ luôn. Anna em. À, Anna. Ok. Hiện tại có bạn em theo dõi. Ok thì anh lý do muốn xin lên là tại vì có những cái mà nó chưa được chính xác á, thì thành ra anh lên, chứ còn anh cũng chả phải là tranh giành nói gì đâu em, thông cảm. Không có đâu, không à, em muốn thì mỗi người có mọi ý kiến. Không, thì mà, anh sĩ gì nói có một vài cái không chính xác, để anh nói anh sĩ anh cứ bình tĩnh, tại vì có nhiều điều anh nói là mình đồng ý, chứ mình không phải là chống đối với anh đâu, đồng ý mà. Anh yêu Việt Nam là vui rồi, anh không chống cộng là vui rồi, ok. Mình không có chống cộng, ok. Rồi anh không chống cộng là cái điều đó là tốt rồi, chúng ta cùng phe mà. Nhưng mà có điều những anh thì cái tánh anh là có những cái điều mà anh cảm thấy nó không chính xác. Theo quan điểm của anh thì anh nói thôi. Về vấn đề mà kỳ thị này nọ thì anh nói, thì ý anh nói. Ý anh nói như thế này là Bình Dương, khi mà lên nói cái này mình nên tập trung vào cái đề tài mình muốn nói, mình đừng có tập trung vào con người. Ví dụ như anh sĩ thì anh biết là chắc lẽ anh hơi bị bức xúc, cái gì anh đừng có bức xúc, bởi vì mình nhắn anh đừng bức xúc, mình đang nói về đề tài đó, mình không nói về anh, mình không biết anh là ai hết, trên cái thế giới này nó là ảo, mình không biết anh là ai hết, nên mình đừng có tập trung vào con người. Ví dụ như anh lan man hồi anh nói tới con người, ví dụ anh nói anh hơn tôi, chưa chắc tôi bằng anh. Tôi không bằng anh đâu. Anh cứ 100% hết đi. Mình sẵn sàng đứng đằng sau anh mà. Mình chẳng tranh giành hơn ai cái gì hết. Lại mình chưa từng bao giờ nói. Anh đã nói anh lên đây anh không nói về anh. Nhưng mà tại vì anh nói về anh thành ra anh phải đính chính là như thế này. Anh không có muốn nói về anh, thành ra anh nói anh hơn chưa chắc tôi bằng anh gì, thì ok, fine, anh cứ hơn tôi đi, không sao hết. Tôi chẳng có tranh giành gì hết. Nhưng mà tôi đã nói ngay từ đầu tôi đã nói, tại anh không nghe, anh không hiểu ý tôi nói. Tôi đã nói là tôi chỉ nói những gì mà tôi hiểu thôi. Chứ anh cứ nói chứ, chưa chắc anh biết, anh có biết không? Những điều đó anh có biết không? Không, tôi không biết. Tôi không biết, tôi đâu có biết hết, tôi đâu thành thánh, tôi đâu biết hết. Trên đây chẳng ai biết hết được tất cả. Những gì anh biết làm sao tôi biết được? Những gì tôi biết có thể anh không biết, nhưng mà không sao, anh biết, tôi không biết, tôi chẳng cảm thấy gì mà tự ái cả. Nhưng mà có những cái mà anh có quyền nói, thí dụ như nói là một người nói ông Trump kỳ thị mà đuổi cái bà nghị sĩ gốc da đen Somalia gì đó về châu Phi, thì cái đó thì chắc có lẽ là tại vì anh sĩ cũng không phải là cá nhân anh, mà hầu hết ở nước Mỹ nghe không rõ, họ luôn luôn đó, họ nghe ông Trump nói xong rồi họ cái fake news đó, nó lấy cái thông tin ông nói xong cái nó cắt ngắn đi hoặc là nó thêm bớt gì đó, thành ra cái message mà ông đưa ra rất là sai, tại vì họ nói sai. Ông Trump cũng không hề đuổi cái người đàn bà đó về châu Phi, ông chỉ nói là nếu mà cô cũng là một người di dân đúng không? Thì cô sang đây thì nước Mỹ đã tạo cho cô những cái cơ hội cô lên được tới hưởng nghị sĩ gì đó, ok. Mà cô cứ chê bai nước Mỹ nhiều quá, thì bây giờ cô có những cái hay á, cô thử đem về nước bản gốc của cô. Cô làm tốt xong rồi cô quay trở lại nước Mỹ, cô chỉ chúng tôi làm coi nó như thế nào. Ông chỉ nói vậy thôi chứ ông đâu có đuổi anh, cái message nó không phải là ông đuổi về, ông đâu ngu vậy, ông là tổng thống mà, ông mà lên nói câu đó không khác gì ông tự ông bắn vào chân ông rồi. Ông không nói, chỉ có những người mà fake news họ ưa nói vậy, họ ưa chế không tin. Đó cái thứ nhất anh muốn đính chính là cái bà đó, bà không phải bà nói như vậy đâu, anh coi lại đi.
Cái thứ hai là muốn đính chính á, là hô là anh cuồng, ông Trump vẫn chưa hề nói anh cuồng. Anh hỏi Bình Dương, anh có nói anh cuồng anh Trump không? Không, đúng ra thì anh không có nói cuồng à. À, đúng là anh không Cô có anh nói Trump anh nào, anh cuồng chả chứ. bao giờ cuồng Mỹ. Mỹ có những chính sách mà anh rất là không thích, là những chính sách đối ngoại Mỹ anh luôn luôn nói, tại không biết anh này anh có nghe anh nói không, anh lên nói cũng năm nay rồi, lâu lâu nên anh rất là nhất quán, anh không có thay đổi cái quan điểm của anh. Anh rất là thích Mỹ, thích văn hóa Mỹ, thực ẩm thực Mỹ, âm nhạc Mỹ, con người Mỹ, thích rất nhiều, nhưng mà không thích chính sách đối ngoại của Mỹ, nhất là chính sách đối ngoại của Mỹ nó liên hệ chiến tranh Việt Nam, nó sai lầm mà nó vẫn chưa thay đổi, anh không thích cái đó thôi. Chứ anh chả bao giờ anh cuồng Mỹ, anh chả bao giờ cuồng Trump. Sao tự nhiên lại nói anh cuồng Trump là sao? Bây giờ chúng ta có thể không đồng tư tưởng với nhau thì cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà mình không nên chuộc mũ người khác. Mình chuộc mũ người khác vậy là mình giống như là người chống cộng, mà chống cộng nó có cái màn chuộc mũ đó. Giống như vừa khác quan điểm nó chuộc mình mũ, chuộc cái mũ cối lên đầu mình lên. Thì bây giờ chúng ta cùng phe nhau, mình không nên dùng cái cách của bọn chống cộng đó. Chuộc mũ người khác là cuồng cuồng Cộng hòa hay là cuồng cuồng Trump, anh không hề cuồng Trump. Ông Trump anh bầu ông, anh có những lý do riêng mà anh thích ông, nhưng mà có những cái ông sai anh không thích. Anh với vợ anh nói chuyện với nhau mà rõ ràng là hai vợ chồng anh đồng ý là anh không thích ông Trump ở chỗ này. Có nhiều cái ông thích, ví dụ như Venezuela, ví dụ là anh cũng không thích luôn, là ông lại đồng ý ủng hộ cái thằng trẻ nào lên đem nó về làm tổng thống, không thích cái đó. Anh không thích cái đó đấy, em hỏi anh trả lời anh không thích cái đó, nhưng mà anh không thích cái đó, anh chỉ là hạt kiến, hạt hạt cát thôi, chả là gì hết, anh chỉ có nói là anh không thích thôi chứ anh chả làm gì được. Mỹ nó là nước khủng trên thế giới mà mình chả là cái gì hết. Rồi bây giờ nói tới ông John McCain thì cái này nó lại là ý kiến chính trị nha. Đừng chụp mũ anh cũng có quyền tư tưởng của anh. Thì ông McCain vậy đó, McCain ông bán muối rồi đó. Anh chưa hề bao giờ thích ông. Tại ông thuộc loại nó gọi là warmonger, có nghĩa là ông hiếu chiến lắm. Ông là hiếu chiến. Còn mình đừng có cho ông những cái gọi là credit, credit tiếng Việt gọi là gì ta? Cho ông nhiều nhiều điểm quá, là ông thương dân Việt Nam hay là giúp bang giao Việt Nam. Mình đừng có nghĩ cái đó, nghĩ cái đó là sai đó. Ông McCain nó cũng chả công trạng gì đâu. Còn ông Trump á, ông cũng có quyền, ông cũng giống như mình thôi, ông đâu là thánh thần gì đâu, ông cũng có quyền có những tư tưởng riêng của ông. Ông không thích McCain thì là ông thích McCain. Mà McCain ông chê McCain là tại vì McCain bị bắt em, bị rớt máy bay bị bắt thì là ông chê, nói ông không thích những Lý Tống ông McCain, ông thượng nghị sĩ đó em, thượng ông nghị sĩ McCain mà đi bắn dạ muối rồi đó em. biết rồi, ông đợt ông cốc Đúng ba rồi, đúng bạc rồi. mà Thì ông ông Trump thì cái tánh ông mà ông thẳng tánh, ông nói ông chê anh hùng gì đâu, tại tụi Mỹ nó ưa tung hô McCain lên. Anh thấy ông McCain chả gì phải tung hô. Ông bị ông là ông lái máy bay ông qua Việt Nam, ông thả bom giết con người Việt Nam mình mà. Anh không tung hô ông đó. Ok, đó là ý kiến của anh. Ai có gì không đồng ý giơ tay. Anh không ủng hộ ông đó. Ông là war criminal. Ok, tội phạm chiến tranh. Thì bây giờ ông có liên hệ đến cái vấn đề Việt Nam, mình chưa rõ là ông giúp gì cho Việt Nam mình đâu. Ok, cũng là toàn là tất cả quyền lợi hết. Mà ông đã từng gọi Việt Nam mình đó là gọi là khúc khúc hay gì đó. Khúc nó có cái từ nó gọi là miệt thị người người lính cộng sản Việt Nam mình, nó khúc tương tự giống như là mọi mọi khỉ đột hay gì đó. Không, ông đó mà ông lại hiếu chiến như nãy anh nói rồi, ông hiếu chiến. Thì ông Trump ông chê ông này không phải là anh hùng war hero tại vì bị bắt này kia, ông chê. Nhưng mà ông ok đó, thì ông để bụng em, để bụng ông thù ông Trump, thành ra ông nói chứ ông chống ông Trump tới cùng. Ông không có care, ông không quan tâm đến quyền lợi của nước Mỹ nữa, nhưng mà ông đặt cái mối thù riêng của ông bỏ bụng. Một khi đã như thế rồi thì ông Trump có làm cái gì tốt cho nước Mỹ ông không quan tâm. Ông chống tất cả những gì ông Trump làm, chống tới cùng, cho đến khi mà ông sắp sửa gần chết ông cũng chống nữa. Ông nói ông Trump là khi mà ông chết đó, là ông Trump không được đi giữ đám tang,
thì thành ra ông Trump ông đâu có đi được em. Nếu em là ông Trump ông đi không? Em không đi. Đương Đấy, nhiên em đi mắc mớ tao phải thì đi, mày không cho tao đi tao mắc mớ, tao tao là tổng thống nha. Mày là mày ra mày ứng cử mà mày có đậu được đâu. Cái kỳ ông ra làm tổng thống đó, ông kéo cái bà gì á, em nhớ cái bà đó không? Cái bà mà liên danh với ông đó. Cái bà đó ngu, bà rất là dốt nát. May cho nước Mỹ là ông đó không lên làm tổng thống, chứ nước Mỹ mà cho hai người McCain là cái bà đó lên làm tổng thống ấy, chắc nước Mỹ là lụn bại quá đó. Thì thành ra ông McCain ông không cho ông Trump đi dự đám tang. Còn những gì mà con gái của ông McCain nói thì chả có giá trị gì hết, tại vì ghét ông Trump thì nói ông Trump. Ông Trump thì ông nói ông làm cho nước Mỹ ấy, là giàu mạnh, thì bà con gái của ông McCain nói chứ nước Mỹ đã giàu mạnh rồi cần gì mà nói, thì đương nhiên rồi, ông không thích thì nói câu đó. Cho nên anh đó là quan điểm của anh, còn quan điểm của anh sĩ anh nhìn khác, ok không sao đâu, mỗi người có một cái quan. Nhưng mà anh nhắc nhở là đừng có nên tấn công cá nhân, mình tập trung vào cái đề tài mình muốn nói, đừng có nên nói là anh chưa chắc gì anh đã hơn, cái đó là quá cá nhân rồi không. Thứ hai là đừng có chụp mũ anh là cuồng, anh chả cuồng, anh không có phải là Cộng Hòa mà anh cũng không phải là Dân Chủ, chỉ có anh mới biết rồi thôi, chỉ có anh mới biết anh thôi, người khác không biết anh, cho nên quy chụp anh. Thành ra bữa nay anh nói thẳng cho rõ vậy. Cho anh nói thêm một cái này nữa trước khi anh xuống, là những người chống cộng thì anh không có nói, anh sẽ không cho không chống cộng. Thành ra những người chống cộng ấy, họ cũng buồn cười lắm, là tại ngày từ hồi xưa tới giờ là họ thích Cộng Hòa. Ok, nói chung là như người cũng chống cộng ở Mỹ là họ bầu Cộng Hòa, nói năng gì hết đó. Thì anh tìm hiểu nhiều năm anh mới biết tại sao mấy người này họ cứ thích Cộng Hòa. Thì hồi đó anh không thích Cộng Hòa, đến bây giờ anh cũng chả thích Cộng Hòa. Thì anh nghĩ là sau này anh tìm hiểu thì anh thấy họ đổ thừa Cộng Hòa vì Đảng Cộng Hòa của Mỹ, cho nên họ bị mất miền Nam. Em hiểu. Ê, quên, xin lỗi, anh nói lại, anh nói sai, xin lỗi. Họ đổ thừa Đảng Dân Chủ của Mỹ, họ đổ thừa Dân Chủ, Đảng Dân Chủ của Mỹ làm mất miền Nam Việt Nam của họ. Cho nên họ không thích Dân Chủ, thì thành ra ngoài. Ok, đó là thứ hai là những người mà chống cộng á. Cái mạng của anh hơi Tại bị giật con giật. kia khói. Em nghe không em? Em nghe mà nó hơi giật giật, bây giờ Không, nghe tại anh rõ đang nói hả? chuyện thì có cái phone chạy tới. Ok, dẫn. Bây giờ nghe rồi ha. Bây giờ nghe rồi. Lý do thứ hai là tại vì họ tưởng Đảng Cộng Hòa của Mỹ là giống như Đảng Việt Nam Cộng Hòa của họ ngày xưa đó. Ok. Bây giờ nghe chưa em? Rồi rồi, nghe rồi anh. Ok, em có nghe cái lý do thứ hai anh nói không? Nói tiếp đi anh nói cho Không, anh tại đi vì anh xuống đang đi. nói, bây giờ anh nghe tiếng nói của anh mới lại. Ok, bây giờ hết rồi, hên quá. Ok, thì lý do thứ hai là anh nghe tiếng nói của anh nó vọng. Chờ anh tí nha. Anh nghe tiếp. Nghe không Bình Dương? Rồi nghe rồi á. Bây giờ nghe ok hả? Đang nói chuyện thằng nào gọi con phá là bây giờ mình bị hơi lùng cùng. Thì cái lý do thứ hai là họ lẫn lộn với cái Đảng Cộng Hòa của Mỹ với lại Đảng Việt Nam Cộng Hòa của họ ngày xưa, cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, cho nên họ ưa bầu cho Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà những người chống cộng á thì tự nhiên cái đến thời gian ông Trump thì họ xoay qua Dân Chủ mới lạ chứ. Họ xoay qua hết Dân Chủ. Cái này anh không có nói anh sĩ anh ngồi dưới anh đừng có nhạy cảm. Mình đang nói những người mà chống cộng á. Ok. Họ xoay qua Dân Chủ, họ bầu Dân Chủ. Ok. Thì anh cái đó thì anh chỉ thắc mắc là anh đưa ra chơi cho vui thôi. Chứ còn còn cái vấn đề mà ông Trump á, mà có liên hệ đến Nga đó em. Gọi là Russian collusion á. Cái đó là tốn hết hơn 50 triệu tiền thuế của dân Mỹ. Mà cái ông Mueller đi ra tường trình ấy, cũng chả có chứng minh được cái gì hết.
mà tốn 50 triệu mà không chứng minh được ông Trump có liên hệ đến Nga, mà mỗi lần mà ông Putin mà phỏng vấn ông thì ông chỉ ngồi ông cười thôi à, tại ông thấy đâu có liên hệ tới ông Trump đâu. Mà mình bây giờ sau 50 triệu tốn tiền rồi mà mình ngồi đây mà mình vẫn tin đấy là ông Trump với lại Nga có cái sự liên hệ trong cái vấn đề gian lận, trong vấn đề bầu cử đó, thì anh không còn ý kiến nữa. Ok, tốn 50 triệu ra tường trình, xong cái ông Mueller chả chứng minh được gì hết, xong cái về hưu luôn, tại vì không về hưu rồi sẽ tụi nó sẽ đem ông ra dập ông trốn luôn. Thành ra đó là một cái của cái đám dân chủ, nó rất là, nói chung là nó làm đủ mọi cách để nó phá ông. Bây giờ lại đem tới cái chiêu trò khác là sắp sửa lại tìm, nói chung là cái bới lông tìm vết để đòi chốt phế ông. Cho nên đó, anh này anh nói thế thì thôi, anh chào em, chào mọi người. Em nãy giờ em ngáp hai ba lần nữa. Tôi chắc anh xuống đó em. Cảm ơn các anh chị hôm nay xem diễn đàn nha. Sorry, đoạn cuối này em hơi phê phê. Nên xin chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị ở hai ngoài một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Cảm ơn cô Hoa, cảm ơn anh Bằng Vũ. Chúc các anh chị Việt Nam một đêm thật ngon nhất. Xin hẹn gặp lại vào thứ Bảy.